Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình SE. Hôm nay Thu Huệ xin gửi tới các bạn câu chuyện Người Vợ Ở Riêng phần 1, tác giả My Loan Loan. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình SE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Trong căn phòng ở tầng 36 bị phần lớn bóng tối bao phủ này, nguồn sáng duy nhất, thậm chí được cho là chói mắt nhất, phát ra từ một màn hình máy tính đang mở. Trên màn hình màu đen nổi lên hàng chữ trắng, một dòng chữ tiếng Anh không ngừng hiện ra. Dường như không cần suy nghĩ, những ngón tay thon dài lướt như bay trên bàn phím. Từng dòng câu lệnh không ngừng hiện lên trên màn hình. 1:30 sáng, Bùi Thần Giật đưa mắt nhìn sang đồng hồ báo thức đặt cạnh máy tính. Bản thân là một chuyên viên lập trình, đối với việc đêm khuya không ngủ cũng chỉ giống như việc ăn cơm uống nước hàng ngày. Tất nhiên, điều kiện đầu tiên chính là người lập trình phải thật sự yêu thích công việc của mình. Bùi Thần Giật trong giới lập trình nổi tiếng không chỉ bởi vì anh là một thiên tài mà còn bởi vì anh yêu lập trình như sinh mạng bản thân. Đeo lên tai nghe xanh lam, Bùi Thần Giật bấm nhanh một dãy số. Không bao lâu đầu dây bên kia bắt máy, từ tai nghe truyền ra giọng nói đàn ông đầy châm chọc. Thật là hiếm thấy, lúc này cậu lại nhớ tới mình, bỏ mấy cái mật mã, chương trình của cậu qua một bên sao? Bùi Thần Giật nhíu mày, không thèm để ý người kia chế giễu. Ngón tay vẫn tiếp tục bay lượn trên bàn phím. Cậu rảnh không? Có hẹn với người khác sao? Tiết Duệ Uyên không phủ nhận. Mình không phải cậu, đêm khuya vẫn còn liều mạng làm việc. Cậu nói xem, cậu không có bạn gái bao nhiêu lần rồi hả? Cậu bề ngoài có, dáng người cũng có. Tuy không thể so sánh với mình, nhưng làm sao lại không có bạn gái được? Nếu không, mình giới thiệu thư ký của mình cho cậu làm quen. Cô ấy không phải là cây bình thường, nhưng mình tin là cậu có thể chấp nhận được. Bùi Thần Giật nghe xong bất đắc dĩ nói, cậu thật lắm chuyện. Làm người tốt thật khó, bên kia điện thoại, Tiết Duệ Uyên cười khổ. Nhưng mà thư ký của anh thật sự rất cay đó nha. Cô ấy không chỉ có dáng người nóng bỏng mà tính tình lại cũng nóng nảy nốt. Nếu thật sự cùng Bùi Thần Giật ở cùng một chỗ, nhất định có trò hay để xem. Cô là người dù có gặp chuyện gì cũng bình tĩnh nói chuyện, là người không cẩn thận chọc đến liền tức giận nóng nảy, thật thú vị nha. Chỗ hỏng được sửa, gần như đã bình thường trở lại. Về mặt tài liệu và trang thiết bị trong trò chơi mới trên mạng cũng vậy. Khoảng chiều nay là có thể đưa cậu. Bùi Thần Giật nói tới đây thì ngừng công việc trên tay lại, nghiêm túc nói vào điểm quan trọng. Uyên, trong thời điểm quan trọng, thịnh thế ra mắt game lại xuất hiện lỗ hồng. Tình huống này không phải mới xảy ra lần đầu. Đối với chuyện này, cậu có ý kiến gì không? Anh và Tuyết Duệ Uyên là bạn tốt thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, cùng nhau góp vốn sáng lập thịnh thế. Người ta thường nói vạn sự khởi đầu nan, nhưng sự nghiệp của Thịnh Thế lại là ngoại lệ. Thịnh Thế ra mắt trò chơi đầu tiên dựa vào một câu chuyện tình đẹp, hình ảnh tinh tế, phối nhạc uyên chuyển, thành công tạo danh tiếng, nên được nhiều người chơi khen ngợi và khiến cho người trong nghề khen không dứt miệng. Kỹ thuật lập trình như vậy quả thật là cấp bậc của thiên tài, mà trò chơi này toàn bộ là do Bùi Thần Giật tham gia thiết kế lập trình. Từ đó trở về sau, trong lĩnh vực thiết kế lập trình này, danh hiệu thiên tài là để gọi Bùi Thần Giật. Rất nhiều công ty cũng đã sử dụng số tiền lớn mời anh hợp tác, nhưng anh đều từ chối từng người một. Vì thế mà đắc tội không ít người. Việc này có phải nhằm mục đích trả thù hay không? Anh cũng không xác định được. Chắc hẳn việc này đúng như suy nghĩ của cậu. Tôi cần thêm thời gian để điều tra ai đứng sau chuyện này giờ cho quý. Cậu yên tâm làm việc đi. Việc này để tôi xử lý. Nhưng mà cậu phải phối hợp một chút mới được. Tiết Duệ Uyên suy tính. Bùi Thần Giật tài hoa khắp người, vậy mà ở Thịnh Thế không đảm nhiệm quản lý hành chính mà chỉ phụ trách thiết kế lập trình. Hoạt động hàng ngày của công ty đều do Tiết Duệ Uyên toàn quyền quyết định. Bố trí trách nhiệm và công việc như vậy, họ đã từng bước kinh doanh và phát triển công ty được 6 năm. Nghe Tiết Duệ Uyên nói xong, Bùi Thần Giật tiếp tục công việc trong tay. Ừ. Nói chuyện nghiêm túc xong, Tiết Duệ Uyên lại tiếp tục trêu chọc anh. Cậu không muốn biết mình bảo cậu phối hợp như thế nào sao? Nếu không mỗi ngày cậu tới công ty một chuyến, ở lại văn phòng 7-8 tiếng là được. Bùi Thần Giật rất ít khi xuất hiện tại Thịnh Thế. Rất nhiều nhân viên mới cũng không nhận ra anh là người được mệnh danh thiên tài. Từ xưa đến nay, hầu như mọi người chỉ nghe danh Bùi Thần Giật, chứ chưa bao giờ thấy người tận mắt, bởi anh không chỉ ở nhà mà là luôn luôn ở nhà. Cậu nằm mơ đi. Bùi Thần Giật không do dự trả lời. Cậu đã lâu không đến Thịnh Thế, đừng nói nhân viên mới, ngay cả nhân viên cũ cũng đã quên mặt mũi cậu như thế nào rồi. Nói đi cũng phải nói lại, cậu thật sự không muốn gặp thư ký của mình một lần sao? Cô ấy thật sự rất cay nha.
Tiết Duệ Uyên rất muốn nhìn hình ảnh lúc Bùi Thần Giật và thư ký của mình gặp gỡ, chắc hẳn là rất thú vị. Cút! Bùi Thần Giật bình tĩnh phun ra một chữ, giọng điệu bình tĩnh và lời nói của anh cũng không ăn khớp tí nào. Giật, nói thật đi, có phải cậu không có hứng thú với phụ nữ không? Chẳng lẽ cậu thích đàn ông? Nếu thật vậy, ngàn vạn lần xin cậu đừng có yêu mình nhé. Nhưng chắc hẳn mình sẽ làm cho cậu khó quên. Tiết Duệ Uyên trêu đùa. Ừ, có lẽ vậy. Bùi Thần Giật lại liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức cạnh máy tính. Không còn chuyện gì nữa thì mình gác máy đây, cậu không phải có hẹn sao? Tiết Duệ Uyên nhìn màn hình di động thông báo đã kết thúc cuộc gọi, mồ hôi chảy đầy đầu. Này này, đây là ý gì? Là cậu ta không có hứng thú với phụ nữ, hay là cậu ta thật sự thích đàn ông, hay là yêu anh rồi? Tiết Duệ Uyên cảm thấy vẫn là không nên chọc vào Bùi Thần Giật thì tốt hơn. Tránh trường hợp người kia lại viết một chương trình thổ lộ với anh thì toi, thượng đế phù hộ. Lập trình xong phần cuối của chương trình, Bùi Thần Giật tắt máy tính, chân trần dẫm lên sàn nhà gỗ màu nâu nhạt, bước ra khỏi thư phòng. Trên người chỉ mặc có một cái quần lót, toàn bộ thân thể rắn chắc khỏe mạnh đều được phô bày. May mắn là anh sống một mình, nếu không chắc chắn sẽ bị người khác cho là tên điên thích cởi chân. Ở nhà, Bùi Thần Giật có thói quen không mặc quần áo, anh không thích cảm giác bị quần áo trói buộc. Vì thế, mỗi lần vừa vào cửa, chuyện đầu tiên anh làm là cởi quần áo. Chỉ cần anh không ra ngoài thường xuyên là được. Ngoài trời đang mưa to, hắn mưa đánh vào cửa kính tạo nên âm thanh lộp bộp. Anh không mở đèn, chờ cho đôi mắt thích nghi với bóng tối, liền đi vào phòng bếp rót một ly nước. Bùi Thần Giật vừa uống nước vừa tiện tay mở tủ lạnh. Tiếp theo, anh lập tức phát hiện ra một chuyện vô cùng phiền phức. Bụng thì đang đói, mà trong tủ lạnh lại không còn cái gì ăn được. Lấy tay vò vò tóc, đặt ly thủy tinh lại trên bàn bếp, anh đi đến cửa chính nhặt quần áo trên đất mặc vào. Chỉ có những lúc như thế này anh mới tình nguyện đi ra ngoài mà thôi. Gần đây thời tiết làm người ta thấy vô cùng ngột ngạt. Ban ngày nắng oi bức như phòng tắm hơi, buổi tối lại mưa to, nhiệt độ lập tức hạ xuống chênh lệch với ban ngày một trời một vực. Cầm ô trên tay cũng vô dụng, áo trắng của Bùi Thần Giật ướt đẫm, dính chặt vào người anh. Thời tiết quỷ quái này, anh mắng nhỏ. Gần đây cái gì cũng không thuận lợi, nhân viên cấp dưới làm nhầm gây ra rắc rối lớn khiến anh vội vàng bổ sung cũng đã váng đầu hoa mắt. Khi còn đang sứt đầu mẻ chán thì lại có một dự án mới đến tay. Anh không phải là siêu nhân, thật sự không có năng lực dị thường. Tuy trong nghề anh nổi tiếng là thiên tài, nhưng thiên tài cũng cần có thời gian chứ. Đã ở trong nhà liền một tuần nay, ngay cả thời gian mua thức ăn dự trữ cũng không có. Tuy là một trạch nam, không cần thiết thì không ra khỏi nhà, nhưng đây là lần đầu tiên anh ăn sạch mà không còn sót chút gì. Mà ngay lúc trời mưa to như vậy, anh lại cảm thấy đói bụng. Bộ quần áo trên người đang không ngừng nhỏ nước, làm cho sàn nhà bóng loáng sạch sẽ của cửa hàng tiện lợi loang lổ từng vũng nước. Lúc này trong cửa hàng ngoài anh ra thì không có lấy một bóng dáng nào khác. Nhân viên cửa hàng nhìn quần áo anh nhỏ nước, vẻ mặt có chút khó coi. Bùi Thần Giật không nói gì, chỉ im lặng thanh toán tiền xách túi lớn. Mở cái dù cũng có được mà không có cũng được, bước vào giữa cơn mưa to. Hay, rất thê thảm nha. Nếu bây giờ có xuất hiện thêm chuyện gì vớ vẩn phiền phức nữa, anh cũng không cảm thấy bất ngờ. Mưa có dấu hiệu nhỏ lại, Bùi Thần Giật loáng thoáng thấy có người đi ở vỉa hè đối diện. Mưa rất to nên chỉ nhìn thấy lờ mờ hình dáng là một người phụ nữ. Đêm khuya mưa xối xả những chút nước, cô ta không có dù cũng không tìm chỗ trú. Cứ như vậy chậm chạp đi trong mưa, quần áo trên người cô vì ướt đẫm mà dính sát vào người. Bùi Thần Giật không thấy rõ mặt mũi của cô ta, nhưng quần áo ướt càng làm lộ ra hình dáng nóng bỏng của cô. Eo mảnh khảnh, ngực cao mông nở, quần áo nhỏ nhỏ ướt đẫm kia không che được cái gì. Cô ta không sợ gặp phải bọn háo sắc sao? Bùi Thần Giật đánh giá cô ta từ trên xuống dưới một lần, rồi ngay lập tức thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước. Bước chân không có chút hoang mang, cũng không quay lại nhìn người phụ nữ kia nữa. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ tiến lên hỏi cô có cần giúp đỡ gì không để tranh thủ tình cảm của người đẹp. Dù sao cũng có câu, hiểu điệu thục nữ, quân tử hào câu mà. Hôm nay cô gặp phải Bùi Thần Giật xem như xong, anh là trạch nam, phụ nữ trong mắt anh chỉ là thứ phiền phức lại càng không quan trọng bằng bộ dạng thể thảm lúc này của anh. Anh là trạch nam, phụ nữ trong mắt anh chỉ là thứ phiền phức lại càng không quan trọng bằng bộ dạng thê thảm lúc này của mình. Anh cũng không phải là người lạnh lùng, bình thường cũng rất nhiệt tình, từng giúp đỡ người già qua đường, nhặt được ví tiền thì trực tiếp nộp cho công an. Nhưng lúc này anh chỉ cảm thấy dạ dày của mình đang biểu tình. Chút nhiệt tình đó đã sớm bị cơn mưa to dập tắt. Hơn nữa, chuyện của bản thân còn chưa giải quyết xong, thật sự không dành để đi làm người tốt. Khi đi qua ngã tư, người phụ nữ hướng về phía Bùi Thần Giật đi tới, hai người họ lướt qua nhau.
Bùi Thần Giật cảm thấy thật kỳ lạ, trời mưa to như vậy, đèn đường lại mờ mờ ảo ảo, căn bản không thể nhìn rõ cái gì. Nhưng vẻ mặt của người phụ nữ này lại khắc sâu trong đầu anh. Từ nhỏ đến lớn, anh có chứng hay quên mặt người. Trong mắt anh chỉ toàn cú pháp lập trình, cực kỳ hiếm khi chỉ nhìn một lần mà lập tức nhớ kỹ mặt người. Sửng sốt đứng im tại chỗ, sau đó nhướng chân mày, quay người bước theo sau người phụ nữ kia. Có lẽ anh nên tiễn cô gái mới nhìn qua đã nhớ mặt này một đoạn, ít nhất là cho tới khi cô an toàn về đến nhà. Bùi Thần Giật không có ý kiến lên làm quen, cũng không định thu ngắn khoảng cách. Anh chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng, duy trì khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, giống như chỉ là đưa cô gái này về nhà mà thôi. Lần đầu tiên làm như vậy, tuy tính tình anh tốt, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là người nhu nhược. Cũng từng có lần đưa con gái về nhà, nhưng đó là do lịch sự mà người đàn ông cần có. Dồn tất cả nhiệt huyết vào công việc lập trình, những chuyện khác anh hoàn toàn không quan tâm. Cho dù hai người bạn gái cũ có mắng, có dốt đến thế nào đi nữa, anh cũng có thể bình tĩnh cùng các cô nói chuyện. Sau đó sao? Không có sau đó, kết quả là đến 28 tuổi, anh vẫn còn độc thân. Người phụ nữ phía trước rẽ vào một con hẻm nhỏ phía bên tay trái. Bùi Thần Giật không tin được nhíu mày. Đêm khuya lại còn mưa to như vậy, cô lại dám đi vào hẻm nhỏ. Thật là khâm phục sự can đảm của cô. Bùi Thần Giật bước nhanh theo cô rẽ vào con hẻm nhỏ. Đúng lúc vừa bước vào thì không biết bị vật gì đập tới trước mặt. Anh nghiêng đầu tránh đi cực nhanh, nhưng bả vai lại không tránh kịp. Lực đánh cũng thật mạnh, nện xuống vai anh đau đến tê dại. Túi nhựa trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Không đợi anh nhặt túi lên, một cây dù lại tiếp tục đánh tới. Bùi Thần Giật không kịp nhặt túi lớn, vừa tránh né vừa lui ra khỏi ngõ nhỏ. Giọng nữ ngọt ngào tinh tế chứa đựng tức giận vang lên. Tiếng mưa rơi rào rào cũng không che được tiếng cô gào thét. Đánh chết cái đồ yêu dâu xanh, đồ biến thái, trộm đồ lót còn chưa đủ, còn dám theo dõi tao. Lúc này thì Nhược Huyên đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay cô mới phát hiện bạn trai mắt cá hai tay. Rõ ràng trên điện thoại nói với cô hôm nay phải tăng ca. Khi đó cô còn dịu dàng dặn anh ta không được thức khuya, phải chú ý sức khỏe. Ai biết được vừa mới xoay người một cái, cô liền thấy cửa phòng khách sạn đang từ từ đóng lại. Bạn trai mình đang ôm một người phụ nữ ngồi trên giường, đưa lưng về phía cửa. Cô thiếu chút nữa là xúc động, xông vào cho đôi nam nữ chó má kia một bạt tai. Hắn muốn cô dịu dàng chăm sóc, cô kiềm chế cá tính trở thành thục nữ. Còn nói không muốn cô thường xuyên gọi điện, lúc nào cũng bám lấy anh ta, cô liền kiên nhẫn chờ điện thoại của anh ta. Thư tình thì Nhược Huyên nhận từ tiểu học đã không đếm hết. Cho tới nay, đàn ông theo đuổi cô nhiều vô kể. Hắn ta đúng là đồ chó mắt mù, lại có thể bắt cá hai tay. Sống 25 năm, cô chưa từng làm việc gì trái lương tâm. Hôm nay sao lại xui xẻo như vậy? Chẳng những phát hiện bạn trai bắt cá hai tay, còn bị một tên cực kỳ biến thái theo dõi. Hai mắt thì Nhược Huyên tức giận, trừng Bùi Thần Giật. Quần áo người đàn ông trước mặt ướt đẫm, dán sát cơ thể, lộ ra cơ thể săn chắc cường tráng. Nhưng chiếc quần trắng đã ướt đẫm của anh ta lại không che được quần lót màu đỏ bắt mắt bên trong. Cô hiểu lầm rồi, tôi không có theo dõi cô. Bùi Thần Giật không ngừng tránh né tấn công, vừa nói vừa thở gấp. Nhưng trong giọng nói không hề có chút sợ hãi nào, âm thanh điềm đạm làm cho người nghe có cảm giác bình tĩnh. Cũng may, anh từng bị một người bạn đam mê võ thuật kéo đi học một lớp Aikido. Né tránh loại tấn công không theo quy tắc này cũng không phải vấn đề lớn. Mày nghĩ tao là đồ ngốc sao? Từ ngã tư đã bắt đầu theo tao. Mày đừng có nói với tao là nhà ở hướng này. Tao nhớ rõ lúc nãy mày đang muốn qua đường. Đánh tới đánh lui cũng đánh không trúng anh, nhưng thì Nhược Huyên cũng không bỏ ý định tiếp tục tấn công. Cô dù đang chật vật như thế nào cũng không thể tha cho cái đồ thích cởi đồ này. Nhưng không ngờ người đàn ông này quá đê tiện, chẳng những thích cởi đồ mà còn theo dõi cô, sợ người khác không biết mình biến thái sao? Đối với vấn đề này, Bùi Thần Giật cũng không biết nên giải thích thế nào. Anh chỉ là muốn đưa cô về nhà mà thôi, cũng không có ý xấu gì. Trong lòng thì tuy thầm nghĩ như thế, nhưng nếu là cô thì anh cũng không thể tin được. Nếu như sợ người khác theo mình, cô không nên đi trên đường trễ như thế này. Nói xong anh còn thêm một câu, lại ăn mặc hở hang như vậy. Thì Nhược Huyên giận sôi lên, cây dù đánh tới tấp về phía anh. Tao đi trên đường trễ thì sao? Ăn mặc ít một chút thì nhất định phải bị mấy tên biến thái theo dõi sao? Vậy mấy thằng thích cởi đồ như mày có phải cũng rất đáng bị tao đánh có phải hay không? Bùi Thần Giật ngừng nói chuyện vài giây, một bên né tránh cô tấn công, một bên suy nghĩ lời cô nói. Sau khi hiểu ra, lông mi anh run lẩy bẩy. Cuối cùng cũng rõ tại sao như bên cửa hàng tiện lợi lại nhìn mình với ánh mắt phức tạp như vậy. Khó trách người khác coi anh như tên biến thái. Không biết có phải do đèn đường quá mờ thì Nhược Huyên không thấy được trên mặt Bùi Thần Giật có chút xấu hổ.
vẻ mặt không thay đổi cùng bộ dáng bình tĩnh, càng làm cho Thì Nhược Huyên cảm thấy anh là đồ biến thái nhất trong những tên biến thái. Vừa vặn hôm nay cô vô cùng buồn bực, lại đang không tìm được người để chút giận. Cô dùng tất cả sức lực để đánh Bùi Thần Giật, tuy có học qua một lớp Aikido nhưng vẫn không chống đỡ được mấy cú đấm với đá của Thì Nhược Huyên. Cánh tay bị trúng vài cú chắc cũng đã bị bầm tím. Lại đánh tới lần nữa, anh nhanh chóng nắm lấy cán dù không chịu buông. Tôi thật sự không muốn theo dõi cô, tôi không có hứng thú với cô. Đã quá trễ, tôi giúp cô gọi taxi, cô nhanh về nhà đi. Tính tình của anh không phải tốt bình thường, nhưng Thì Nhược Huyên mặc kệ như thế nào, cô đã tức điên rồi. Cái gì gọi là anh không có hứng thú với cô? Nhân duyên với đàn ông cô chưa bao giờ thiếu, nhưng hôm nay cô lại thất bại hai lần. Mắt thẩm mỹ của đàn ông hiện đại bị làm sao vậy? Mắt mù hết rồi sao? Dáng người cô đẹp, âm thanh nhỏ nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp, chính là người vợ tiêu chuẩn, và được phòng khách, xuống được phòng bếp, lại lên giường được. Anh không có hứng thú mới là người không có năng lực. Tao có về hay không liên quan đến mày à? Mày là ai tao cũng không biết, sao mày dám quản tao có về nhà hay không? Thì Nhược Huyên kéo dù về không được, dứt khoát buông tay. Cô xông lên trước, nhắm vào đúng quần Bùi Thần Giật đá một cái. Lúc thấy cô tới gần, Bùi Thần Giật muốn thấy rõ mặt mũi của cô, không nghĩ đến cô lại thật sự ra chiều thuần thục như vậy. Cô không đá bụng của anh, nhưng lại đá cẳng chân của anh một cái. Thời điểm anh nhịn đau muốn giữ lại, cô đã nhanh chóng bỏ trốn, không thấy bóng dáng, lại cả gan để lại một câu. Đồ biến thái chết tiệt, không sợ chết thì cứ tiếp tục theo tao. Bùi Thần Giật cau mày cười cười, có chút đau nhưng không đến nỗi không chịu được. Anh không thể tưởng tượng ra cái dáng người nhỏ bé như vậy lại vô cùng đánh đá thổ lỗ. Vừa rồi lúc cô đến gần, anh đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô, thật sự là đẹp không gì sánh bằng. Cằm nhọn, mi thanh, đôi mắt xinh đẹp hướng lên trên, lông mày giống như cánh quạt nhỏ cong cong. Lúc đầu còn tưởng cô kẻ viên mắt, nhưng thật ra lại là khuôn mặt mộc. Còn người mà hổ phách làm cho người ta không tự giác đắm chìm vào đó, mí mắt nửa buông xuống làm cho đôi mắt toát lên vẻ dịu dàng. Khi tầm mắt cô lướt qua, làm cho tim anh đập sai một nhịp, môi căng mọng phớt hồng, làm cho người ta không kiềm lòng được muốn âu yếm. Tóc cô đã ướt đẫm, dán trên mặt làm khuôn mặt càng thêm nhỏ nhắn, giọt nước theo gò má trượt xuống. Cho dù đèn đường mờ ảo không rõ ràng, nhưng anh vẫn nhìn ra được cô có làn da rất đẹp. Phụ nữ xinh đẹp anh gặp không ít, nhưng chưa từng có ai như cô cả. Khuôn mặt, khóe môi làm cho người ta chỉ cần liếc nhìn một cái là trong đầu lập tức hình dung ra dáng vẻ xinh đẹp của cô. Hơn nữa, cô còn là người xinh đẹp mà không tầm thường, quyến rũ mà không lẳng lơ, là người trong số cực kỳ hiếm mà anh mới gặp lần đầu đã nhớ kỹ. Bùi Thần Giật khẽ mỉm cười lắc đầu, nhịn đau chậm chạp đi về phía Thì Nhược Huyên mới vừa bỏ đi. Anh không quên ý muốn ban đầu của mình, muốn đưa cô về nhà an toàn. Cũng không hiểu nổi tại sao mình lại muốn làm người tốt như vậy. Bị cô tàn nhẫn đánh một trận còn muốn đưa về nhà. Anh không muốn biết đến tột cùng là vì sao mình làm như vậy. Chỉ là bây giờ anh đã biết điều hơn, đi cách cô xa một chút, không để cô phát hiện ra mình. Chỗ ở của cô cách ngõ nhỏ không xa, mưa vẫn rất lớn, một chút cũng không ngớt. Nhìn đồng hồ đeo tay, khoảng 3 giờ, anh đội mưa xối xả về nhà, quên mất nguyên nhân vì sao phải ra ngoài. Quần áo màu trắng để lại cho người khác ấn tượng sạch sẽ, thuần khiết. Rất nhiều người lấy màu trắng làm màu sắc chính để trang trí phòng ngủ, nhưng rất ít người trong phòng trừ giường ra không có thứ gì khác. Mà phòng ngủ của Bùi Thần Giật chính là như vậy. Diện tích phòng ngủ gần 20m², chỉ thấy một cái giường king size cùng với một chiếc rèm cửa sổ màu đen. Các vật dụng khác như tủ đầu giường, tủ quần áo, tivi, đèn bàn, cái gì cũng không có. Bùi Thần Giật không cảm thấy phòng ngủ như vậy có gì là không đúng. Anh chỉ biết phòng ngủ của mình ngoài cái giường thì không cần thêm cái gì khác. Laptop để dưới đất là được rồi, còn máy tính bàn để ở phòng sách, tivi ở phòng khách. Vào phòng ngủ là để ngủ, không ngủ được thì không vào phòng ngủ. Cho nên anh không cần đèn bàn và tủ quần áo. Quần áo cứ để trực tiếp trên sàn, muốn ra ngoài thì nhặt lên mặc vào, không ra ngoài thì cần gì phải mặc. Sau khi Bùi Thần Giật chuyển đến chung cư này, mấy người hàng xóm luôn im lặng quan sát người đàn ông anh Tuấn này. Thật ra trước khi anh chuyển vào, mấy người hàng xóm đã rất tò mò về người lúc trước mua sàn chung cư này. Nhưng sau khi chủ nhân căn hộ đến, hàng xóm càng tò mò hơn, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng thấy có người khách nào tới nhà anh cả. Là đàn ông sống độc thân, thường có bạn bè đến nhà uống bia xem bóng đá, nếu không thì ban đêm ra ngoài đi bar. Nhưng Bùi Thần Giật chính là một ngoại lệ. Hàng xóm thậm chí để ý thấy hàng đêm phòng của anh chưa bao giờ bật đèn, cũng chưa từng thấy anh ra ngoài.
Nói cách khác, anh thường xuyên nhốt mình trong phòng, buổi tối cũng không bật đèn, dù như thế nào đi chăng nữa cũng thấy thật quỷ dị. Nhưng hàng xóm hoàn toàn không biết việc nhà duy nhất anh biết làm chính là lau nhà. Sàn nhà đá cẩm thạch bị anh lau đến có thể làm gương soi. Mỗi khi viết chương trình gặp phải có chỗ khó khăn, anh sẽ yên lặng chạy đến phòng tắm, lấy khăn lau nhà và thùng nước, quỳ gối từ cửa bắt đầu lau sàn. Khi lau xong một lần thật tỉ mỉ, khó khăn liền được giải quyết. Vì thế nên anh cũng một đường thành thói quen, khi gặp chuyện không nghĩ ra hoặc lúc tâm trạng buồn bực liền đi lau sàn, cũng như có người tâm trạng không tốt thì đi chải lông cho ngựa. Nhưng chuyện nhà lập trình thiên tài đi lau sàn, anh không muốn người khác biết, không phải sợ ảnh hưởng đến hình tượng bản thân, mà do hiểu được thói quen này có phần yêu điệu. Nhưng lúc khó chịu nếu không lau sàn, anh liền cảm thấy không được thoải mái. Vốn không muốn ai phát hiện bí mật này nên anh chưa từng mời khách đến nhà. Tất cả bạn bè đều biết anh không muốn cho ai đến nhà, kể cả bạn gái cũ. Dần dần thành thói quen không cho người khác tới nhà. Nếu có chuyện muốn gặp trực tiếp, anh lựa chọn hẹn gặp đối phương ở một địa điểm bên ngoài. Hiện tại, người muốn hẹn gặp mặt với bồi thần giật đang liều mạng gọi vào điện thoại di động dùng trong công việc của anh, mà cái điện thoại kia lại bị vứt trên sàn nhà, hơn nữa còn bị chỉnh sang chế độ rung. Bùi thần giật nằm trên giường lớn trắng tinh, xoay người tiếp tục ngủ. Tấm rèm trong phòng ngủ bị kéo lại, cho dù ánh sáng mặt trời có đẹp như thế nào, thậm chí sáng đến chói mắt, bên trong phòng vẫn là mờ ảo u ám. Điện thoại di động bị anh tùy tiện vứt trên sàn, đang rung lên từng đợt. Trong không gian yên tĩnh, vang lên tiếng điện thoại rung rè rè, âm thanh này làm cho người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Bùi thần giật không thèm mở mắt, chính xác cầm điện thoại di động lên. Tiết Duệ Uyên phất phất tay cho nhân viên trước mặt ra khỏi phòng. Trần Phàm vô cùng hiểu ý rời khỏi văn phòng của Tiết Duệ Uyên, hơn nữa còn giúp anh đóng cửa. Cậu đang ở đâu? Âm thanh Bùi thần giật không lười biếng như người mới tỉnh ngủ, hơn nữa còn đặc biệt thành tỉnh rõ ràng nói. Chết rồi. Sau đó lập tức cúp máy. Tiết Duệ Uyên không cần nghĩ cũng biết lúc này Bùi thần giật vẫn chưa rời giường, hơn nữa là đang ngủ. Con người này đem công việc bỏ lại, không biết sáng nay anh đã phải giải quyết biết bao nhiêu việc, vậy mà người này vẫn còn đang ngủ. Tiết Duệ Uyên tức giận, suýt bóp nát điện thoại đang hiển thị đã kết thúc cuộc gọi. Nhưng anh vẫn tiếp tục gọi một lần nữa. Điện thoại vừa nối không cho Bùi thần giật có cơ hội nói chuyện. Anh nói nhanh. Trần Phàm đang chờ cậu, cậu nếu không ra ngoài, mình sẽ đem địa chỉ nhà cậu nói cho anh ta biết, để cho anh ta đến nhà cậu nhấn chung cửa, để cho anh ta thường xuyên đưa thức ăn khuya đến cho cậu, đến nhà cậu uống trà. Tên khốn Tuyết Duệ Uyên này giỏi lắm, dám uy hiếp anh. Nửa giờ. Cuộc gọi bị cắt đứt, lần này toàn thân Tuyết Duệ Uyên thật khoan khoái. Nhưng một giây sau, anh bắt đầu hoảng hốt. Bình thường tính tình Bùi thần giật luôn an tĩnh, nhưng nếu anh bị ép buộc phải dậy khi mà chưa được ngủ đủ thì sẽ biến thành cực kỳ dữ dội. Hiện tại chỉ cầu nguyện cho giận dữ của Bùi thần giật trút cả vào người Trần Phàm đi, cầu nguyện cho cậu ta quên mất người hôm nay gọi điện là ai. Xoẹt một tiếng, rèm cửa được kéo ra. Bùi thần giật híp mắt làm quen với ánh sáng. Mặt trời rực rỡ như vậy, có lẽ là đã giữa trưa rồi. Hôm nay đến 5 giờ sáng anh mới đi ngủ, mà còn là ngủ khi đang đói bụng. Còn chưa ngủ no đã bị người khác đánh thức, tâm trạng đương nhiên sẽ cực kỳ tồi tệ, sắc mặt âm u, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao găm. Bả vai và cánh tay có chút đau, anh cúi đầu nhìn một chút hai chỗ bị bầm tím. Người phụ nữ điên. Bùi thần giật vừa đi đến phòng tắm vừa đi thào tự nói, nhưng giọng nói không nghe ra chút tức giận nào, mà ngược lại giống như chỉ là hơi oán trách. Như đang nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt sắc bén dần mềm xuống. Trên sàn phòng tắm có một bộ quần áo trắng cùng với quần lót màu đỏ vẫn còn ướt sũng. Tối qua sau khi anh trở về, không cởi y phục trực tiếp ném trên sàn như mọi khi mà ném vào phòng tắm. Bùi thần giật dùng chân đá đá đống quần áo màu trắng, giống như muốn trực tiếp đem quần áo vứt đi. Nhưng không biết vì sao, như bị ma xui quỷ khiến, anh lại nhặt chúng lên ném vào máy giặt. Nửa giờ sau, Bùi thần giật xuất hiện đúng như đã hẹn tại tiệm cà phê trong công ty Bách Hóa. Trần Phàm đứng lên cười lấy lòng Bùi thần giật. Còn chưa kịp Azo nịnh hót, anh đã quăng ra câu đầu tiên. Trở về nói với Tiết Duệ Uyên, cẩn thận bảo bối của cậu ta đấy. Nói xong, tay thì ném xuống túi hồ sơ màu vàng rồi xoay người bỏ đi luôn. Tất cả quá trình chưa tới 10 giây. Trần Phàm sững sờ nhìn theo bóng lưng Bùi thần giật. Thậm chí anh còn cảm thấy bản thân thật muốn khóc. Ông chủ Trạch Nam của anh nhất định không nhận ra anh là thư ký của anh ấy. Anh ủ rũ đáp lại. Vâng, cho dù anh biết Bùi thần giật đã đi ra đến cửa quán cà phê và sẽ không nghe thấy. Người đi dạo trong công ty Bách Hóa ngày càng nhiều hơn,
Thời điểm này là giờ tan làm của hầu hết mọi người. Bùi Thuần giật rẽ vào siêu thị, mặc áo sơ mi màu đen đơn giản, lại tào nhã, phối hợp với quần bò màu xanh đen, dẫn đến anh được không ít người ghé mắt nhìn. Dáng người cao hơn 1m8, khuôn mặt đẹp trai. Tuy rằng chỉ thích ở nhà, nhưng cái này không có nghĩa là anh lười vận động. Cánh tay và bắp đùi cường tráng được quần áo bao bọc, tràn ngập những đường cong nam tính, 10 phần cảm giác đàn ông. Làn da màu đồng cổ, môi mỏng, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, đường cong khuôn mặt tràn đầy cương nghị anh tuấn. Cho dù hiện tại trên tay đang ôm một túi lớn đồ ăn vặt, còn xách thêm một túi gà nướng, cũng không ai cảm thấy anh giống mấy bà mấy chị. Mấy bà nội trợ đi bên cạnh đều bị vẻ ngoài của anh hấp dẫn, tìm nhảy dựng lên, nhưng lại bị vẻ mặt u ám dọa không dám đến gần. Bùi Thần giật mím môi, chân mày lạnh lùng, liên tục 2 ngày thức đêm, không dễ dàng mới ngủ được mấy tiếng. Sáng sớm bởi vì quá đói bụng chị không được phải mò dậy, anh tùy tiện cầm bộ quần áo lari lôi thôi mặc vào, vọt xuống lầu mua mấy cái bánh bao. Trước mặt ông chủ tiệm bánh ăn ngấu ăn nghiến, giống như bị bỏ đói lâu ngày, dọa cho ông chủ sợ hãi. Sau khi ăn no xong, anh quay về nhà tiếp tục ngủ. Vừa mới ngủ không bao lâu lại bị Tiết Duệ Uyên kêu dậy. Tính tình cho dù tốt đến đâu cũng phải tức giận. Thiếu ngủ nghiêm trọng như vậy mà anh còn không nắm áo Trần Phàm mắng cho một trận đã là tốt bụng lắm rồi. Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ, nhanh chóng về nhà tiếp tục ngủ. Mang theo một bao lớn đồ ăn vặt và một túi gà nướng đi ra khỏi siêu thị. Còn chưa đi được vài bước đã bị một người chạy như điên vào siêu thị đụng phải. Tất cả đồ trên tay đều rơi xuống đất. Cái gì? Tâm trạng đang vô cùng tồi tệ do ngủ không đủ, còn có người dám trêu anh thực sự là muốn chết. Bùi Thần giật nhìn thấy người đụng vào mình là một cô gái thì cố kiềm chế tức giận bộc phát. Chỉ tức tối trừng mắt nhìn cô gái đụng phải mình bị ngã trên đất, liếc mắt một cái thấy cô vẫn ngồi trên đất không đứng dậy, đầu cúi xuống. Bùi Thần giật cũng không để ý mặc kệ cô, muốn ngồi trên đất thì cứ ngồi. Anh không nói lời nào, nhặt đống đồ ăn vặt từ trong túi rơi ra. Khi chuẩn bị rời đi, cô gái kia vẫn ngồi tại chỗ. Không thể nào, mới đụng một chút liền bị thương. Bùi Thần giật nhíu mày, cũng không có dự định tiến tới hỏi cô như thế nào. Dù sao cũng không phải lỗi do anh, anh không mắng cô đã là tốt lắm rồi. Còn muốn anh đi xin lỗi ư? Mặc dù là Trạch Nam ít khi ra ngoài, nhưng mỹ nữ yêu thương nhung nhớ anh cũng không phải chưa gặp bao giờ. Người phụ nữ lần trước ý đồ muốn đến gần anh cũng đã sử dụng chiêu này. Khi đó anh không đặc biệt chú ý, nâng người phụ nữ kia lên lại bị cô ta quấy rầy 3 tháng. Anh làm sao biết được con gái bây giờ còn sử dụng loại mánh khóe này? Bùi Thần giật không rên một tiếng, xách túi lớn bỏ đi. Này! Âm thanh mềm mại yêu kiều truyền đến, nghe có chút quen thuộc, nhưng anh cũng không muốn ngừng bước để trả lời. Này, đồ thích khuê hàng, đụng người khác cũng không thèm đỡ dậy hả? Không đầy 24 giờ mà gặp người con gái này những 2 lần. Nếu là có ý định muốn đến gần anh, như vậy cô thành công rồi. Huống hồ lần trước bị cô hung hăng đánh trong một trận, anh cũng không phải người nhu nhược, trước đó chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Bùi Thần giật không phát hiện ra hiện giờ mình đang giận dỗi như một đứa trẻ. Dựa vào cái gì? Anh xoay người từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt chất vấn. Ai, vẻ mặt anh như vậy là sao hả? Giống như tôi đang cố tình đụng anh vậy. Lúc này trong ánh mắt xinh đẹp của Thì Nhược Huyên tràn đầy lửa giận, nhưng lại càng nổi lên khuôn mặt trắng xanh không khỏe. Mới đây tinh thần còn sáng sủa, bộ dạng đầy sức sống, hiện tại lại như đang rất mệt mỏi. Điều này làm Bùi Thần giật cảm thấy không được thoải mái. Anh quay lại bước đến trước mặt cô, nhưng cũng không kéo cô dậy, ngược lại tự ngồi xổm xuống nhìn thẳng hỏi. Cô không phải cố ý à? Ý anh là gì? Cho dù tôi muốn tiếp cận cũng sẽ không tìm loại người biến thái thích khoe hàng như anh. Khi đó Nhược Huyên tức giận để vào anh một cái. Bùi Thần giật không ngờ được cô lại làm như vậy, theo quán tính bị đẩy ngã ngồi về phía sau. À, anh lườm cô một cái, không muốn nói mấy lời vô nghĩa nữa, đứng dậy vỗ vỗ y phục chuẩn bị đi. Anh... Thì Nhược Huyên tức giận quay đi. Thôi anh đi đi, sớm cút đi, miễn trở ngại mắt tôi. Anh cũng theo như lời cô trực tiếp bỏ đi, liếc mắt một cái cũng không có. Ngược lại thì Nhược Huyên thấy anh đi có phần vội vã, nhưng lại không muốn mất mặt gọi anh lại. Đầu xoay sang hướng khác, khóe mắt lại vụng trộm nhìn theo phương hướng anh bỏ đi. Thấy anh thực sự không trở lại, cô tức giận nhỏ giọng than thở. Cái đồ keo kiệt. Lúc thì Nhược Huyên cắn môi chuẩn bị tự đứng lên, đột nhiên thấy có người từ phía sau túm lấy cánh tay mình, kéo cô từ mặt đất đứng lên. Anh không phải không muốn đỡ tôi sao? Sao lại trở lại? Cô hừ lạnh. Ánh mắt Bùi Thần giật híp lại, ủy hiếp.
Cô không đi sao? Nếu cô không đi, tôi đi đây. Thì Nhược Huyên không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ, mặt từ từ ửng hồng. Tôi... Bùi Thần Giật vốn không định để ý, nhưng trong đầu luôn hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trắng xanh không khỏe. Anh nghĩ có lẽ là chân cô thật sự bị thương, mới ngồi mãi không đứng dậy được. Cũng không biết có phải bởi vì nhớ được mặt cô hay không, anh lại đi tới kéo cô một cái. Nhưng hiện tại nhìn cô như vậy, anh lại đi tới kéo cô một cái. Nhưng hiện tại nhìn cô như vậy, hẳn là không phải là vì cô muốn tiếp cận anh giống như anh nghĩ. Sáng sớm là lần đầu tiên, hiện tại là lần thứ hai. Trong thời gian ngắn như vậy, đụng cô đến hai lần. Nếu thật sự đúng như anh nghĩ vậy, thì cô quả là kẻ khó lường. Sắc mặt Bùi Thần Giật lạnh lùng, một tay đặt lên vai, muốn đem cô quay lại đối mặt với anh. Thì Nhược Huyên lại kiên quyết không chịu xoay người, ra sức vùng vẫy. Ngay khi sắp thành công đem cô xoay lại, dưới tình huống cấp bách, cô cầm lấy tay anh cắn xuống. Cũng may tính tình Bùi Thần Giật khá tốt nên không đẩy vai cô ra. Anh nhẹ nhàng buông tay, túi lớn trong tay lại rớt xuống đất. Một tay đang giữ lấy vai, tay kia bóp chặt lấy khớp hàm của cô. Không biết làm sao cho cô buông lỏng tay anh ra. Tư thế như vậy làm cho lưng cô cùng ngực anh dán lại cùng một chỗ, khiến cô rơi vào lòng anh. Bùi Thần Giật nhìn tay mình bị cắn đến chảy máu, vừa định nổi giận với cô, tầm mắt lại rơi xuống sàn đá cẩm thạch của công ty Bách Hóa. Trên sàn nhà trắng tinh, nơi cô mới vừa ngồi có một vệt hồng hồng. Thì Nhược Huyên chú ý đến tầm mắt của anh, đôi má lại càng đỏ, môi hơi động đậy, dường như muốn nói cái gì đó nhưng lại không có âm thanh phát ra. Bùi Thần Giật khẽ ôm cô kề sát người mình, muốn chứng thực điều mình đoán. Thì Nhược Huyên như đoán được anh muốn làm cái gì, bắt lấy cánh tay anh, lại dựa sát vào người anh, thẹn thùng nói: "Không nên nhìn." "Được rồi, anh nghĩ là đã chứng thực được rồi." "Được, không xem." Bùi Thần Giật thấy mặt cô đỏ đến sắp nhỏ ra máu, anh sờ sờ đầu cô an ủi. "Phía trước không xa có thang thoát hiểm, trước đi đến bên kia." Thì Nhược Huyên gật đầu, gương mặt cũng không bớt đỏ. Cô ý thức được động tác này của bọn họ có bao nhiêu thân mật, nhưng lại không thể tránh né. Cô vốn tưởng mình sẽ không được tự nhiên, nhưng khi trong khoang mũi tràn đầy hương thơm từ người anh, tâm tình vốn đang bất an cũng bình tĩnh trở lại. Hương vị của anh thật an tĩnh. Cũng may lần này đồ trong túi to không bị rơi ra ngoài. Bùi Thần Giật nhanh nhẹn đem túi lớn vừa rơi trên mặt đất cầm lên, liền mang Nhược Huyên đi về phía trước. Hai người như cặp trẻ song sinh. Trong công ty Bách Hóa trước mặt bao nhiêu người, nữ vẻ mặt xấu hổ, nam biểu tình phức tạp, hướng tới cầu thang thoát hiểm. Xem đi, tôi đã nói là người yêu cãi nhau mà, ông còn không tin. Bây giờ bạn bè gặp nhau, sao lại giống như kẻ thù? Xem cô gái kia vừa nắm vừa cắn, chẳng lẽ cô ta không thấy đau lòng sao? Chỉ cần người đàn ông kia không ghét bỏ là được, xem cô gái kia bộ dạng xinh đẹp như vậy, cũng chỉ có thể nói, chắc là sẽ không chia tay đâu. Cầu thang thoát hiểm, không náo nhiệt như bên ngoài, thì Nhược Huyên ngồi trên bậc thang, vùi đầu vào hai đầu gối. Má ơi, thật là mất mặt chết đi được. Vốn cho ngày hôm qua đã đủ xui xẻo, không nghĩ tới hôm nay lại càng xui. Hơn 3 giờ sáng mới đi ngủ, làm cô dậy không nổi. Lần đầu tiên đi làm trễ, vừa vặn lãnh đạo trực tiếp của cô là tổng giám đốc muốn gặp. Lần đầu tiên đi muộn đã bị bắt, thật rất xui xẻo. Tiếp theo bởi vì tối qua ngủ không đủ giấc, pha cà phê lại quên thêm đường, đi đường thiếu chút nữa vấp ngã. Những chuyện nhỏ này coi như không tính. Văn kiện cô đánh cả ngày cũng quên lưu lại, thật là không thể đen hơn. Không dễ dàng kiên nhẫn đến lúc tan tầm, đến công ty Bách Hóa đi dạo, lại đột nhiên cảm thấy giữa hai chân có gì đó chảy ra, bụng cũng đau. Cô mới giật mình nhận ra đại di mộ tới rồi. Hơn nữa, cô cũng không thể không cầu cứu cái người thích khoe hàng kia. Có lẽ trong tiềm thức, cô cũng không hề cảm thấy anh biến thái đi. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn mở miệng gọi anh là biến thái. Thế nhưng anh cũng không bỏ rơi cô lại. Nhớ lại vừa rồi, đầu Nhược Huyên đập vào tường mấy cái ở cầu thang thoát hiểm. Bùi Thần Giật đưa cô đến thang thoát hiểm, xong lại trở về Bách Hóa. Hay, hôm qua không cẩn thận lộ ra quần lót, hiện tại không tồi, quần bỏ của anh là màu lam sẫm, nếu không người khác lại nhìn anh với ánh mắt kỳ quái. Bùi Thần Giật vừa đi đến thang thoát hiểm, liền thấy người nào đó đang không ngừng cụm đầu vào tường. Anh hò nhẹ hai tiếng, cố nén không cười, mà cô gái này nghe được âm thanh lập tức dừng động tác, đầu lại chôn vào giữa hai chân, tư thế thật giống là điểu. Anh đem y phục tối màu mới mua run run lấy ra. "Này," liếc cô một cái. "Dù sao lần trước tôi cũng không chú ý mới để lộ quần lót, còn như mỗi người một lần, hỏa đi." Thì Nhược Huyên như bị giẫm lên cái đuôi, lập tức bật dậy nói:
Tôi không có thói quen thẹn thùng, chỉ cần là phụ nữ đều có đại di mụ, cái này không có gì mất mặt chứ. Đại di mụ không đến mới mất mặt. Vùi thần giật gật đầu thuận theo, đem áo khoác bổ lại bên hông, che đi cái mông của cô. Cái kia... Thì Nhược Huyên có phần mất tự nhiên, sờ sờ cái mũi, ánh mắt cũng không nhìn về phía Bùi Thần Giật. Cảm ơn nha. Nói xong cô lập tức nghiêng đầu đi, dừng ở bức tường trắng. Cũng không biết từ khi nào, bực bội trong lòng Bùi Thần Giật đã tan mất. Thấy người phụ nữ đối diện khuôn mặt đỏ bừng, tâm trạng anh dường như tốt hơn nhiều. Cho dù lúc trước có tạo ra trò chơi hot nhất trên mạng, cũng không cảm thấy thoải mái như lúc này. Giống như ăn cái gì đó mềm mềm, dai dai, sau đó vị ngọt tràn đầy khoang miệng. Từ khi Trần Phàm trở về, đem nguyên văn lời của Bùi Thần Giật thuật lại cho Tiết Duệ Uyên nghe. Tiết Duệ Uyên liền lo lắng đề phòng cả ngày. Đến ban đêm, Tiết Duệ Uyên tắm rửa xong, mở ra thư mục anh dùng để lưu bảo bối, trống rỗng. Anh vỗ ngực, trong tay nắm chặt cái USB. Hừ hừ, Bùi Thần Giật, ông đây không sợ cậu, ta còn có bản dự chứ. Anh sung sướng cắm USB vào máy, mở thư mục trong USB. Còn chưa kịp kích vào bất kỳ bộ phim nào, màn hình máy tính đột nhiên tối đen. Bên trên dần dần xuất hiện một nhóm câu lệnh bằng tiếng Anh chạy nhanh liên tục trên màn hình. Anh ôm ngực, miệng lặp đi lặp lại: không thể nào, không thể nào. Cuối cùng máy tính cũng khôi phục bình thường. USB ban đầu để ép dữ liệu bây giờ biến thành trống rỗng. Tiết Duệ Uyên kêu lên thảm thiết: không thể nào, em gái hàng xóm ngây thơ, bé Lolita đáng yêu, y tá, tiếp viên hàng không, bảo bối của tôi. Bùi Thần Giật tắt máy tính. Lần đầu tiên trời còn chưa sáng đã đi đến phòng ngủ. Anh tin chắc rằng đêm nay sẽ ngủ ngon. Từ khi bảo bối quý giá nhiều năm của Tuyết Duy Yên bị Bùi Thần Giật dùng mấy câu lệnh tiếng Anh xóa mất, anh đều rất cẩn thận, không dám trêu chọc Bùi Thần Giật thêm một lần nào nữa. Nhưng trò chơi mới trên mạng sắp tiến vào giai đoạn thử nghiệm, anh cũng không có biện pháp, chỉ có thể bất chấp tất cả mời Bùi Thần Giật trở lại văn phòng. Buổi sáng hơn 11 giờ, đối với công nhân viên bình thường mà nói thì đã là quá trễ, cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa. Nhưng đối với loài vật hoạt động về đêm như Bùi Thần Giật mà nói thì rõ ràng không phải. Có trời mới biết, đã bao lâu anh không rời giường trước 12 giờ trưa rồi. Bùi Thần Giật nhắm mắt ngồi trên sofa bằng da màu đen, tay đặt trên đầu gối, ngón trỏ gõ từng nhịp như đang gõ theo nhạc. Tiết Duệ Uyên ký xong một phần văn kiện, đi tới ngồi đối diện với Bùi Thần Giật. Tối qua lại thức khuya lập trình. Ừ. Ngón trỏ đang gõ đột nhiên dừng lại mở mắt, biểu cảm lười biếng biến mất, thay vào đó là thái độ nghiêm túc như con báo đang lấy sức chờ thời cơ. Đã điều tra xong. Tuy câu nói không đầu không đuôi, nhưng Tiết Duệ Uyên biết Bùi Thần Giật đã nói đến nguyên nhân lỗ hổng liên tục xuất hiện khi công khai thử nghiệm trò chơi trên mạng. Anh nếu không điều tra rõ ràng, làm sao dám mời Bùi đại thiếu gia rời giường. Tiết Duệ Uyên gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói: lão già này không nhịn được, đến thủ đoạn này mà cũng dùng tới. Nói xong lại hướng Bùi Thần Giật chắp tay xin lỗi: thật có lỗi, đã đem cậu kéo xuống nước rồi. Bùi Thần Giật nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu ý bảo cậu ta không cần để ý. Nhà Đoan Mộc gần đây đang đứng trước nguy cơ, nên tìm nhà cậu đập phá, cũng khó trách ông ta không nhịn được. Bùi Thần Giật nhếch khóe môi, mang chút trêu đùa hỏi ngắn gọn: định làm thế nào? Tiết Duệ Uyên nhẹ nhàng cười: tiếp tục chờ. Sau đó giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi đến cửa trước bên cạnh kéo ra khe hở, nhìn bản công tác của thư ký bên ngoài cửa kính. Tiết Duệ Uyên vẫy tay gọi Bùi Thần Giật, cười xấu xa như người bên ngoài nói: thư ký của mình cay không? Bùi Thần Giật nhìn theo ngón tay đang kéo ra khe hở trên cửa sổ. Người ngoài cửa sổ buộc tóc cao, lộ ra chiếc cằm nhọn hoắt cùng với cái cổ duyên dáng, vành tay mượt mà đeo chiếc khuyên hình tròn, khuôn mặt đang chăm chỉ làm việc tràn đầy tự tin. Làn da trắng nõn làm cô giống như búp bê bằng sứ, ngón tay rực rỡ màu sắc đang không ngừng múa trên bàn phím, xem qua giống như một đại tiểu thư được chiều chuộng quanh năm không dính giọt nước. Nhưng anh đã cảm nhận được sâu sắc cô có bao nhiêu nhanh nhẹn dũng mãnh, ít nhất là lúc đánh anh không có chút nương tay, bàn tay bị cô cắn bây giờ vẫn còn dấu vết, đúng là bà điên. Bùi Thần Giật hơi nhếch mép: cô ấy tên là gì? Tiết Duệ Uyên cười cực kỳ gian trá: đó là Thì Nhược Huyên. Đã sớm muốn giới thiệu cho cậu ta làm quen, ai mà lúc trước cậu ta cứ ra vẻ không thành thực còn giả bộ khách khí. Điều cô ấy đến cho cậu. Cũng đã đến giờ nghỉ trưa, chỉ thấy Thì Nhược Huyên vội vội vàng vàng cầm lấy điện thoại trên bàn, cầm túi sách lập tức ra khỏi cửa. Bùi Thần Giật chậm rãi đi đến trước cửa văn phòng. Buổi sáng quy định mấy giờ đi làm? 9 giờ. Ừ.
Bùi Thần Giật mở cửa đi ra ngoài. Tiết Duệ Uyên thật sự không dám tin vào tai mình. Ý Bùi Thần Giật là muốn đến ngồi ở phòng làm việc ở Thịnh Thế sao? Lúc trước nói muốn giới thiệu cho cậu ta còn lảng sang chuyện khác. Căn phòng được sơn toàn bộ màu đen, trên trần nhà treo đèn chùm mờ ảo, làm cho không khí trở nên mông lung thần bí, không giống với những ngọn đèn nhỏ ở mỗi bàn, không tối đến mức khiến khách hàng không nhìn rõ, nhưng cũng vẫn giữ được không khí thần bí kia. Cũng bởi vì vậy, gian phòng ăn này được những người trẻ, đặc biệt là những cặp tình nhân đặc biệt yêu thích. Giữa trưa, đúng là thời điểm nhà hàng náo nhiệt, khách vào cửa phần lớn đều có cặp có đôi, tình cảm nồng nàn, thiếu chút nữa làm cho người phục vụ chói mắt. Mà bên kia thì Nhược Uyên đi một mình nên khiến nhiều người chú ý. Cô ngồi đối diện cửa sổ, ban đầu người phục vụ còn cho rằng cô đi cùng bạn trai. Dù sao cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, sao lại không có bạn trai chứ? Người phục vụ nhìn ngực cô, rồi lại nhìn chính mình, nước mắt tuôn trào, rõ ràng đều là phụ nữ, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Đối với ánh mắt của người khác thì Nhược Uyên không chút để ý. Từ nhỏ đến lớn đã quen với những ánh mắt chằm chằm đó. Những việc nhỏ này cô luôn không đặt vào mắt. Cô đứng đắn ngồi chỗ của mình, cả người toát ra khí chất của một thiên kim tiểu thư, càng thu hút thêm nhiều ánh mắt. Không ai đoán được là cô đang nghe lén đôi tình nhân cách vách nói chuyện. Anh yêu, anh nếm thử món này xem, người ta cảm thấy món này ngon, em đút cho anh ăn. À, em yêu, rất ngọt đó. Chớ ăn gấp như vậy, anh xem, cả cằm anh cũng dơ rồi. Anh yêu, đừng có hôn người ta, làm người ta thèm nhem rồi, người ta không chịu đâu. Người ta không chịu đâu. Nghe đến đây, biểu tình của Thi Nhược Huyên trở nên vô cùng hung dữ. Cũng may giữa hai chỗ ngồi có đặt mấy bình hoa tạo thành vách ngăn cách hai bên chỗ ngồi, nếu không chắc chắn đã dọa đến người khác. Được lắm, đồ đàn ông đê tiện, vì cô phát hiện hắn mất cả hai tay vẫn còn níu kéo không muốn chia tay. Nói cái gì mà hắn ta chỉ yêu thương cô là do cô gái kia một mực cuốn lấy không rời. Hắn chỉ yêu tha thiết một người là cô, nhưng hiện tại lại cùng cái thứ ba kia ngọt ngọt ngào ngào. Còn dám mặc quần áo tình nhân màu xanh thân thiết với nhau giữa ban ngày, thật giống như hai con ếch. Còn bà nó, trước mặt bà mày đây làm thục nữ, hiền lành. Mày liền cho rằng bà đây dễ bắt nạt lắm phải không? Chết tiệt! Hai tay thì Nhược Huyên nắm chặt lấy ly thủy tinh, tưởng tượng đây là cổ của tên ếch được kia, nghiến răng nghiến lợi, nhè răng trợn mắt thấp giọng nói. Cô đột nhiên biến sắc chú ý đến người nãy giờ vẫn đang nhìn mình, ngồi cách không xa là Bùi Thần Giật. Anh đang uống nước, lại bị biểu tình hung dữ và lời nói thô tục của cô dọa một phen. Mới vừa uống ngụm nước, liền ho khan, nhưng cũng không nhịn được ý cười, chỉ là đè thấp âm thanh cúi đầu cười. Thì Nhược Huyên nghe thấy tiếng cười, nhìn đến Bùi Thần Giật. Hai mắt cổ chớp chớp, lập tức khôi phục tư thế của một tiểu thư, khụ một tiếng hằng giọng, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiết Duệ Uyên nhìn người trước mắt ý cười không giảm, thậm chí thấy Bùi Thần Giật vẫn không ngưng cười, tò mò hỏi, cười cái gì? Bùi Thần Giật đặt cái ly xuống, nắm tay đặt trước môi, nhịn không được khụ khụ. Anh lắc đầu, mới nãy hình như mình thấy như hoa, ở đâu? Thì Nhược Huyên cũng nghe được lời nói của Bùi Thần Giật, nhanh chóng buông cái ly, hai mắt trừng to nhìn anh như đang uy hiếp, anh dám. Bùi Thần Giật nhận được ánh mắt của cô, lại khụ khụ, cố nén ý cười lắc đầu. Ảo giác. Ồ, Tiết Duệ Uyên cũng không tiếp tục đề tài này, ăn mì thịt bò. Đáp án này không thể làm vừa lòng thì Nhược Huyên, anh lại nói cô giống như hoa. Người kia dùng ngón tay ngoáy mũi, cười đến bị ổi. Còn cô là một đại mỹ nhân, đâu có giống nhau chứ. Anh yêu, người ta muốn ăn cái kia à, anh đút cho người ta đi. À, chịu hết nổi rồi, hai tay thì Nhược Huyên chụp lấy cái bàn đứng dậy. Còn ếch được ở chỗ ngồi cách vách, đang muốn đút miếng thịt bò cho con ếch cái. Miếng thịt bò còn chưa đến miệng ếch cái, thì Nhược Huyên đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Tay ếch được run lên, để miếng thịt bò đưa vào cái miệng mở đặc biệt nhỏ của ếch cái. Chút nữa làm cho ếch cái nghẹn chết. Ếch được nhanh chóng đứng lên, ní ăn cũng không kịp rút lại, lóng ngóng lo lắng, đứng lên lắp bắp nói. Huyên Huyên, em cũng ở đây, anh không quen cô ta. Thì Nhược Huyên hoàn toàn xem nhẹ lời giải thích của con ếch được kia, cũng chẳng buồn nhìn đến hắn. Phòng tình quyến rũ, xinh đẹp chạy về phía Bùi Thần Giật. Nha, Honey, thì ra anh đã sớm đến, người ta chờ thật lâu rồi đó nha. Thì Nhược Huyên cố kéo dài giọng, thanh âm nũng nịu, càng biểu lộ ra bộ dáng nữ nhân yểu điệu, cảm tình thân thiết. Tiết Duệ Uyên đưa lưng về phía Thì Nhược Huyên, chăm chú ăn thịt bò, không biết được âm thanh làm nũng kia là nói với Bùi Thần Giật. Bởi vậy cũng không thu chân lại, cứ như vậy làm cho cô bị trượt chân, cứ như bổ nhào vào lòng Bùi Thần Giật.
Bùi Thần Giật nhanh tay đỡ được, bị cổ tay của cô đánh vào lồng ngực, đau đến nghe răng. Thì Nhược Huyên dùng âm thanh ngọt ngào đến phát ngấy nói tiếp: "Hơn này, anh chờ em có lâu không anh? Ôi, người ta thật yêu anh nha." Đôi mắt mềm mại đáng yêu của cô trừng to tỏ ý nhờ anh phối hợp với cô. Bùi Thần Giật cảm thấy buồn cười, liếc mắt nhìn con ếch đực đang muốn chạy về phía họ một cái. "Dựa vào cái gì?" Thì Nhược Huyên trừng hai mắt thật lớn nhìn anh, cố làm ra nét mặt hùng ác. "Anh vừa mới nói xấu tôi." Bùi Thần Giật khẽ cười nói: "À, tôi nói cái gì?" Cô còn đang ở trong lòng Bùi Thần Giật, quay lưng lại về phía Tiết Duệ Uyên, một chút cũng không phát hiện ra vì giám đốc của mình đã sớm dừng ăn. Anh ta đương nhiên nhận ra cô chính là cô thư ký cách nghiệt của mình mà. Anh dùng ánh mắt tỏ vẻ đã hiểu rõ nhìn về phía Bùi Thần Giật, thì ra hai người họ đã quen biết từ lâu. Bùi Thần Giật nhìn thấy ánh mắt của bạn thân, liếc mắt nhìn anh một cái lại lướt qua cửa, ý tứ chính là anh có thể cút được rồi. Tiết Duệ Uyên không chút để ý, cười cười với ngón trỏ chỉ phần bít tết của anh, ý nói hôm nay cậu mời khách, sau đó ngây ngang đi ra cửa lớn nhà hàng. Tuy trong lòng không thật sự muốn đi, nhưng anh vẫn nên một vớ hai phải thì tốt hơn. Chẳng may chọc phải Bùi Thần Giật lần nữa thì những bà mối của anh lại gặp nguy hiểm rồi. Toàn bộ từ đầu đến cuối thì Nhược Huyên hoàn toàn không phát hiện. Cô không biết vừa rồi trước mặt ông chủ chính mình đã bày ra chuyện mất mặt gì. Còn đánh bạn của ông chủ, cô vẫn đang thở phì phì, rất cẩn thận hạ giọng: "Anh có giúp tôi hay không?" Kỳ thật vừa rồi Bùi Thần Giật cũng nghe được lời nói của người đàn ông ngồi cách vách, cũng đoán được là bạn trai của cô bắt cá hai tay bị phát hiện. Như vậy lần đầu tiên gặp nhau, cô một mình lẻ loi bước đi dưới trời mưa là vì phát hiện chuyện này khiến cô đau lòng, sau đó lại đánh anh. Tâm tình Bùi Thần Giật trở nên không được vui. "Tôi với cô rất thân sao? Lần đầu gặp thì bị cô đánh, lần thứ hai bị cô cắn, lần này là lần thứ ba cô lại cho tôi một đấm, vì sao tôi lại phải giúp cô?" Thì Nhược Huyên khinh bỉ nhìn anh, người đàn ông này thật là nhỏ mọn, mấy chuyện nhỏ tí tẹo như vậy cũng so đo. "Anh chắc chắn anh không giúp tôi. Anh không giúp tôi thì làm sao theo đuổi được tôi đây? Anh không cần phủ nhận, không đến một tuần chúng ta lại gặp nhau đến ba lần. Nếu như anh không muốn theo đuổi tôi, chẳng lẽ muốn tôi tin là chúng ta có duyên phận ma quỷ như vậy?" Bùi Thần Giật rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, tâm tình vui sướng trở lại. Người phụ nữ điên này thật có ý tứ. Anh còn cho rằng cô sẽ uy hiếp mình, hoặc là vẫn giống như ấn tượng của anh về cô, trực tiếp giải quyết bằng bạo lực. Nhưng không ngờ lại đưa ra cái lý do này. Cái này cơ bản chính là suy nghĩ trong lòng cô nha. Không nghĩ tới cô lại nói thẳng ý nghĩ trong lòng ra thật là chưa từng gặp có người nào như vậy. Tâm tình thì Nhược Huyên vốn không tốt, thấy anh cười lại càng không vui, cho là mình đang bị cười nhạo. Cô hừ lạnh nói: "Không giúp thì thôi vậy." Mất mặt thì mất mặt đi, so với bị anh cười nhạo còn tốt hơn. Nói xong liền quay đầu định đi. Chỉ là thì Nhược Huyên còn chưa kịp đi đã bị Bùi Thần Giật ôm lại. Nghe thấy giọng nói của anh mang theo ý cười: "Đau lắm phải không? Bảo bối, để anh xoa xoa cho em nha." Thì Nhược Huyên nghe thấy thiếu chút nữa ói ra máu: "Xoa xoa, xoa cái đầu anh à?" Chỉ là cô còn chưa kịp nói, ếch đực đã đứng không yên đi đến trước mặt họ. Hai người không biết chính mình thấp giọng nói chuyện, vành tay cùng tóc mai chạm vào nhau trong mắt nhiều người khác có bao nhiêu thân mật. "Này, anh là ai?" Bùi Thần Giật khóe mắt cũng không thèm nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn Thì Nhược Huyên, thể hiện đúng tiêu chuẩn một bộ dạng tình thâm ý trọng. Thì Nhược Huyên xoay người ôm eo Bùi Thần Giật, giả vờ như cô gái nhỏ đang hạnh phúc hướng về phía ếch đực cười rạng rỡ: "À, anh cũng ở đây hả? Cùng bạn gái ăn cơm. À, quên giới thiệu." Cô nhìn Bùi Thần Giật cười ngọt ngào, anh cũng đắm đuối đưa tình, nhìn lại khẽ mỉm cười. Thì Nhược Huyên đối với biểu hiện của anh cực kỳ vừa ý, nói tiếp: "Đây là bạn trai mới của tôi, hơn nay đã theo đuổi tôi thật lâu. Anh ấy thật sự rất yêu tôi, vừa nghe tin tôi với anh chia tay, đã vội thổ lộ với tôi. Anh ấy đẹp trai lại ưu tú như vậy, tôi đương nhiên muốn nắm bắt giữ lấy anh ấy." Không biết Bùi Thần Giật là cố ý hay vô tình, từ trên nhìn xuống ếch đực nói: "Cảm ơn anh lúc trước đã chiếu cố bảo bối, làm phiền anh rồi." Thì Nhược Huyên nhìn động tác của Bùi Thần Giật, lại nhìn sắc mặt ếch đực thay đổi, trong lòng điên cuồng vui vẻ. Cô già vừa nhìn cổ tay trống rỗng: "Nha, thì ra đã không còn sớm, tôi cùng hớn ấy đang vội, chúng tôi đi trước nha." Hoàn toàn không để ý đến con ếch đực kia, cho tới bây giờ chỉ mới nói được một câu, thì Nhược Huyên ôm cánh tay Bùi Thần Giật, cười hạnh phúc đi khỏi nhà hàng. Cô phục vụ được xem một vở kịch miễn phí, còn đang mang ánh mắt sùng bái nhìn theo hai người đang bước đi, thì Nhược Huyên cũng không quên nhắc nhở:
Bạn trai trước của tôi thật rất khách khí. Anh ta nói bữa ăn này anh ta mời nha, ha ha. Thanh âm lớn, cố ý muốn để con ếch được nghe được, làm cho mặt nó nhất thời biến thành màu gan heo. Anh yêu, sao anh lại giúp bọn họ thanh toán? Sao lại muốn mời khách? Hay là anh còn chưa hết hy vọng với người phụ nữ kia? Người ta không chịu đâu, anh phải nói chị yêu mình em. Âm thanh cùng dáng vẻ kịch cớm của ếch cái là ấn tượng cuối cùng của Thì Nhược Huyên với hai con ếch kia. Vừa ra khỏi nhà hàng, Thì Nhược Huyên lập tức cười ra tiếng, không chút bận tâm đến hình tượng của chính mình. Bùi Thần Giật nhìn cô đang sang sảng cười, không chào tạm biệt mà vẫn đi theo bên cạnh, thậm chí cũng không nhắc cô buông tay anh ra. Nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Thì Nhược Huyên, Bùi Thần Giật không hiểu sao tâm tình mình lại trở nên vui sướng, khóe miệng không tự giác khẽ cong lên. Bên cạnh nhà hàng có một công viên nhỏ, là nơi tản bộ tốt nhất sau khi ăn. Hôm nay không biết vì sao, người trong công viên ít đi hẳn. Khi Thì Nhược Huyên và Bùi Thần Giật lững thững đi vào công viên nhỏ, dọc đường đi tiếng cười không ngừng. Thì Nhược Huyên buông tay Bùi Thần Giật, bước nhanh lên phía trước. Đến dưới gốc cây cổ thụ thì dừng bước, chống lên thân cây gặp người cười nghiêng ngả. Quá khoa trương rồi, có buồn cười như vậy sao? Bùi Thần Giật hơi hơi nhíu mày. Lúc anh còn chưa kịp phản ứng, Thì Nhược Huyên đang cười to đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Giữa trưa hè yên tĩnh, trong công viên truyền đến tiếng côn trùng kêu to. Xa xa là một ông lão bỏ mặc cái nắng ngày hè vẫn dắt chó đi dạo. Cũng có âm thanh của mấy đứa trẻ đang chơi đùa, tiếng người mẹ dịu dàng nỉ non. Bùi Thần Giật lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn Thì Nhược Huyên đang khom người chống tay lên thân cây. Lúc nãy cô còn mở to đôi mắt xinh đẹp chừng anh để uy hiếp, còn làm dáng vẻ hạnh phúc ra oai với bạn trai trước. Vừa rồi còn cười đến sáng lạn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý, hất cằm nhỏ lên. Người phụ nữ này... Bùi Thần Giật tiến lên phía trước, chậm rãi nắm lấy tay cô, xoay người cô dồn trọng tâm vào anh, một tay nắm tay, một tay nắm vai để mà cô vùi vào ngực anh. Thì Nhược Huyên giống như cô gái nhỏ cực kỳ đau lòng, ở trong lòng anh ra sức khóc, đem tất cả uất ức của mình khóc ra. Bùi Thần Giật không nói gì, nhẹ nhàng vỗ lưng, dùng động tác mềm mại nhẹ nhàng trấn an cô. Tuy hai người mới chỉ gặp nhau 3 lần, không tính là rất quen thuộc, nhưng mỗi lần gặp cô luôn hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi xuất hiện trước mặt anh. Cho dù lần trước đại di mụ của cô đến vẫn hung hăng như cũ, lại còn cắn anh một phát, mà hiện tại nhìn bộ dáng khóc đến đáng thương của cô, buồn bã ỉu xìu ủ rũ, Bùi Thần Giật cảm thấy như có tảng đá lớn đặt trên ngực, nặng nề khó chịu. Cô vẫn thích hợp với bộ dáng sức sống bắn ra bốn phía, hung hăng đánh anh hơn, liều lĩnh như vậy, đắc ý như vậy, đó mới là bộ dáng cô nên có. Người trước ngực làm cho Bùi Thần Giật thu hồi lại tinh thần, thấy cô càng khóc càng dữ dội, anh lấy khăn giấy trong túi mở một tờ đưa cho cô. Viền mắt cô hồng hồng nhìn bàn tay đang cầm khăn giấy kia, không hề giữ chút hình tượng, trước mặt anh xì mũi thật mạnh. Bùi Thần Giật vẫn đứng tại chỗ, không hề cảm thấy khó chịu mà lui lại. Còn không? Âm thanh có chút nghẹn ngào, mềm mại tinh tế, rất đáng thương. Bùi Thần Giật lại đưa tới một tờ khăn giấy. Kỳ thật anh có thể đem cả gói khăn giấy đưa cho cô, nhưng không biết vì sao anh đột nhiên cực kỳ thích động tác như vậy. Giống như động tác này có thể duy trì quan hệ của anh và cô. Thì Nhược Huyên lại nhìn về phía anh, bắt lấy khăn giấy vừa xì mũi vừa dầu dĩ nói: tôi mới không phải khóc vì thất tình, người đàn ông đê tiện kia có gì đáng để tôi khóc. Bùi Thần Giật nhìn cô gật đầu, ừ, không an ủi cũng không phản bác cô. Thì Nhược Huyên cho rằng anh không tin cô. Tôi khóc chỉ vì mắt nhìn người của tôi sai, thật là mắt bị mù. Trước đây sao lại nhìn trúng người đàn ông đê tiện đó, vậy mà còn tình nguyện làm thục nữ vì hắn ta, giả vờ đến mức khó chịu muốn chết. Cô vừa nói vừa khóc, tôi thật oan ức. Oa! Bùi Thần Giật có chút bất đắc dĩ nhìn Thì Nhược Huyên rời nước mắt như mưa. Anh rất ít nhìn phụ nữ khóc, mấy người bạn gái trước của anh tính tình còn cay hơn Thì Nhược Huyên nhiều, gặp chuyện uất ức chỉ mới tìm đến anh cãi nhau. Anh chưa bao giờ thấy người nào khóc thảm hại như Thì Nhược Huyên. Lần đầu đối mặt với tình huống như vậy, anh cũng không biết an ủi cô như thế nào. Nhưng Thì Nhược Huyên lại nhanh chóng dừng khóc, cầm lấy khăn giấy lau khô nước mắt. Mặt Bùi Thần Giật không đổi sắc nhìn cô một cái. Bùi Thần Giật: à, không ngờ tên anh cũng bình thường thôi. Này, sao lại cứ thích khoe hàng như vậy? Vì hứng thú sao? Anh thích khoe quần lót với người khác. Bùi Thần Giật trừng mắt nhìn cô không nói một lời. Ngược lại Thì Nhược Huyên lại trực tiếp xem nhẹ ánh mắt của anh mà tự nói tiếp: ha,
Không thể tưởng tượng được anh lại có ham mê biến thái như vậy. Như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô nhìn Bùi Thật Giật. À, tôi tên là Thì Nhược Khuyên. Thật ra tôi cảm thấy anh là người đàn ông tốt. Làm sao lại có loại ham mê biến thái như vậy? Ây, không cần giải thích, mỗi người một chí hướng thôi. Bùi Thần Giật thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Cô cơ bản là không cho người ta có cơ hội giải thích. Chúng ta có thể gặp lại nhau không? Thì Nhược Huyên lại nghĩ mình không có phương thức liên lạc với anh. Hôm nay tạm biệt, không biết sau này còn có cơ hội gặp lại hay không. Trong lòng có chút u buồn không rõ. Không phải cô nói chúng ta không đến một tuần để gặp nhau đến ba lần sao? Là vì tôi đang theo đuổi cô. Thì Nhược Huyên kinh ngạc hô lên. Tên thích khoe hàng như anh không xứng là bạn trai tôi. Cô thật đúng là cái gì cũng dám nói. Bùi Thần Giật lườm cô một cái. Thì Nhược Huyên cười hi hi. Này, anh có muốn cho tôi số điện thoại không? Còn có thể gặp mặt. Bùi Thần Giật tần tần bí bí nhìn cô một cái, xoay người chậm rãi rời khỏi công viên nhỏ. Sao anh có thể khẳng định như vậy? Thì Nhược Huyên chậm gì gì đi theo, một chút cũng không thấy xấu hổ vì bị từ chối. Tôi chính là khẳng định. Vậy khi nào thì gặp lại? Thì Nhược Huyên truy hỏi bám riết không tha. Cô giống như có chút chờ mong lần gặp tiếp theo của bọn họ. Không biết. Sao lại không biết? Cũng không biết. Này, không cần hỏi nữa. Tại sao? Thật xấu. Bùi Thần Giật, anh nói ai xấu? Anh thử nhìn lại một lần xem, đâu có xấu chứ. Rõ ràng là mỹ nhân mà. Ừ. Đừng có ừ, anh nói rõ ràng cho tôi. Thì Nhược Huyên túm lấy ống tay áo của Bùi Thần Giật, đong đưa thật mạnh. Anh dùng túng cô, cái gì cũng không nói, để mặc cô làm những gì mình thích. Anh muốn nhìn cô tùy ý thoải mái như thế này. Thì Nhược Huyên là người rất nghiêm túc. Tuy cô không đem mấy chữ cẩn thận viết trên mặt, nhưng những đồng nghiệp cùng cô ở chung lâu đều có cảm giác như vậy. Từ đầu khi mới đến làm ở Thịnh Thế, người của bộ phận nhân sự đều cho rằng cô là cái bình hoa ngực to não ngắn. Có thể được tuyển vào chắc là do sử dụng chút thủ đoạn. Nhưng ý nghĩ như vậy sau nửa năm đã biến mất. Ở Thịnh Thế không có người khác vừa nghiêm túc lại có năng lực thực sự mạnh mẽ như cô. Lượng công việc một ngày của cô tương đương với công việc của ba người khác. Ngay từ đầu, các tiền bối đã vô cùng chèn ép. Cô một chút cũng không có nản chí. Mỗi ngày tăng ca đến 9 giờ tối cũng chưa hề một câu oán giận. Không những hoàn thành thật tốt công việc của mình, mà những công việc không có trong hạng mục phụ trách cũng được cô tìm hiểu tỉ mỉ kỹ lưỡng. Thậm chí cả ưu khuyết điểm của những công ty khác cũng phân tích vô cùng tường tận. Các ưu điểm này đã làm mấy vị tiền bối trong công ty cũng phải giơ ngón tay cái thán phục cô. Hiện tại có bao nhiêu người trẻ tuổi có đủ năng lực để phân tích những tư liệu này? Lại được mấy người có thể mở rộng tầm nhìn ngoài phạm vi công việc của mình, nắm rõ tin tức của những lĩnh vực khác? Thì Nhược Huyên có thể trong thời gian ngắn từ nhân viên nhỏ bé của phòng nhân sự trở thành thư ký tổng giám đốc Thịnh Thế không phải không có nguyên nhân. Cũng bởi có năng lực hơn người khác nên mọi người ở tổ thư ký của tổng giám đốc đều tin tưởng cô. Mà tính cách thẳng thắn cũng giúp cô đem những quan hệ phức tạp trong văn phòng mà xử lý thành thạo. Mấy thư ký trong tổ đều ganh đua sắc đẹp, tình cảm không được tốt lắm. Vậy mà chỉ có cô là có thể cùng mấy cô gái kia hòa hợp, cho nên sáng nay cô bị Tiết Duệ Uyên gọi vào văn phòng. Mấy thư ký kia cũng tụ lại ngoài cửa phòng vì cô khẩn trương toát mồ hôi lạnh. Thì Nhược Huyên nhìn đồng hồ trên tường, cô đã tiến vào 30 phút. Trừ khi họp và báo cáo lịch trình làm việc hàng ngày, cô chưa từng lưu lại trong phòng tổng giám đốc thời gian lâu như vậy. Chờ lâu như vậy, thật muốn ngáp to một cái. Đương nhiên, cô cũng không ngốc như thế. Ngáp trước mặt lãnh đạo trực tiếp của mình, nó không phải là muốn chết sao? Như thế nào, đã quyết định chưa? Tiết Duệ Uyên ký xong một phần văn kiện, lại đem lực chú ý tập trung trên người cô. Tôi không hiểu vì sao lại là tôi. Thì Nhược Huyên nháy đôi mắt to xinh đẹp, đang tràn đầy nghi ngờ. Một tay Tiết Duệ Uyên vuốt cằm. Năng lực làm việc của cô có thể xem là tốt nhất trong công ty, công tác biểu hiện xuất sắc. Tôi hy vọng cô có thể giúp đỡ kỹ sư lập trình kia một chút. Cô cũng biết đó, anh ta hầu như không lộ mặt ở Thịnh Thế, cho nên cũng chưa có thư ký riêng. Với lại, việc bên đó tuyệt đối ít hơn bên này rất nhiều. Tổng giám đốc là muốn xem cô như một tổ thư ký sao? Boss, anh muốn xem một người phụ nữ như tôi thành đàn ông cũng được. Dù sao hiện tại cũng là nam nữ bình đẳng, đàn ông có năng lực, phụ nữ chúng tôi cũng như vậy. Nhưng anh lại đem tôi thành cả tổ thư ký. Tiết Duệ Uyên nghe cô nói, rất vài giọt mồ hôi lạnh. Nghe đến cái tên thì Nhược Huyên, quản lý phòng tiêu thụ là người đàn ông cao lớn như vậy cũng phải chịu thua. Được mấy người phụ nữ có thể làm việc mà chỉ ngủ 10 tiếng mỗi tuần cơ chứ. Buổi sáng theo anh đến Italia mở 4 hội nghị, buổi tối lại tham dự tiệc rượu ở Bỉ. Cô có thể tỉnh táo nói chuyện với anh,
cũng để theo chào hỏi cổ đông của các công ty. Trên máy bay cũng không hề sử dụng thời gian ngắn ngủi này để ngủ bù. Phụ nữ, cô thật đúng là phụ nữ à? Tiết Duệ Uyên khụ một tiếng thành giọng nói. Đương nhiên, nếu cô không đồng ý, tôi cũng không miễn cưỡng. Sau đó, anh lại có thâm ý khác nhìn Từ Nhược Uyên liếc mắt một cái. Nhưng cô có biết, tôi kỳ vọng cô không chỉ là một thư ký. Năng lực cộng tác của cô tôi vô cùng thích. Cũng hiểu được, cô có cơ hội thăng chức. Có lẽ trải qua rèn luyện lần này, năng lực có thể nâng lên một bậc. Tuy nhiên, nếu cô chỉ muốn làm thư ký thì cũng tốt. Như thế có thể từ chối đề nghị này, tôi hoàn toàn có thể lý giải, cũng tuyệt đối không miễn cưỡng cô. Tiết Duy Uyên vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt của Thì Nhược Huyên. Nhưng mà có chút đáng tiếc à? Thì Nhược Huyên không kiên nhẫn trợn trừng mắt. Trời ạ, lần này lại đổi qua phép kích tướng nữa. Thật ra, anh nghĩ muốn gặp mặt người nào đó, nhưng lại tìm không được lý do thích hợp. Lúc này mới nhớ ra là có thể đem tôi điều đi, sau đó đem người đó thay vào vị trí này. Giành chính ngôn thuận ở chung một chỗ với anh. Tôi nói có đúng không, boss? Tiết Duy Uyên nghiêm trang. Tôi có công tư không rõ ràng như vậy sao? Bộ dáng Thì Nhược Huyên cũng nghiêm túc nói. Tuyệt đối không phải. Cô vừa nói vừa gật đầu thật mạnh khẳng định. Tiết Duy Uyên lại cố ý khụ một tiếng. Như thế, cô dọn dẹp một chút đi, lập tức đi qua. Thư ký Trần Phàm của người lập trình đã liên hệ với phòng nhân sự. Cô nhanh đi gặp anh ta đi. Mới ra khỏi cửa phòng tổng giám đốc, Thì Nhược Huyên bị mấy thư ký mới vừa dựng thẳng tay lên nghe lén vây quanh. Trong đó Điềm Điềm thăm dò hỏi. Tổng giám đốc có nói gì không? Vũ Tâm mở to mắt trừng Điềm Điềm một cái. Chị Huyền có năng lực như vậy, tổng giám đốc còn có thể nói cái gì? Nhất định là khen ngợi chị ấy. Người hơi chững chạc đeo băng đô thượng quan tính, liếc mắt nhìn ba người, bình tĩnh nói một câu. 33 phút lẻ 1 giây. Thì Nhược Huyền đối với thời gian chính xác đến từng giây có chút không biết nên nói gì. Nhưng bởi vì đều là do các cô ấy quan tâm đến mình, nên có phần cảm động cũng có chút không nỡ đi. Cũng chưa có gì, chỉ là điều mình để làm thư ký riêng cho kỹ sư lập trình. Vừa mới nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Điềm lập tức nhăn nhúm. Oa, vì sao? Vũ Tâm biểu tình giống như Điềm Điềm, nhưng thượng quan tính lại vô cùng bình tĩnh. Chỉ có cô nhìn được trong ánh mắt của Thì Nhược Huyên có phần không nỡ. Thì Nhược Huyên vỗ vỗ vai thượng quan tính, một tay đặt lên vai Điềm Điềm. Các cậu sao vậy? Đây chính là chuyện tốt nha. Kỹ sư lập trình bình thường đều không xuất hiện. Mình qua bên kia công việc có thể nhẹ nhàng hơn. Boss đã quan tâm nhìn như vậy nha, đầu ngốc. Cho dù không bỏ được, Điềm Điềm và Vũ Tâm cũng nói chúc mừng Thì Nhược Huyên. Không khí như vậy cũng kéo dài không lâu. Vũ Tâm lại bắt bình phẩm về trang phục của Điềm Điềm. Từ vòng đeo tay đến giày cao gót, không chỗ nào không bị Vũ Tâm đả kích mạnh mẽ. Thì Nhược Huyên nhìn hai người đang đùa giỡn khẽ mỉm cười, lại thấy ống tay áo đột nhiên bị kéo kéo, nhìn qua thì ra là thượng quan tính. Thật ra cô ấy có khuôn mặt như búp bê, một chút cũng không quá trưởng thành. Nhưng cách cư xử bình tĩnh và ăn mặc như người lớn làm cho cô có vẻ chững chạc. Cô cố nhìn ra suy nghĩ trong ánh mắt của Thì Nhược Huyên. Cậu vui mừng không? Thì Nhược Huyên gật gật đầu. Đương nhiên. Thượng quan tính gật đầu. Vậy là tốt rồi. Thì Nhược Huyên cảm kích nhìn thượng quan tính, có thâm ý khác nói. Mình muốn thu dọn chút đồ chuyển qua đó, sau này có thể cậu phải chịu vất vả rồi, cố lên. Thượng quan tính người cũng như tên gật gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Thì Nhược Huyên vẫn giữ nguyên nụ cười tiếp tục nhìn thượng quan tính, xem ra ngày tốt của boss cũng không tới quá dễ dàng. Là chó ngáp phải rồi, chúng ta đã qua được rồi đấy. Bây giờ Tần Du Kiều rất tức giận, nhưng không thể chút giận lên đầu ai. Còn làm cho Lục Cảnh Diệu vui vẻ, vừa tức vừa buồn cười, sau đó cầm gối đập vào đầu anh. Lục Cảnh Diệu, anh đáng ghét quá đi mất. Ngày 30, Tần Du Kiều vẫn phải đưa kẻ đáng ghét này và Hy Duệ về thành phố G. Trước đó Tần Ngại Chi gọi cho cô biết bao nhiêu lần, lần cuối cùng là do Lục Cảnh Diệu nghe máy. Vâng, được, Tết năm nay con sẽ đưa Kiều Kiều về nhà bác. Lục Cảnh Diệu tỏ ra là con rể tốt. Bác yên tâm, Kiều Kiều nhất định sẽ trở về, có con đảm bảo. Nhưng mà đối với Lục Hòa Thước mà nói, cái gì gọi là sinh con trai còn không bằng sinh quả trứng. Bữa cơm cuối năm của nhà họ Lục hôm đó rất không hài hòa. Bởi vì không có cháu nội yêu quý ở đây, nên Lục Hòa Thước rất khó kỉnh. Cùng vì là đêm 30, nên Lục Gia An và Lục Gia Mẫn phải về nhà chồng mừng năm mới. Cho nên cả nhà Lục Hòa Thước chỉ có 3 nhà con trai cả, con trai ba và con trai thứ mà thôi. Mặc dù có nhiều cháu nội dối dít từ nước ngoài trở về, nhưng Lục Hòa Thước vẫn không cảm thấy hài lòng.
Hơn nữa, Lục Nguyên Đông cũng không có ở đây, anh đã đến chỗ Phương Bảo Nhi rồi. Tần Du Kiều vẫn không muốn trở về thành phố G, mặc dù nơi đó chứa đầy những ký ức tuổi thơ của cô, người thân và bạn bè của cô và cả mối tình đầu của cô nữa. Nhưng nơi đó cũng có những kỷ niệm rất đau lòng, cho nên đến lúc xuống máy bay, Tần Du Kiều không thể nào thoải mái được. Nhưng vì bên cạnh còn có Hy Duệ, nên Tần Du Kiều vẫn cố gắng nở một nụ cười che giấu sự khó chịu của mình. Nhà họ Tần đã cho người đến đón từ sớm, nhưng không ngờ tới người đó lại là Giang Hoa. Không ngờ cậu Giang đích thân tới đây. Lục Cảnh Diệu hàn huyên đôi câu nói với Hy Duệ. Duệ Duệ, chào chú đi con. Bởi vì lần đi KTV trước, Hy Duệ bị Giang Hoa đoạt chỗ ngồi nên có ấn tượng không mấy tốt đẹp về anh. Nhưng vẫn biết thứ gọi là ở địa bàn của người khác thì phải cụp đuôi làm trẻ ngoan. Nó ngẩng đầu cười hì nói. Cháu chào chú Giang. Ngoan. Giang Hoa nhích miệng cảm khái. Tôi cũng không ngờ anh sẽ về cùng với Kiều Kiều. Lục Cảnh Diệu đặt tay lên vai Tần Du Kiều. Đúng, ghé thăm muộn như vậy tôi cũng thật có lỗi. Lại nói chúng ta đều là con rể của nhà họ Tần. Cậu Giang cũng tiếp xúc với nhà họ Tần nhiều hơn tôi. Đến lúc đó, mong cậu nói tốt cho tôi vài câu trước mặt bố vợ. Còn nói ngọt, Giang Hoa khẽ cười một tiếng. Đến lúc đó rồi nói. Tần Du Kiều lên xe của Giang Hoa, liền nghĩ tới bà nội. Bà nội có còn giận cô không? Lát nữa phải mở miệng với bà nội thế nào đây? Rồi phải nói gì tiếp theo đây? Bà nội thì sao? Liệu bà có nói chuyện với cô không? Giang Hoa, bà nội có khỏe không? Tần Du Kiều đang khẽ hỏi Giang Hoa đang lái xe. Đúng lúc này, Lục Hy Duệ ngồi ghế lái phụ quay lại hỏi Lục Cảnh Diệu. Bà ơi, con phải gọi bà nội của chị Du Kiều là gì thế ạ? Lục Cảnh Diệu, lão thái. Lục Hy Duệ buồn bực. Lão thái thái còn thiếu một chữ thái sao? Lục Cảnh Duệ giải thích rất đơn giản. Lão thái nghĩa là cụ, bà nội của chị Du Kiều con cũng chính là cụ của con. Giang Hoa đang định lên tiếng lại không thể nói được chữ nào. Một lúc lâu sau lại nói với Tần Du Kiều. Khá ổn rồi, có điều mấy năm trước phải phẫu thuật, bây giờ chân bà không linh hoạt cho lắm. Tần Du Kiều khẽ ừ một tiếng. Lục Cảnh Diệu như thể hiểu được suy nghĩ của cô, cầm tay cô lên. Đừng lo, bà nội không còn giận em đâu. Nhưng Lục Cảnh Diệu không ngờ rằng cô bà nhà họ Tần lại nóng nảy như vậy. Nhà họ Tần tọa lạc tại trung tâm thành phố, căn nhà mang vẻ cổ kính phủ rêu xanh. Ngoài sân có chiếc xích đu cũ kỹ đến mức chóc sơn, nhưng hình như mới đổi dây thì phải. Lúc anh và Du Kiều đến nhà họ Tần thì cũng là 4 giờ. Phòng bếp của nhà họ Tần đang tất bật chuẩn bị bữa cơm tất niên. Bởi vì đang là mùa đông ngày ngắn đêm dài, nhà họ Tần đã lên đèn. Trong buổi xế chiều nhá nhem tối, ánh đèn của nhà họ Tần như chiếu vào lòng Lục Cảnh Diệu. Thì ra Du Kiều lớn lên ở đây, đưa mắt nhìn chiếc xích đu bố trên cành cây khô, chắc hồi bé cô hay chơi ở đây. Người nhà họ Tần đã tề tựu trước cửa, Lục Cảnh Diệu chỉ biết Tần Ngạn Chi. Lúc đang định kéo Du Kiều đến chào hỏi, anh lại cảm thấy người của Tần Du Kiều cứng đơ. Sau đó anh thấy một bà lão ngồi xe lăn nói với cô gái phía sau. Nghiêm Thanh, đẩy cụ về phòng. Lục Cảnh Diệu liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Tần Du Kiều. Cái quái gì thế này? Sau đó sắc mặt anh cũng trầm xuống, nói với Hy Duệ đã đi được vài bước. Hy Duệ, quay lại đây nào. Tùy Thì Nhược Huyên là thư ký có năng lực làm việc rất xuất sắc, nhưng mới chuyển từ thư ký trường của tổng giám đốc sang làm thư ký trường của lập trình viên, lại chỉ cho cô một tiếng để làm quen. Thật là quá khó khăn rồi. Dĩ nhiên thư ký trường này là cô tự mình nghĩ thế. Chỉ có một thư ký, không phải cô là thư ký trường thì còn là ai vào đây? Thì Nhược Huyên vừa mắng thầm Tiết Duệ Uyên hà khắc, vừa sửa lại văn kiện trên bàn làm việc, nhỏ giọng lầm bầm. Cơ bản là không thể từ chối, Triệu Phàm cũng đã thông báo với bộ phận nhân sự rồi. Rõ ràng chính là bắt buộc, đem tôi nhét đến chỗ này. Nhưng cũng không phải là cô không cam tâm tình nguyện, giống như anh nói, cô cũng hy vọng mình có thể càng trở nên ưu tú, không kể đến việc thăng quan tiến chức. Năng lực cá nhân tiến bộ với cuộc sống sau này của cô cũng rất quan trọng. Sau nửa giờ sửa sang lại văn kiện, đồng hồ đã chỉ 11 giờ rồi, cô mới vừa ngồi xuống, điện thoại trên bàn đã vang lên. Thì Nhược Huyền sốc lại tinh thần, âm thanh ngọt ngào trả lời điện thoại. Xin chào, đây là phòng làm việc của lập trình viên. Thì Nhược Huyền. Trong loa truyền đến giọng nam trầm thấp, Thì Nhược Huyền cảm thấy có chút quen, nhưng nhất thời không nhớ đã nghe ở đâu. Người khác nhận ra mình nhưng bản thân lại không nhớ được đối phương. Đây thật sự là một sự sỉ nhục lớn đối với Thì Nhược Huyên. Đúng vậy, xin hỏi ngay là... Nửa giờ nữa tôi sẽ đến, cô chuẩn bị một chút đi. Không trả lời vấn đề của Thì Nhược Huyên, lại nói một câu không đầu không đuôi rồi cúp máy. Nghe âm thanh đô đô, suy nghĩ đầu tiên của Thì Nhược Huyên,
anh ta chắc là lập trình viên trong truyền thuyết hả? Thứ hai, anh ta lại phá lệ muốn đến văn phòng, rốt cuộc có thể gặp được nhân vật lớn trong truyền thuyết. Thứ ba, muốn cô chuẩn bị cái gì? Anh ta còn chưa nói mà. Thì Nhược Huyên buồn bực đem các văn kiện kỹ thuật mới nhận được từ Trần Phàm chỉnh lý lại một lần, ghi nhớ rõ ràng vị trí mỗi thứ, lại nhìn hạng mục tư liệu, trong lòng thầm nghĩ như vậy xem như là chuẩn bị ổn thỏa rồi sao. Cô có chút chột dạ, dù sao lần đầu tiên gặp nhân vật lớn trong truyền thuyết, cô không muốn cho anh thấy mặt không chuyên nghiệp của mình. Nhớ lại thì Nhược Huyên lại không yên lòng, liên tục nhìn đồng hồ. 11 giờ rưỡi, cửa đúng giờ bị đẩy ra. Người tới mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen, áo sơ mi để hở hai nút đầu, lộ ra làn da màu đồng và xương quai xanh khêu gợi, đồng thời phô bày đường cong cơ thể, bả vai rắn chắc, eo thon nhưng mạnh mẽ, khuôn ngực dày rộng, không chỗ nào không lộ ra điểm hấp dẫn chí mạng. Bùi Thần Giật chính là thiết kế sư của Thịnh Thế. Tin tức này làm Thị Nhược Huyên vô cùng kinh ngạc. Mà điều làm Thị Nhược Huyên kinh ngạc nhất không phải là sự xuất hiện của Bùi Thần Giật, mà là bộ quần áo anh đang mặc. Ba lần trước gặp anh đều mặc áo phông rộng rãi cùng quần sóc, hay là áo thun thoải mái và quần bò. Nhưng hôm nay toàn thân anh là âu phục nghiêm túc, lại làm cho mặt Thị Nhược Huyên có chút đỏ. Có lẽ không ai có thể mặc tây trang lại gợi cảm như vậy. Thị Nhược Huyên nuốt một ngụm nước bọt, đứng dậy, giơ tay sờ sờ mũi, giấu đi đôi mắt mở to, không biết nên chào hỏi như thế nào cho tốt. Bùi Thần Giật nhìn đôi má phấn hồng trước mặt, vẻ mặt không quá tự nhiên, cảm thấy có chút buồn cười, không biết sao trong lòng lại muốn nghĩ cách trêu chọc cô. Anh gõ gõ mặt bàn. Không chào hỏi tôi sao? Mới vừa có chút xấu hổ thì Nhược Huyên nghe được câu nói chợt hoàn hồn, khóe miệng tà tà liếc anh một cái. Tôi không biết anh là ai, biết chào như thế nào? Muốn tôi nói chào tiên sinh sao? Tôi cũng không đứng quầy tiếp tân. Cái liếc mắt của cô làm trái tim Bùi Thần Giật như bị điện giật run rẩy tê dại. Hôm qua không phải đã nói cho em biết tên của tôi là gì, sao lại nhanh quên như vậy? Âm thanh Bùi Thần Giật vẫn thản nhiên, trầm thấp lại hàm chứa ý cười. Không có cách trở, âm thanh của anh rơi vào tai thì Nhược Huyên lại cực kỳ gợi cảm chọc người. A Di Đà Phật, Thượng Đế, Giê-xu, sắc tức là không, không tức là sắc. Sao trước đây lại không nhận ra anh quyến rũ như vậy? Trong tim thì Nhược Huyên như có con nai nhỏ đang nhảy loạn. Không xong, không xong, gò má cô càng lúc càng hồng, điều hòa 25 độ giống như không cứu được cô. Sao cô lại cảm thấy như mình đang bị Bùi Thần Giật đùa giỡn? Thì Nhược Huyên nhịn không được có phần nóng giận. Này! Khuôn mặt thì Nhược Huyên ngày càng hồng, nói cho Bùi Thần Giật biết, anh với cô cuối cùng cũng hòa nhau một lần. Này cái gì, không phải nửa tiếng trước đã gọi cho em, kêu em chuẩn bị sao? Ai biết anh nói chuẩn bị là chuẩn bị cái gì? Trong lòng thì Nhược Huyên lẩm bẩm, anh là cấp trên, kiềm chế tay mình, không cần quá xúc động mà cầm điện thoại đập chết anh. Đột nhiên, nghĩ đến lần trước khi chia tay, Bùi Thần Giật nói chắc chắn có thể gặp lại. Thì Nhược Huyên nhanh chóng quay đầu nhìn anh. Anh muốn đùa giỡn tôi sao? Anh đã sớm biết. Bùi Thần Giật nhìn ánh mắt đang từ từ trở nên tức giận của Thì Nhược Huyên, cảm thấy có chút buồn cười, thuận theo lời cô nói tiếp. Sớm biết cái gì? Sớm biết sẽ gặp lại tôi. Mệt cho cô còn có chút không muốn, cho rằng không biết lúc nào có thể gặp lại anh. Bùi Thần Giật liếc cô một cái, cực kỳ tự nhiên nói tiếp. Em không biết. Lần trước không phải hỏi anh, sao có thể khẳng định như vậy? Cũng không biết Bùi Thần Giật có phải cố ý hay không. Anh đem luôn cửa chớp kéo lên, thì Nhược Huyên dĩ nhiên có thể xuyên qua cửa thủy tinh nhìn rõ mỗi động tác của anh. Cũng giống vậy, anh có thể nhìn rõ mỗi động tác lén lút của cô. Giống như lúc này đây, thật cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn anh, sau đó ngơ ngác ngắm vài phút, trước khi đôi má hồng đến sắp dì máu lại rời tầm mắt đi lặp lại động tác đó. Không cần hoài nghi, Bùi Thần Giật bởi vì động tác lén lút của cô mà tâm trạng vô cùng tốt. Nhưng động tác nhìn lén này lại giống như có thể lây bệnh. Khóe mắt anh khẽ nâng đào qua ngoài cửa sổ, nhìn thì Nhược Huyên đang dùng đầu đụng bàn, không cần nghĩ cũng biết cô đang phiền muộn mình sao lại lén nhìn anh. Khóe miệng anh khẽ nhếch, hoàn toàn không để nén được tâm trạng đang tốt lên. Về phần tại sao như vậy anh cũng không rõ ràng, cũng không muốn suy nghĩ. Anh chỉ biết đối với động tác nhìn lén của cô một chút phản cảm cũng không có. Cửa gỗ truyền đến vài tiếng gõ, sau đó bị đẩy ra. Đã đến 7 giờ rồi. Ý tứ chính là thưa ngài, tôi đã tan việc rồi. Thì Nhược Huyên không có đi vào cửa, chỉ đứng ở cạnh cửa nói chuyện. Không may đi vào lại đứng ngẩn ra nhìn anh, cô chắc tiêu rồi. Ừ. Bùi Thần Giật nhìn liếc qua cô một cái, sau đó lưu tư liệu vào trong máy tính lại. Cùng đi ăn cơm. Anh không mặc áo vest, áo sơ mi trắng không che hết cái cổ màu đồng cùng xương quai xanh,
cơ ngực như ẩn như hiện, nước miếng thì nhược huyên lại không ngừng chảy xuống. Vẻ mặt cương nghị của Bùi Thần Giật thản nhiên, không có chút cảm xúc dư thừa, mắt cũng không rời khỏi màn hình máy tính. Người khác đều nói đàn ông lúc chuyên tâm làm việc là đẹp trai nhất, nhưng đối với Thì Nhược Huyên mà nói, đẹp cũng không đủ để hình dung anh. Thấy cô không đáp lại, anh gập máy tính lại, ngẩng đầu hỏi cô: "Hả?" Thì Nhược Huyên ngẩn ngơ người, đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, anh vừa mới nói cái gì? Thì Nhược Huyên ảo não, cũng cực kỳ kinh ngạc trước mặt anh là mình lại ngẩn người. Mà điều làm cho cô kinh ngạc tiếp theo là lập trình viên của Thịnh Thế lại không có xe. Cô mang giày cao gót 5 tấc, xe buýt lại vừa thắng gấp lần nữa, làm cho cô ngã vào lòng Bùi Thần Giật. Điều này làm cho cô không nhịn được nổi giận. Vì sao tôi phải đi xe buýt? Không có xe cũng có thể đi tàu điện ngầm, không thể kêu taxi cũng được chứ. Bùi Thần Giật phản ứng nhanh, một tay giữ chặt eo của Thì Nhược Huyên vững chắc đáng yêu. Anh có chút nghi ngờ hỏi: "Em cảm thấy đi bộ tốt hơn sao?" Thì Nhược Huyên tức giận, thiếu chút nữa hộc máu. Thật sự không thể làm cho người đàn ông này thông suốt được mà. Cô tức giận đẩy Bùi Thần Giật đang nữ tay cô ra xa, xoay đầu sang một bên không muốn nói chuyện với anh nữa. Bùi Thần Giật nhìn cô, cũng bắt đầu suy nghĩ mình nên mua một chiếc xe rồi. "Xin lỗi, bởi vì tôi ít khi ra ngoài cho nên không mua xe." Lúc đầu thì Nhược Huyên không có phản ứng, nghe anh nói vậy lại không khỏi hiếu kỳ. "Anh ít ra ngoài?" "Ừ." Thì Nhược Huyên hứng thú dồi dào nhìn anh suy đoán. "Anh là Nam Trạch sao? Xem ra không giống Hikikomori nha." Bùi Thần Giật hình như hiểu ý cô. "Chỉ là tôi không muốn đi, không phải sợ." "Không hẹn hò sao?" Cái vấn đề này hình như liên quan đến cuộc sống riêng tư của anh, nhưng Thì Nhược Huyên không sợ chết nói: "Không có bạn gái à?" Bùi Thần Giật chỉ mỉm cười nhưng không trả lời. Anh đã lĩnh giáo qua 10 vạn câu hỏi vì sao của cô. Nếu anh thành thật trả lời không có, sau đó anh nói nguyên nhân, cô nhất định sẽ tiếp tục hỏi chuyện khác. Thật ra khi anh không phơi bày thân thể, không mặc quần áo abo thì cũng rất giống người đó. Cô biết mình nói có phần hàm xúc. "Nếu không tôi sẽ suy nghĩ để anh theo đuổi tôi." Khóe miệng Bùi Thần Giật nhếch lên như có như không, sau đó vô cùng lịch sự nói: "Cảm ơn đã quan tâm, nhưng không cần khách khí." "Hừ." Thì Nhược Huyên mất hứng, cô quay đi không nhìn anh nữa, mắt mở to nhìn cảnh vật ngoài xe. Bùi Thần Giật nhìn gò má cô, lông mi cô y hệt như chiếc quạt không ngừng động đậy, giống như sợ người khác không biết bây giờ tâm trạng cô không tốt. Anh không biết rằng khóe miệng mình khẽ nhếch, lông mày, ánh mắt đều ấm áp. Đèn đỏ lần nữa, xe buýt chậm lại. Lần này thì Nhược Huyên dùng hết sức nắm lấy tay vịn, cuối cùng cũng không mất mặt, ôm ấp yêu thương Bùi Thần Giật rồi. Thì Nhược Huyên vẫn không để ý tới Bùi Thần Giật, nhìn chăm chú cảnh đêm ngoài cửa sổ. Đường phố vô cùng náo nhiệt, trên đó có một cửa hàng còn náo nhiệt hơn. Đó là cửa hàng bán quần áo nhà họ Thương. Trước cửa hàng dán một tờ giấy, trên đó viết: "Ngày cuối tuần, đại hạ giá đặc biệt." Bà chủ đứng trước cửa cầm một cái loa giao hàng, âm thanh lớn đến nỗi họ ở trên xe còn nghe thấy. Lối vào cửa hàng có rất nhiều người đứng, phần lớn là những cô gái trẻ vào cửa hàng chọn quần áo. Nhìn qua cũng thấy buôn bán rất tốt. Ánh mắt thì Nhược Huyên lập tức sáng lên. Khoảng cách giữa đèn xanh đèn đỏ với trạm xe buýt cũng không xa lắm. Thì Nhược Huyên vội vàng kéo Bùi Thần Giật xuống xe. "Chúng ta đến đó xem đi." Bùi Thần Giật không hề dị nghị để mà cô lôi kéo tay anh đến trước cửa hàng kia. Cô vui vẻ chen qua đám người, cũng học cô gái bên cạnh cầm chiếc quần vừa sờ vừa trả sát. Cô học người ta kiểm tra gấu quần, kiểm tra màu sắc, sau đó xem có tì vết nào không. Bùi Thần Giật sớm đã bị cô bỏ tay ra. Anh đứng một bên nhìn cô học người ta kiểm tra tỉ mỉ, đôi môi đỏ mọng mấp máy như đang tự nói gì đó. Bình thường lúc này anh thường ở nhà mình ôm laptop, ngồi trên ghế đánh máy, chen qua mọi người như vậy anh không hề cảm thấy hứng thú, cũng chưa từng thử. Nhưng nếu như cô nói với anh, cho dù anh chỉ đứng một bên nhìn cô mua, hình như cũng là một chuyện rất thú vị. Có lẽ hưng phấn lúc đầu cũng giảm bớt rồi. Thì Nhược Huyên cũng nhớ ra cô đi cùng một người. Cô quay lại nhìn chung quanh, lập tức đã thấy anh đứng ở ban công, đứng trong đám người như hạc đứng trong bầy gà. Cô thấy ánh mắt Bùi Thần Giật đang nhìn cô cười dịu dàng với anh: "Anh đợi lát nữa tôi sắp xong rồi." Bùi Thần Giật mỉm cười không nói, nhìn ánh mắt cô dường như đã ngầm đồng ý rồi. Thì Nhược Huyên ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt bà chủ: "Bà chủ, tính tiền." Bà chủ cười híp mắt nhìn Thì Nhược Huyên nói giá tiền. Thì Nhược Huyên vẫn tươi cười rạng rỡ nhìn bà chủ, trong đôi mắt to xinh đẹp hình như rất hưng phấn, nóng lòng muốn thử. "Giá này mắc quá, không phải đại hạ giá sao ạ?" "Cô gái, đây là giá thấp nhất rồi,
cô không lừa cháu đâu. Cô nhìn xem, đường may bị lỗi, cũng may không cẩn thận. Thì Nhược Huyên vừa vò vừa trà sát vải. Hơn nữa loại vải này rất dễ phai màu, đây là giá thấp nhất sao? Còn có, cô xem này, vải cũng hỏng rồi, tại sao ở đây đột nhiên tối hơn hẳn, bị nhuộm màu ạ? Cô đang nói chuyện với bà chủ thì Bùi Thần Giật nhanh trí đi đến bên cạnh cô, không biết nói gì, nhìn chiếc quần cô cầm, anh cảm thấy buồn cười, quần bó phai màu. Còn nói người ta máy hỏng, đường chỉ bị lỗi, như vậy mà cô cũng nói được. Mấy cô gái bên cạnh nghe cô nói như vậy hơi do dự, sau đó để chiếc quần bỏ xuống đi ra ngoài. Như thế nào cô à? Thì Nhược Huyền chớp chớp đôi mắt to tròn, vô tội nhìn bà chủ. Bà chủ cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, muốn khóc nhưng cũng không khóc nổi. Ngày đại hạ giá cuối cùng bây giờ cũng sắp hết rồi, bà chủ hoàn toàn không biết đối phó với vị khách khó tính này như thế nào đây. Không thể làm gì khác hơn, đành phải làm theo ý thì Nhược Huyền rồi. Nhìn cô gái tâm trạng vui vẻ đi bên cạnh, Bùi Thần Giật không tự chủ được hết cười. Thì Nhược Huyền nhìn thấy anh nở nụ cười như vậy cũng không xấu hổ, hả hê khoe khoang với anh. Tôi rất lợi hại phải không? Ha, lần đầu tiên ép giá thành công như vậy, nữ vương chiến thắng chính là tôi. Lần đầu tiên, chẳng lẽ cô sợ ép giá không thành công sẽ bị người ta đuổi đánh mới thuận tiện kéo anh xuống xe sao? Bùi Thần Giật gật đầu một cái, bị ánh mắt cô uy hiếp, miễn cưỡng đồng ý nói chuyện với cô. Anh cảm thấy không biết nói gì bây giờ. Ép giá chơi vui vậy sao? Cũng không phải thiếu mười mấy đồng tiền ăn cơm, ép giá khổ cực như vậy, không bằng mua luôn đi. Thử rồi mới thấy, chơi rất vui, ha. Thử Nhược Khuyên liếc mắt nhìn Bùi Thần Giật, cũng biết anh đang nghĩ gì. Nếu không ép giá, vậy cứ đi đến cửa hàng chuyên bán quần áo ở Bách Hóa mua là được, ở đó còn có máy điều hòa. Vậy vì sao? Thì Nhược Khuyên liếc anh một cái. Đây là thú vui, anh có hiểu không? Bùi Thần Giật hơi cong môi, anh thật sự vẫn không hiểu. Tôi nên nói gì? Anh hoàn toàn không biết. Thì Nhược Khuyên cười lớn, cô vất vất tay làm bộ băng quanh nói. Không cần nói gì nhiều cả, chỉ cần nói câu nữ vương thật lợi hại là được rồi. Tôi thật thiếu người ngưỡng mộ. Bị cô lôi kéo nói mấy chuyện khó hiểu như thế này cũng không phải lần đầu tiên. Bùi Thần Giật nhớ, hình như lần trước cô tức giận vì bạn trai trước muốn anh làm bộ hẹn hò cùng cô. Hình như lần đầu cô chạy như điên đụng phải anh, vẻ mặt đầy vô tội sai anh làm việc. Lúc đầu biết cô, cho rằng cô là một cô gái nóng tính, lại điêu ngoa bốc đồng, được chiều chuộng. Nhưng bây giờ mọi ý nghĩ kỳ quặc của cô làm anh không biết nên khóc hay nên cười. Anh phát hiện gần đây mình nhìn cô không thể rời mắt nổi, đặc biệt là lúc cô tức giận lườm người khác, còn có bộ dạng ngượng ngùng khi chuyển tầm mắt sờ cái mũi khó chịu. Này, nhìn cô cười vui vẻ, trong lòng anh cũng thấy vui theo. Thì Nhược Khuyên đưa tới được chiếc quần bò cho Bùi Thần Giật. Bùi Thần Giật nhận lấy, nghi ngờ nhìn cô. Chỉ thấy Thì Nhược Khuyên chuyển tầm mắt, sờ mũi, giọng nói lý nhí, mềm mại như làm nũng. Coi như là quà ra mắt đi, anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Bùi Thần Giật nhìn cô, vẫn không rời tầm mắt. Anh rất thích sáng vẻ cô không được tự nhiên như vậy, nhận lấy quà cô tặng. Cảm ơn. Anh cảm thấy trong lòng mình hình như có cái gì đó là lạ. Bùi Thần Giật bắt đầu thấy không biết làm sao, cảm giác như thế rất xa lạ. Anh không biết phải làm sao để hình dung sự khác thường gần đây của mình. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt thì Nhược Uyên hét lên, nụ cười nhợt nhạt, dục vọng của anh sẽ dâng lên từ đáy lòng. Trước kia tầm mắt anh không thể rời khỏi cô, nhưng bây giờ trong lòng anh lại có cảm giác muốn giấu cô đi, không để người khác có ý muốn đến gần cô. Ý nghĩ như vậy gần đây càng ngày càng mãnh liệt, trong lòng anh kêu gào không ngừng. Hình như anh càng ngày càng trở nên biến thái. Nếu để cho cô biết suy nghĩ trong lòng anh, có lẽ cô sẽ nói như vậy. Bùi Thần Giật nhìn Thì Nhược Huyên ngồi bên ngoài cửa kính chuyên tâm làm việc. Mắt anh không chớp, ngón trỏ lau cái tay cầm của cốc. Cô đang pha cho anh một ly nước muối, không phải cà phê thường ngày. Nhớ sáng nay, cô nghe giọng nói hơi khàn khàn của anh, đôi mắt chớp hai cái, sau đó làm bộ như không có việc gì chào hỏi anh. Đi tới chỗ Tiết Duệ Uyên nói mấy câu ngắn ngủi, Bùi Thần Giật trở lại phòng làm việc. Vừa mở cửa, ánh mắt vô tình nhìn trên bàn làm việc, thấy trên bàn có thêm một cái cốc. Anh không đóng cửa lại đã đi đến, phát hiện trong cốc không phải là cà phê thường ngày mà lại là nước lọc, thì anh hơi nhếch miệng. Bùi Thần Giật uống một hớp, ý cười trong mắt càng đậm, cầm cái cốc đi tới bên cửa ra vào, miễn cưỡng dựa vào khung cửa, để cái cốc lên tủ hồ sơ bên cạnh, đặt tay lên tủ hồ sơ, ngón tay khẽ chọc. Thì Nhược Huyên chú ý có tiếng vang nên ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của anh, đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng. Ánh mắt tự nhiên nhìn cái cốc anh vừa đặt xuống, mặt hơi đỏ lên. Cô nghiêm mặt làm bộ trấn định, khiến Bùi Thần Giật có ý muốn ôm cô vào lòng,
nhưng trên mặt anh vẫn tỉnh táo tự nhiên, không có bất kỳ luống cuống nào. Cảm ơn. Thì Nhược Khuyên giật giật, đầu cúi thấp hơn, hình như đang tránh ánh mắt của anh, sau đó lại trở lại bộ dáng bình thường, đón nhận ánh mắt của anh. Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ không muốn nghe giọng nói như gà trống của anh, rất khó nghe. Thì Nhược Khuyên luôn luôn như vậy, cho tới bây giờ cô đều cư xử như vậy. Khi gặp phải chuyện khiến cô xấu hổ, thì cô luôn mạnh miệng xuyên tạc ý tốt của mình. Bùi Thuần Giật đã sớm biết tính cách đó của cô, thật ra anh cảm thấy chuyện này không có gì. Nhưng không biết vì sao, hôm nay nghe cô nói như vậy, trong lòng anh lại vô cùng khó chịu. Giống như cô vội vã muốn giữ khoảng cách với anh, để anh hiểu rằng cô đối tốt với anh không phải là vì cô có tình ý với anh. Dường như cô đang ám chỉ anh, họ chỉ là bạn bè, muốn anh không cần để ý nhiều. Cô làm như vậy là chuyện đương nhiên, ám chỉ anh không cần suy đoán lung tung ý nghĩ của cô. Giọng điệu của anh không thay đổi, không thể nghe ra trong lòng anh đã suy nghĩ nhiều như vậy. Tầm mắt anh nhìn chăm chăm cô. Quan tâm tôi sao? Hai gò má thì Nhược Huyền đỏ ửng như hoa đào, dường như cô không chịu nổi ánh mắt nóng như lửa của Bùi Thần Giật, nhìn sang chỗ khác. Bệnh thần kinh, anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Có được đáp án, Bùi Thần Giật mỉm cười, cô nói dối. Nếu thật sự cô không quan tâm, với tính cách của cô nhất định nửa thật nửa giả nói. Đúng vậy, tôi rất quan tâm anh, tại sao bây giờ anh mới phát hiện tấm lòng của tôi? Cô sẽ nói như vậy. Bùi Thần Giật từ từ đi tới trước bàn cô, hình như biết tim cô đập nhanh không thể kiềm chế được. Thừa dịp lúc này, thừa thắng xông lên áp bức cô. Hai tay anh chống lên bàn, vùi đầu ghé vào tay thì Nhược Huyên, khiến vành tay cô và tóc mai anh chạm vào nhau rồi thân thiết thì thầm. Tôi nghĩ quá nhiều thật sao? Thì Nhược Huyên hồi hộp muốn chết, tim đập thật nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô. Giọng nói bên tai tuy hơi khàn khàn nhưng vẫn trầm thấp nồng đậm như vậy. Hơi thở phả vào bên tai và gáy cô khiến cô run lên. Cô đặt tay lên ngực anh, chống đỡ không để anh lại gần, còn muốn đẩy anh ra. Nghĩ quá nhiều là nghĩ quá nhiều, nào có thật thật giả giả gì, anh tránh ra, vào phòng làm việc đi. Bùi Thần Giật căn bản không để ý sự chống cự của cô, vẫn duy trì tư thế đó, giọng nói càng mê người. Thật không quan tâm tôi ư, vậy tại sao không dám nhìn tôi? Thì Nhược Huyên nghe anh nói xong, vẫn không chịu thua nhìn chằm chằm anh, đôi mắt to xinh đẹp không có yêu mịn dụ dỗ anh, mà chỉ toàn là lừa giận. Nửa người anh tê dần, anh lại cảm nhận được cảm giác giật điện một lần nữa. Đôi môi không đánh son nước nhưng vẫn đỏ tươi như vậy. Cô không liếm môi hấp dẫn anh, thế nhưng anh đã bị đánh bại lần nữa, rồi sau đó không còn lại gì cả. Bùi Thần Giật cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng mà anh luôn nghĩ đến. Anh dùng sức hút môi cô, đầu lưỡi nhân cơ hội tiến vào trong miệng cô. Thì Nhược Huyên sợ hết hồn, đặt tay lên ngực anh cố đẩy ra. Anh... bị anh bắt được khe hở, đột phá hàm răng, dây dưa với cái lưỡi của cô. Một tay Bùi Thần Giật bắt được cái tay không ngừng đẩy anh, một tay đặt ở gáy cô, nhấc đầu cô lên để anh tùy ý làm bậy. Thái độ như vậy hơi hung ác, giống như chọc giận anh. Anh liếm mút từng góc trong khoang miệng cô, chặn cô lại, buộc cô phải nuốt nước miếng của anh, muốn trong miệng cô toàn mùi vị của anh. Khóe mắt thì Nhược Huyên dần ửng hồng, quyến rũ động lòng người. Thật ra cô cũng không bài xích anh hôn mình, nhưng không muốn anh được như ý. Cô làm bộ muốn cắn anh, muốn bắt anh biết khó mà lui. Cô lại đoán sai. Bùi Thần Giật rất ngoan cố, cô cắn anh chảy máu, anh không quan tâm vẫn tiếp tục hôn cô. Mùi máu tanh trong miệng lập tức khiến lực chú ý của cô lơi lỏng. Trong nháy mắt, cái lưỡi bị Bùi Thần Giật kéo ra khỏi miệng. Khi cô ý thức được muốn rút lại thì anh linh hoạt vút lấy. Nhất thời cô không chú ý, bị tập kích khiến cả người tê dại. Thì Nhược Huyên oán hận đánh anh, lại không chống cự nổi hấp dẫn, tay vòng qua gáy anh hôn trả lại. Cô tinh tế hút lưỡi anh, đầu lưỡi mềm mại liếm vết thương bị cô cắn, liếm thật lâu. Thỉnh thoảng cô lộ vẻ dịu dàng khiến anh lộng lòng, thế nhưng anh lại không dám cản rỡ, tiếp tục chỉ sợ không đơn giản như vậy, quan hệ của họ vẫn chưa vững chắc. Bùi Thần Giật buông Thì Nhược Huyên ra, bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má mịn màng không trang điểm của cô, khẽ hôn trán cô, chóp mũi, khuôn mặt, tiện thể hôn tai cô. Anh khẽ cắn vành tai cô, hôn mạnh. Tối nay tới nhà tôi nhé. Những lời này như sét đánh vào đầu Thì Nhược Huyên, vẻ mặt ý loạn tình mê vừa rồi lập tức tan biến, điều chỉnh nhịp tim. Sau khi anh dứt lời một giây, cô đột nhiên đẩy mạnh anh ra. Tôi đi toilet. Cô nói xong liền chạy nhanh đi. Bùi Thần Giật không quan tâm cô đẩy anh ra, nhìn bóng lưng trốn chạy của cô, anh mỉm cười nói, đồ nhát gan. Tay anh đặt trên bàn, ngón cái quẹt qua môi mình, nhớ tới tư vị môi lưỡi của cô, anh không kiềm chế được lại muốn hôn cô,
cơ thể cũng không thể khống chế nổi, liền nổi lên phản ứng. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì Nhược Huyên ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt không thay đổi, nghiêm túc nhìn máy tính. Sau khi đi toilet xong, cô vẫn không nhìn anh, cho dù Bùi Thần Giật có kiên nhẫn, có giỏi nhịn đến đâu, trong lòng cũng không nhịn được thắt nhẹ. Anh theo đuổi thất bại, hình như cô không muốn chịu thua anh. Nếu như thì Nhược Huyên biết trong lòng anh nghĩ vậy, nhất định sẽ phun máu ngã xuống đất, không chừng chảy máu. Lời nói như vậy là theo đuổi sao? Là lời mời thôi. Thì Nhược Huyên vẫn luôn có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng như có như không của người kia qua cửa sổ thủy tinh. Trong lòng cô buồn bực nghĩ muốn giết người. Tại sao cô chỉ bị anh trêu một chút liền ý loạn tình mê, mất mặt quá đi. Trời ơi, mau cho một trận sét xuống đánh chết cô đi. Cô buồn rầu gần như muốn dùng đầu đập vào bàn. Quan hệ của họ không phải cực kỳ tốt ư? Tại sao anh lại đột nhiên hỏi cô như vậy? Chẳng lẽ cô khiến anh cảm thấy cô rất tùy tiện? Tại sao anh lại nghĩ về cô như vậy? Cô tự hỏi mình tuyệt đối tuân theo luật pháp, yêu nước, cúng lễ đầu năm, hảo nhã thần thiện, cần kiệm cố gắng, là một tấm gương tốt. Cô đoan chính như vậy, phẩm cách cao thượng như vậy, tại sao anh lại cảm thấy mình rất tùy tiện? Rốt cuộc khi nào cô khiến anh có cảm giác như vậy? Tâm trạng buồn bực như vậy vẫn không thể tiêu tan, kéo dài đến tận 3 giờ chiều. Cửa phòng làm việc được mở ra, giọng nói khàn khàn vẫn bình tĩnh lễ độ. Anh đi trước. Thì Nhược Huyên còn chưa kịp phản ứng, Bùi Thần Giật đã đi khỏi cửa chính. Thì Nhược Huyên cực kỳ phiền muộn, không phải anh hỏi cô tối nay đến nhà được không hay sao? Cô còn tưởng anh sẽ đợi đến khi tan làm, đợi cô quyết định, nhưng bây giờ có ý rằng lúc nãy anh đùa cô sao? Cô bị anh trêu đùa lâu như vậy, thì Nhược Huyên nổi giận, trong đầu tưởng tượng ra tiếng cười nhạo của Bùi Thần Giật, cô thật muốn giết người đó. Chào cô. Thường ngày hiếm khi có người nào đến phòng làm việc của kỹ sư lập trình, bây giờ lại tới, quả thực là tự chui đầu vào lưới. Giọng nói thì Nhược Huyên vô cùng tồi tệ. Có chuyện gì? Người kia sợ hết hồn, nụ cười hơi gượng gạo. Tôi là Tào Thủy của bộ phận kỹ thuật, có chuyện muốn gặp kỹ sư lập trình, xin hỏi bây giờ anh ấy có thể... Anh ta chết rồi. Thật ra thì Nhược Huyên rất ít khi giận cho đánh mèo, nhưng người trước mặt này cố tình làm cô tức giận, muốn giết chết người, dám đứng trước mặt cô như tên người nào đó. Tôi chỉ đưa tài liệu rồi. Được rồi, đã nói anh ta đã chết, anh để đó đi, có nói nhiều như vậy, phiền muốn chết. Anh ta trở lại tôi sẽ nói cho anh ta biết, được chưa? Giọng nói của thì Nhược Huyên không có hào cảm, logic cũng bắt đầu rối tung. Chết còn về được sao? Đã chết sao còn nói được với anh ấy? Tào Thủy cười xấu hổ, đi vào phòng làm việc của Bùi Thần Giật, rất nhanh đi ra, sau đó đi khỏi. Trong lòng thì Nhược Huyên không hề áy náy, có thể nói căn bản cô giận điên lên, không ý thức được mình đã làm ra chuyện lúng túng như vậy. Tâm trạng tồi tệ của cô kéo dài đến khi tan tầm. Thì Nhược Huyên hơi tức giận, ném cái USB trên bàn và chìa khóa vào túi, chuẩn bị rời khỏi công ty. Còn chưa đi đến cửa lớn, điện thoại ở bàn làm việc đổ chuông. Cô thong thả đi đến bàn làm việc, vô cùng thiếu kiên nhẫn cầm điện thoại lên, còn chưa nói gì đã bị đối phương nói trước. Nhược Huyên, em vẫn ở thịnh thế sao? Cô rất muốn nói cô không ở đây, nhưng ai nhìn điện thoại của anh? Nếu quả thật muốn tìm cô, tại sao gọi điện thoại công ty mà không phải điện thoại của cô? Xế chiều lúc đi không phải rất thoải mái sao? Gọi tới làm gì? Cô không phát hiện mình đã tự tiện ảo tưởng về hành động của anh. Anh chỉ gọi điện đến công ty lại ảo tưởng anh cố ý gọi cho cô. Cô không phát hiện mình đã bắt đầu phát cáu với sự đùa bỡn của anh, chú ý nhất cử nhất động của anh rồi. Cô không hỏi ai chuyện đang lưỡng lự trong lòng mình, cũng không phát hiện mình thay đổi. Khi cô nghe anh gọi tên cô thì đã rơi vào thay giặc rồi. Nhược Huyên, lần đầu tiên anh gọi tên cô, giọng anh rất tự nhiên, cứ như đã kêu cái tên này hàng ngàn hàng vạn lần, làm ngực cô nóng hơn. Trong nháy mắt sự tức giận vừa rồi biến mất hoàn toàn. Câu nói đó là gì nhỉ? Phụ nữ không bao giờ có thể chống lại được sự dịu dàng của đàn ông. Sự dịu dàng của anh không phải là chăm sóc chu đáo, khéo hiểu lòng người. Anh chỉ thể hiện một chút dịu dàng cũng làm cô cảm thấy được, giống như bây giờ. Vẫn ở đây. Có phiền em không? Giúp anh mang tài liệu trên bàn tới nhà anh. Giọng nói Bùi Thần Giật khàn khàn, hình như còn nghiêm trọng hơn lúc nãy. Anh chưa uống hết nước muối sao? Thì Nhược Huyên hơi nhăn mày. Được, có phải túi tài liệu màu vàng không? Đúng rồi, cảm ơn em. Bùi Thần Giật nói cho cô biết địa chỉ nhà anh, muốn cô chú ý an toàn rồi mới cúp điện thoại. Thì Nhược Huyên cầm ống nghe, nghe tiếng tút tút điện thoại khi ngắt kết nối, cười giống như trong lòng thấm mật. Thật ra cô biết mình đã có cảm giác khác với Bùi Thần Giật, mặc dù luôn nói với anh chớ suy nghĩ nhiều, nhưng mình cũng đã thích anh từ lâu. Khi cô bất lực, không biết làm sao, anh đều ở cạnh cô, mặc dù không nói chuyện, cũng rất khi an ủi, nhưng anh lặng lặng làm bạn làm cô cảm thấy thoải mái.
anh luôn làm cô cảm thấy vậy. Khi cô bị mọi người vứt bỏ, anh vẫn bên cạnh. Cô biết nghĩ như vậy hơi cường điệu, dù sao họ quen biết nhau cũng chưa lâu. Ở cùng anh làm cô cảm thấy rất thoải mái. Anh sẽ không ngầm bảo cô phải làm tục nữ, làm gì cũng phải đoan trang ưu nhã. Hơn nữa, không chỉ một lần cô để lộ bộ dạng bối rối trước mặt anh, thế nhưng anh lại không hề để ý. Có lẽ ngay từ lúc ở trong công viên nhỏ đó, anh ôm cô đang gào khóc để cô phát tiết nỗi buồn trong lòng anh, thì có lẽ cô đã thích anh rồi. Nghĩ tới đây thì Nhược Huyên vốn đang ngừng ngực tức giận dần dần bình thường trở lại, quên mất hành động chơi đùa xấu xa mình sáng nay của Bùi Thần Giật. Dựa vào địa chỉ Bùi Thần Giật nói thì Nhược Huyên đã đến trước cửa nhà anh, ấn chuông chờ anh mở cửa. Bùi Thần Giật đứng trước cửa, trên tóc anh còn đang nhỏ nước, ở chân, cơ bụng sau múi lộ rõ trước mặt cô, giọt nước chảy chậm chậm từ mặt anh xuống dưới, dọc theo xương quai xanh, lồng ngực rồi xuống bụng. Tầm mắt thì Nhược Huyên cũng nhìn giọt nước mà đi xuống, rồi sau đó nhìn thấy chiếc khăn tắm trắng vây quanh phần bụng dưới. Cô đột nhiên cảm thấy nước miếng của mình hơi nhiều, nghĩ nuốt xuống nhưng lại sợ động tác sẽ biểu hiện rõ ý nghĩ của cô. Bùi Thần Giật không ghét ánh nhìn của cô, có khi còn vui mừng, anh thích cô chỉ nhìn anh. Xin lỗi vì làm phiền, thời gian dành của em, vào ngồi đi. Anh đá quần áo lúc trước vứt trên sàn nhà, đi thẳng vào phòng khách, không quay đầu xem cô có đi theo hay không. Cứ coi như nhà mình đi, anh đi mặc quần áo, em cứ tự nhiên. Thì Nhược Huyên gật đầu, đi theo anh vào phòng khách. Ngồi trên ghế salon, cô quan sát phòng khách nhà anh. Nói như thế nào nhỉ? Không gian rất rộng rãi, nhưng đồ dùng trong nhà lại rất ít. Hầu như không có vật trang trí nào, giống như phong cách của một người đàn ông mạnh mẽ. Giống như anh nói, anh thật sự không có bạn gái, quần áo ném bừa ngoài cửa ra vào. Chẳng lẽ anh có thói quen vừa vào cửa liền cởi quần áo? Cởi chỉ còn lại quần lót hay trước khi mở cửa anh đã nhặt quần lót lên? Thì Nhược Huyên suy nghĩ miên man, một lúc sau cô đỏ mặt đến mang tai. Cô nhất định bị gài bẫy rồi, nếu không tại sao một cô gái giữ mình trong sạch như cô lại nghĩ đến chuyện đáng xấu hổ như thế này? Thì Nhược Huyên lắc đầu, nhìn thấy Bùi Thần Giật đã mặc quần áo tử tế đi về phía mình. Trong lòng lại hơi thất vọng, mặc dù cô lừa mình dối người, nghĩ căn bản mình không dễ dàng bị người khác hấp dẫn. Tài liệu. Thì Nhược Huyên cố tình nghiêm mặt, cố gắng khống chế biểu cảm của mình. Bùi Thần Giật nhận lấy tài liệu, anh mở túi ra, nhìn một lúc lâu rồi gật đầu, đi thẳng vào phòng sách. Nước ở trong bếp, em tự lấy, đói bụng thì trong tủ lạnh có thức ăn, em ăn trước đi. Này, thật ra tôi có thể về... Thì Nhược Huyên không biết anh có nghe cô nói không, bởi vì anh đã vào phòng sách mở máy tính rồi. Từ khi làm thư ký của anh, cô thấy chỉ cần mở máy tính lên, Bùi Thần Giật không để ý đến bất kỳ chuyện gì khác. Trong lòng thì Nhược Huyên khẽ lẩm bẩm, không nghĩ cô sẽ bỏ đi sao, tự nhiên cái gì chứ. Sau khi cô vào phòng bếp, vô tình nhìn thùng rác trong bếp thì cô hoàn toàn không thể khống chế tâm trạng của mình, lập tức bộc phát. Bùi Thần Giật! Cô tức giận đùng đùng cầm túi rác xông vào phòng sách của anh, không ngại bẩn để túi rác lên trên bàn anh. Anh đừng nói với tôi, vừa rồi anh ăn mì ăn liền. Bùi Thần Giật ngẩng đầu lên, không hiểu gật gật đầu. Trong mắt thì Nhược Huyên tràn đầy lửa giận. Anh muốn chết à? Giọng anh đã thế rồi mà còn ăn mì ăn liền. Muốn chết thì nói sớm chút, uổng công sáng nay tôi còn pha nước muối giúp anh. Nghe cô mắng mình như vậy, Bùi Thần Giật thấy tâm trạng mình không tệ. Chẳng lẽ anh cuồng ngược đãi? Anh không phản đối ý nghĩ vừa rồi, cố ra vẻ vô tội trả lời cô. Nhưng anh đói. Đói thì nấu món khác, anh nói bụng 7-8 ngày chưa ăn cơm thì sao? Chẳng lẽ tốn thêm 10 phút nấu món khác cũng không chờ nổi sao? Dân tị nạn ở châu Phi còn đói hơn anh đó. Anh không biết nấu. Bùi Thần Giật cảm thấy bất đắc dĩ, không phải anh không chờ kịp mà là anh không biết nấu. Anh không hề có khái niệm về việc nấu nướng. Hai người bạn gái trước của anh đừng nói nấu cơm, ngay cả lau sàn nhà cũng không biết làm. Ít nhất anh có thể lau chùi sàn nhà. Thì Nhược Huyên xem thường, nhìn anh lại vô tội nhìn cô. Cuối cùng lửa giận của Thì Nhược Huyên cũng bị bộ dáng vô tội của anh dập tắt rồi. Cô mệt mỏi đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, tìm nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nấu cơm. Bùi Thần Giật nhìn bóng lưng mệt mỏi của cô khẽ mỉm cười, tâm trạng rất vui vẻ, chương trình phức tạp trong máy tính cũng không cảm thấy đáng ghét nữa. Nghe tiếng bát đũa va chạm trong phòng bếp, một cảm giác ấm áp tràn đầy tim anh. Anh phát hiện mình thích cô lo lắng như vậy vì anh, thích cô như cô vợ nhỏ nấu cơm giúp anh. Thì Nhược Huyên vào bếp không bao lâu đã có mùi cơm chín. Bùi Thần Giật ngồi ở bàn ăn vô cùng kinh ngạc, cô lại có thể làm ra những món này trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi. Tiêu chuẩn 4 mặn 1 canh, chỉ cần ngửi mùi thơm cũng làm người ta cảm thấy thèm. Trong tủ lạnh nhà anh không còn gì để nấu cả, không thích thì đừng ăn. Thì Nhược Huyên thấy Bùi Thần Giật nhìn chằm chằm mấy món ăn trên bàn lâu như vậy mà vẫn không động đũa, cho rằng anh thấy cô nấu không ngon. Hừ, cô đã nấu cơm cho anh còn muốn thế nào?
Cô không phải đầu bếp, anh còn dám ghét bỏ? Ghét bỏ thì tự mình làm đi. Bùi Thần Giật lắc đầu cười nói, chỉ là lâu rồi anh không ăn mấy món như này, rất thơm, anh cho rằng em không biết nấu ăn. Thì Nhược Khuyên đắc ý, ai cũng thích người khác khen mình, tâm trạng rất vui vẻ, cười hì nói, đương nhiên tôi biết nấu, những món này chỉ là những món ăn bình thường thôi, tôi còn biết làm những món cao cấp hơn, lần sau tôi sẽ làm cho anh ăn. Được. Hai mắt anh sáng như sao, sáng người khiến cô suýt chút nữa không rời mắt được. Hình như sâu trong mắt còn có chút mong đợi, thái độ lịch sự của anh chưa bao giờ biến mất. Thì Nhược Khuyên sờ sờ mũi, xấu hổ nhìn chỗ khác. Không nói nhiều nữa, thức ăn sắp nguội rồi. Cô gắp một đống thức ăn vào bát của anh. Không phải đói bụng sao, mau ăn đi. Trong lòng Bùi Thần Giật có một dòng nước ấm áp chảy qua, ấm áp làm chân tay anh nóng lên. Có lẽ bởi vì khi một người quá cô đơn, chỉ cần một cử chỉ nhỏ như vậy cũng làm trái tim người ta xúc động. Sau khi ăn xong thì Nhược Khuyên cầm ly thủy tinh đi vào phòng đọc sách. Lúc này phải uống nhiều nước muối để tiêu đờm, nếu không anh chờ vào bệnh viện đi. Bùi Thần Giật nhận lấy ly nước uống một hớp, nước hơi ấm, không nóng không lạnh. Cảm ơn. Thì Nhược Khuyên nhìn ít hầu cử động của anh khi uống nước, mặt lại hơi đỏ. Đột nhiên cô phát hiện nhiều động tác bình thường của anh cũng có thể gợi cảm như vậy. Ừ, không cần khách khí. Uống xong, Bùi Thần Giật để ly xuống, dùng ngón tay lau giọt nước bên khóe miệng. Nhược Khuyên, anh có thể yêu cầu một việc không? Hả, yêu cầu gì? Thì Nhược Khuyên nhìn ngón tay anh, bị động tác nhỏ của anh làm không tập trung, như lạc vào cõi tiên. Cô không nhìn đôi mắt sâu lắng của anh. Nếu không phải phụ nữ có giác quan thứ 6 thì không biết anh đang tính toán gì. Bùi Thần Giật nhìn ánh mắt cô đang nhìn mình, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Về sau em có thể tới nhà anh giúp anh nấu cơm không? Anh cực kỳ mong đợi nhìn cô. Anh sẽ trả em tiền công. Thì Nhược Khuyên hơi sừng sốt. Anh có ý gì? Muốn cô thường thường tới nhà anh chỉ để nấu cơm? Nhưng cho dù là ý tứ gì, cô cũng không bài xích, thậm chí còn hơi mong đợi. Có thể. Bùi Thần Giật vui mừng cười, hôn trán cô, sau đó hôn lên má cô. Cảm ơn. Xem ra hạnh phúc cũng không khó theo đuổi như người ta nói. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình SE để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Cho dù lần trước đại di mụ của cô đến vẫn hung hăng như cũ, lại còn cắn anh một phát, mà hiện tại nhìn bộ dáng khóc đến đáng thương của cô, buồn bã ỉu xìu, ủ rũ, Bùi Thần Giật cảm thấy như có thằng đá lớn đặt trên ngực, nặng nề khó chịu. Cô vẫn thích hợp với bộ dáng sức sống bắn ra bốn phía, hung hăng đánh anh hơn. Liều lĩnh như vậy, đắc ý như vậy, đó mới là bộ dáng cô nên có. Người trước ngực làm cho Bùi Thần Giật thu hồi lại tinh thần, thấy cô càng khóc càng dữ dội, anh lấy khăn giấy trong túi mở một tờ đưa cho cô. Viền mắt cô hồng hồng nhìn bàn tay đang cầm khăn giấy kia, không hề giữ chút hình tượng. Trước mặt anh xì mũi thật mạnh. Bùi Thần Giật vẫn đứng tại chỗ, không hề cảm thấy khó chịu mà lui lại. Còn không? Âm thanh có chút nghẹn ngào, mềm mại tinh tế, rất đáng thương. Bùi Thần Giật lại đưa tới một tờ khăn giấy. Kỳ thật anh có thể đem cả gói khăn giấy đưa cho cô, nhưng không biết vì sao anh đột nhiên cực kỳ thích động tác như vậy. Giống như động tác này có thể duy trì quan hệ của anh và cô. Thì Nhược Khuyên lại nhìn về phía anh, bắt lấy khăn giấy vừa xì mũi vừa dầu dĩ nói, tôi mới không phải khóc vì thất tình, người đàn ông đê tiện kia có gì đáng để tôi khóc. Bùi Thần Giật nhìn cô gật đầu, ừ, không an ủi cũng không phản bác cô. Thì Nhược Khuyên cho rằng anh không tin cô. Tôi khóc chỉ vì mắt nhìn người của tôi sai, thật là mắt bị mù. Trước đây sao lại nhìn trúng người đàn ông đê tiện đó, vậy mà còn tình nguyện làm thục nữ vì hắn ta, giả vờ đến mức khó chịu muốn chết. Cô vừa nói vừa khóc. Tôi thật oan ức, oa. Bùi Thần Giật có chút bất đắc dĩ nhìn Thì Nhược Khuyên rời nước mắt như mưa. Anh rất ít nhìn phụ nữ khóc. Mấy người bạn gái trước của anh tính tình còn cay hơn Thì Nhược Khuyên nhiều. Gặp chuyện ức ức chỉ mới tìm đến anh cãi nhau. Anh chưa bao giờ thấy người nào khóc thảm hại như Thì Nhược Khuyên. Lần đầu đối mặt với tình huống như vậy, anh cũng không biết an ủi cô như thế nào. Nhưng Thì Nhược Khuyên lại nhanh chóng dừng khóc, cầm lấy khăn giấy lau khô nước mắt. Mặt Bùi Thần Giật không đổi sắc nhìn cô một cái. Bùi Thần Giật, à, không ngờ tên anh cũng bình thường thôi. Này, sao lại cứ thích khoe hàng như vậy? Vì hứng thú sao? Anh thích khoe quần lót với người khác. Bùi Thần Giật trừng mắt nhìn cô không nói một lời. Ngược lại Thì Nhược Khuyên lại trực tiếp xem nhẹ ánh mắt của anh mà tự nói tiếp.
Ha, không thể tưởng tượng được anh lại có ham mê biến thái như vậy. Như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô nhìn Bùi Thật Giật. À, tôi tên là Thi Nhược Khuyên. Thật ra tôi cảm thấy anh là người đàn ông tốt. Làm sao lại có loại ham mê biến thái như vậy? Ây, không cần giải thích, mỗi người một chí hướng thôi. Bùi Thật Giật thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Cô cơ bản là không cho người ta có cơ hội giải thích. Chúng ta có thể gặp lại nhau không? Thì Nhược Huyên lại nghĩ mình không có phương thức liên lạc với anh. Hôm nay tạm biệt, không biết sau này còn có cơ hội gặp lại hay không. Trong lòng có chút u buồn không rõ. Không phải cô nói chúng ta không đến một tuần đã gặp nhau đến 3 lần sao? Là vì tôi đang theo đuổi cô. Thì Nhược Huyên kinh ngạc hô lên. Tên thích khoe hàng như anh không xứng là bạn trai tôi. Cô thật đúng là cái gì cũng dám nói. Bùi Thần Giật lườm cô một cái. Thì Nhược Huyên cười hi hi. Này, anh có muốn cho tôi số điện thoại không? Còn có thể gặp mặt. Bùi Thần Giật tần tần bí bí nhìn cô một cái, xoay người chậm rãi rời khỏi công viên nhỏ. Sao anh có thể khẳng định như vậy? Thì Nhược Huyên chậm gì gì đi theo, một chút cũng không thấy xấu hổ vì bị từ chối. Tôi chính là khẳng định. Vậy khi nào thì gặp lại? Thì Nhược Huyên truy hỏi bám riết không tha. Cô giống như có chút chờ mong lần gặp tiếp theo của bọn họ. Không biết. Sao lại không biết? Cũng không biết. Này, không cần hỏi nữa. Tại sao? Thật xấu. Bùi Thần Giật, anh nói ai xấu? Anh thử nhìn lại một lần xem, đâu có xấu chứ. Rõ ràng là mỹ nhân mà. Ừ. Đừng có ừ, anh nói rõ ràng cho tôi. Thì Nhược Huyên túm lấy ống tay áo của Bùi Thần Giật, đong đưa thật mạnh. Anh dùng túng cô, cái gì cũng không nói, để mặc cô làm những gì mình thích. Anh muốn nhìn cô tùy ý thoải mái như thế này. Thì Nhược Huyên là người rất nghiêm túc. Tuy cô không đem mấy chữ cẩn thận viết trên mặt, nhưng những đồng nghiệp cùng cô ở chung lâu đều có cảm giác như vậy. Từ đầu khi mới đến làm ở Thịnh Thế, người của bộ phận nhân sự đều cho rằng cô là cái bình hoa ngực to não ngắn. Có thể được tuyển vào chắc là do sử dụng chút thủ đoạn. Nhưng ý nghĩ như vậy sau nửa năm đã biến mất. Ở Thịnh Thế không có người khác vừa nghiêm túc lại có năng lực thực sự mạnh mẽ như cô. Lượng công việc một ngày của cô tương đương với công việc của 3 người khác. Ngay từ đầu, các tiền bối đã vô cùng chèn ép. Cô một chút cũng không có nản chí. Mỗi ngày tăng ca đến 9 giờ tối cũng chưa hề một câu oán giận. Không những hoàn thành thật tốt công việc của mình, mà những công việc không có trong hạng mục phụ trách cũng được cô tìm hiểu tỉ mỉ kỹ lưỡng. Thậm chí cả ưu khuyết điểm của những công ty khác cũng phân tích vô cùng tường tận. Các ưu điểm này đã làm mấy vị tiền bối trong công ty cũng phải giơ ngón tay cái thán phục cô. Hiện tại có bao nhiêu người trẻ tuổi có đủ năng lực để phân tích những tư liệu này? Lại được mấy người có thể mở rộng tầm nhìn ngoài phạm vi công việc của mình, nắm rõ tin tức của những lĩnh vực khác? Thì Nhược Huyên có thể trong thời gian ngắn từ nhân viên nhỏ bé của phòng nhân sự trở thành thư ký tổng giám đốc Thịnh Thế không phải không có nguyên nhân. Cũng bởi có năng lực hơn người khác nên mọi người ở tổ thư ký của tổng giám đốc đều tin tưởng cô. Mà tính cách thẳng thắn cũng giúp cô đem những quan hệ phức tạp trong văn phòng mà xử lý thành thạo. Mấy thư ký trong tổ đều ganh đua sắc đẹp, tình cảm không được tốt lắm. Vậy mà chỉ có cô là có thể cùng mấy cô gái kia hòa hợp, cho nên sáng nay cô bị Tiết Duệ Uyên gọi vào văn phòng. Mấy thư ký kia cũng tụ lại ngoài cửa phòng, vì cô khẩn trương thoát mồ hôi lạnh. Thì Nhược Huyên nhìn đồng hồ trên tường, cô đã tiến vào 30 phút. Trừ khi họp và báo cáo lịch trình làm việc hàng ngày, cô chưa từng lưu lại trong phòng tổng giám đốc thời gian lâu như vậy. Chờ lâu như vậy, thật muốn ngáp to một cái. Đương nhiên, cô cũng không ngốc như thế. Ngáp trước mặt lãnh đạo trực tiếp của mình, nó không phải là muốn chết sao? Như thế nào, đã quyết định chưa? Tiết Duệ Uyên ký xong một phần văn kiện, lại đem lực chú ý tập trung trên người cô. Tôi không hiểu vì sao lại là tôi. Thì Nhược Huyên nháy đôi mắt to xinh đẹp, đang tràn đầy nghi ngờ. Một tay Tiết Duệ Uyên vuốt cằm. Năng lực làm việc của cô có thể xem là tốt nhất trong công ty. Công tác biểu hiện xuất sắc. Tôi hy vọng cô có thể giúp đỡ kỹ sư lập trình kia một chút. Cô cũng biết đó, anh ta hầu như không lộ mặt ở Thịnh Thế, cho nên cũng chưa có thư ký riêng. Với lại, việc bên đó tuyệt đối ít hơn bên này rất nhiều. Tổng giám đốc là muốn xem cô như một tổ thư ký sao? Boss, anh muốn xem một người phụ nữ như tôi thành đàn ông cũng được. Dù sao hiện tại cũng là nam nữ bình đẳng. Đàn ông có năng lực, phụ nữ chúng tôi cũng như vậy. Nhưng anh lại đem tôi thành cả tổ thư ký. Tiết Duệ Uyên nghe cô nói, rất vài giọt mồ hôi lạnh. Nghe đến cái tên thì Nhược Huyên, quản lý phòng tiêu thụ là người đàn ông cao lớn như vậy, cũng phải chịu thua. Được mấy người phụ nữ có thể làm việc mà chỉ ngủ 10 tiếng mỗi tuần cơ chứ. Buổi sáng theo anh đến Italia mở 4 hội nghị, buổi tối lại tham dự tiệc rượu ở Bỉ. Cô có thể tỉnh táo nói chuyện với anh,
cũng để theo chào hỏi cổ đông của các công ty. Trên máy bay cũng không hề sử dụng thời gian ngắn ngủi này để ngủ bù. Phụ nữ, cô thật đúng là phụ nữ à? Tiết Duệ Uyên khụ một tiếng, thành giọng nói. Đương nhiên, nếu cô không đồng ý, tôi cũng không miễn cưỡng. Sau đó, anh lại có thâm ý khác nhìn Từ Nhược Uyên liếc mắt một cái. Nhưng cô có biết, tôi kỳ vọng cô không chỉ là một thư ký. Năng lực cộng tác của cô tôi vô cùng thích. Cũng hiểu được cô có cơ hội thăng chức. Có lẽ trải qua rèn luyện lần này, năng lực có thể nâng lên một bậc. Tuy nhiên, nếu cô chỉ muốn làm thư ký thì cũng tốt. Như thế có thể từ chối đề nghị này, tôi hoàn toàn có thể lý giải, cũng tuyệt đối không miễn cưỡng cô. Tiết Duệ Uyên vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt của Thì Nhược Huyên. Nhưng mà có chút đáng tiếc à? Thì Nhược Huyên không kiên nhẫn trợn trừng mắt. Trời ạ, lần này lại đổi qua phép kích tướng nữa. Thật ra, anh nghĩ muốn gặp mặt người nào đó, nhưng lại tìm không được lý do thích hợp. Lúc này mới nhớ ra là có thể đem tôi điều đi, sau đó đem người đó thay vào vị trí này. Dành chính ngôn thuận ở chung một chỗ với anh. Tôi nói có đúng không, boss? Tiết Duệ Uyên nghiêm trang. Tôi có công tư không rõ ràng như vậy sao? Bộ dáng thì Nhược Huyên cũng nghiêm túc nói. Tuyệt đối không phải. Cô vừa nói vừa gật đầu thật mạnh khẳng định. Tiết Duệ Uyên lại cố ý khụ một tiếng. Như thế, cô dọn dẹp một chút đi, lập tức đi qua. Thư ký Trần Phàm của người lập trình đã liên hệ với phòng nhân sự. Cô nhanh đi gặp anh ta đi. Mới ra khỏi cửa phòng tổng giám đốc thì Nhược Huyên bị mấy thư ký mới vừa dựng thẳng tay lên nghe lén vây quanh. Trong đó Điềm Điềm thăm dò hỏi, tổng giám đốc có nói gì không? Vũ Tâm mở to mắt trừng Điềm Điềm một cái. Chị Huyên có năng lực như vậy, tổng giám đốc còn có thể nói cái gì? Nhất định là khen ngợi chị ấy. Người hơi chững chạc đeo băng đô Thượng Quan Tính liếc mắt nhìn ba người, bình tĩnh nói một câu. 33 phút lẻ 1 giây. Thì Nhược Huyên đối với thời gian chính xác đến từng giây có chút không biết nên nói gì. Nhưng bởi vì đều là do các cô ấy quan tâm đến mình nên có phần cảm động, cũng có chút không nỡ đi. Cũng chưa có gì, chỉ là điều mình để làm thư ký riêng cho kỹ sư lập trình. Vừa mới nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Điềm lập tức nhăn nhúm. Oa, vì sao? Vũ Tâm biểu tình giống như Điềm Điềm, nhưng Thượng Quan Tính lại vô cùng bình tĩnh. Chỉ có cô nhìn được trong ánh mắt của Thì Nhược Huyên có phần không nỡ. Thì Nhược Huyên vỗ vỗ vai Thượng Quan Tính, một tay đặt lên vai Điềm Điềm. Các cậu sao vậy? Đây chính là chuyện tốt nha. Kỹ sư lập trình bình thường đều không xuất hiện, mình qua bên kia công việc có thể nhẹ nhàng hơn. Boss đã quan tâm nhìn như vậy nha, đầu ngốc. Cho dù không bỏ được, Điềm Điềm và Vô Tâm cũng nói chúc mừng Thì Nhược Huyên. Không khí như vậy cũng kéo dài không lâu. Vô Tâm lại bắt bình phẩm về trang phục của Điềm Điềm. Từ vòng đeo tay đến giày cao gót, không chỗ nào không bị Vô Tâm đả kích mạnh mẽ. Thì Nhược Huyên nhìn hai người đang đùa giỡn khẽ mỉm cười, lại thấy ống tay áo đột nhiên bị kéo kéo, nhìn qua thì ra là Thượng Quan Tính. Thật ra cô ấy có khuôn mặt như búp bê, một chút cũng không quá trưởng thành, nhưng cách cư xử bình tĩnh và ăn mặc như người lớn làm cho cô có vẻ chững chạc. Cô cố nhìn ra suy nghĩ trong ánh mắt của Thì Nhược Huyên. Cậu vui mừng không? Thì Nhược Huyên gật gật đầu. Đương nhiên. Thượng Quan Tính gật đầu. Vậy là tốt rồi. Thì Nhược Huyên cảm kích nhìn Thượng Quan Tính, có thâm ý khác nói. Mình muốn thu dọn chút đồ chuyển qua đó, sau này có thể cậu phải chịu vất vả rồi, cố lên. Thượng Quan Tính người cũng như tên gật gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Thì Nhược Huyên vẫn giữ nguyên nụ cười tiếp tục nhìn Thượng Quan Tính, xem ra ngày tốt của boss cũng không tới quá dễ dàng. Là chó ngáp phải rồi, chúng ta đã qua được rồi đấy. Bây giờ Tần Du Kiều rất tức giận, nhưng không thể chút giận lên đầu ai. Còn làm cho Lục Cảnh Diệu vui vẻ, vừa tức vừa buồn cười, sau đó cầm gối đập vào đầu anh. Lục Cảnh Diệu, anh đáng ghét quá đi mất. Ngày 30, Tần Du Kiều vẫn phải đưa kẻ đáng ghét này và Hy Duệ về thành phố G. Trước đó Tần Ngại Chi gọi cho cô biết bao nhiêu lần, lần cuối cùng là do Lục Cảnh Diệu nghe máy. Vâng, được, Tết năm nay con sẽ đưa Kiều Kiều về nhà bác. Lục Cảnh Diệu tỏ ra là con rể tốt. Bác yên tâm, Kiều Kiều nhất định sẽ trở về, có con đảm bảo. Nhưng mà đối với Lục Hòa Thước mà nói, cái gì gọi là sinh con trai còn không bằng sinh quả trứng. Bữa cơm cuối năm của nhà họ Lục hôm đó rất không hài hòa. Bởi vì không có cháu nội yêu quý ở đây nên Lục Hòa Thước rất khó kỉnh. Cùng vì là đêm 30 nên Lục Gia An và Lục Gia Mẫn phải về nhà chồng mừng năm mới. Cho nên cả nhà Lục Hòa Thước chỉ có ba nhà con trai cả, con trai ba và con trai thứ mà thôi. Mặc dù có nhiều cháu nội dối dít từ nước ngoài trở về, nhưng Lục Hòa Thước vẫn không cảm thấy hài lòng.
Hơn nữa, Lục Nguyên Đông cũng không có ở đây, anh đã đến chỗ Phương Bảo Nhi rồi. Tần Du Kiều vẫn không muốn trở về thành phố G, mặc dù nơi đó chứa đầy những ký ức tuổi thơ của cô, người thân và bạn bè của cô và cả mối tình đầu của cô nữa. Nhưng nơi đó cũng có những kỷ niệm rất đau lòng, cho nên đến lúc xuống máy bay, Tần Du Kiều không thể nào thoải mái được. Nhưng vì bên cạnh còn có Hy Duệ, nên Tần Du Kiều vẫn cố gắng nở một nụ cười che giấu sự khó chịu của mình. Nhà họ Tần đã cho người đến đón từ sớm, nhưng không ngờ tới người đó lại là Giang Hoa. Không ngờ cậu Giang đích thân tới đây. Lục Cảnh Diệu hàn huyên đôi câu, nói với... Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình SE. Hôm nay Thu Huệ xin gửi tới các bạn câu chuyện Người Vợ Ở Riêng phần 1, tác giả Mi Loan Loan. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình SE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Trong căn phòng ở tầng 36 bị phần lớn bóng tối bao phủ này, nguồn sáng duy nhất, thậm chí được cho là chói mắt nhất, phát ra từ một màn hình máy tính đang mở. Trên màn hình màu đen nổi lên hàng chữ trắng, một dòng chữ tiếng Anh không ngừng hiện ra. Dường như không cần suy nghĩ, những ngón tay thon dài lướt như bay trên bàn phím. Từng dòng câu lệnh không ngừng hiện lên trên màn hình. 1:30 sáng, Bùi Thần Giật đưa mắt nhìn sang đồng hồ báo thức đặt cạnh máy tính. Bản thân là một chuyên viên lập trình, đối với việc đêm khuya không ngủ cũng chỉ giống như việc ăn cơm uống nước hàng ngày. Tất nhiên, điều kiện đầu tiên chính là người lập trình phải thực sự yêu thích công việc của mình. Bùi Thần Giật trong giới lập trình nổi tiếng không chỉ bởi vì anh là một thiên tài mà còn bởi vì anh yêu lập trình như sinh mạng bản thân. Đeo lên tai nghe xanh lam, Bùi Thần Giật bấm nhanh một dãy số. Không bao lâu đầu dây bên kia bắt máy, từ tai nghe truyền ra giọng nói đàn ông đầy châm chọc. Thật là hiếm thấy, lúc này cậu lại nhớ tới mình, bỏ mấy cái mật mã, chương trình của cậu qua một bên sao? Sao? Bùi Thần Giật nhíu mày, không thèm để ý người kia chế giễu, ngón tay vẫn tiếp tục bay lượn trên bàn phím. Cậu rảnh không, có hẹn với người khác sao? Tiết Duệ Uyên không phủ nhận. Mình không phải cậu, đêm khuya vẫn còn liều mạng làm việc, cậu nói xem, cậu không có bạn gái bao nhiêu lần rồi hả? Cậu bề ngoài có, dáng người cũng có, tuy không thể so sánh với mình, nhưng làm sao lại không có bạn gái được? Nếu không, mình giới thiệu thư ký của mình cho cậu làm quen. Cô ấy không phải là cây bình thường, nhưng mình tin là cậu có thể chấp nhận được. Bùi Thần Giật nghe xong bất đắc dĩ nói, cậu thật lắm chuyện. Làm người tốt thật khó. Bên kia điện thoại, Tiết Duệ Uyên cười khổ. Nhưng mà thư ký của anh thật sự rất cay đó nha. Cô ấy không chỉ có dáng người nóng bỏng mà tính tình lại cũng nóng nảy nốt. Nếu thật sự cùng Bùi Thần Giật ở cùng một chỗ, nhất định có trò hay để xem. Cô là người dù có gặp chuyện gì cũng bình tĩnh nói chuyện, là người không cẩn thận chọc đến liền tức giận nóng này. Thật thú vị nha. Chỗ hỏng được sửa gần như đã bình thường trở lại. Về mặt tài liệu và trang thiết bị trong trò chơi mới trên mạng cũng vậy. Khoảng chiều nay là có thể đưa cậu. Bùi Thần Giật nói tới đây thì ngừng công việc trên tay lại, nghiêm túc nói vào điểm quan trọng. Uyên, trong thời điểm quan trọng, Thịnh Thế ra mắt game lại xuất hiện lỗ hồng. Tình huống này không phải mới xảy ra lần đầu. Đối với chuyện này, cậu có ý kiến gì không? Anh và Tuyết Duệ Uyên là bạn tốt thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, cùng nhau góp vốn sáng lập Thịnh Thế. Người ta thường nói vạn sự khởi đầu nan, nhưng sự nghiệp của Thịnh Thế lại là ngoại lệ. Thịnh Thế ra mắt trò chơi đầu tiên dựa vào một câu chuyện tình đẹp. Hình ảnh tinh tế, phối nhạc uyên chuyển, thành công tạo danh tiếng, nên được nhiều người chơi khen ngợi và khiến cho người trong nghề khen không dứt miệng. Kỹ thuật lập trình như vậy quả thật là cấp bậc của thiên tài, mà trò chơi này toàn bộ là do Bùi Thần Giật tham gia thiết kế lập trình. Từ đó trở về sau, trong lĩnh vực thiết kế lập trình này, danh hiệu thiên tài là để gọi Bùi Thần Giật. Rất nhiều công ty cũng đã sử dụng số tiền lớn mời anh hợp tác, nhưng anh đều từ chối từng người một. Vì thế mà đắc tội không ít người. Việc này có phải nhằm mục đích trả thù hay không, anh cũng không xác định được. Chắc hẳn việc này đúng như suy nghĩ của cậu. Tôi cần thêm thời gian để điều tra ai đứng sau chuyện này giờ cho quý. Cậu yên tâm làm việc đi, việc này để tôi xử lý. Nhưng mà cậu phải phối hợp một chút mới được. Tiết Duệ Uyên suy tính. Bùi Thần Giật tài hoa khắp người, vậy mà ở Thịnh Thế không đảm nhiệm quản lý hành chính mà chỉ phụ trách thiết kế lập trình. Hoạt động hàng ngày của công ty đều do Tiết Diệu Yên toàn quyền quyết định. Bố trí trách nhiệm và công việc như vậy, họ đã từng bước kinh doanh và phát triển công ty được 6 năm. Nghe Tiết Diệu Yên nói xong, Bùi Thần Giật tiếp tục công việc trong tay. Ừ. Nói chuyện nghiêm túc xong, Tiết Diệu Yên lại tiếp tục trêu chọc anh. Cậu không muốn biết mình bảo cậu phối hợp như thế nào sao?
Nếu không mỗi ngày cậu tới công ty một chuyến, ở lại văn phòng 7-8 tiếng là được. Bùi Thần Giật rất ít khi xuất hiện tại Tịnh Thế, rất nhiều nhân viên mới cũng không nhận ra anh là người được mệnh danh thiên tài. Từ xưa đến nay, hầu như mọi người chỉ nghe danh Bùi Thần Giật, chứ chưa bao giờ thấy người tận mắt, bởi anh không chỉ ở nhà mà là luôn luôn ở nhà. Cậu nằm mơ đi. Bùi Thần Giật không do dự trả lời. Cậu đã lâu không đến Tịnh Thế, đừng nói nhân viên mới, ngay cả nhân viên cũ cũng đã quên mặt mũi cậu như thế nào rồi. Nói đi cũng phải nói lại, cậu thật sự không muốn gặp thư ký của mình một lần sao? Cô ấy thật sự rất cay nha. Tiết Duệ Uyên rất muốn nhìn hình ảnh lúc Bùi Thần Giật và thư ký của mình gặp gỡ, chắc hẳn là rất thú vị. Cút! Bùi Thần Giật bình tĩnh phun ra một chữ, giọng điệu bình tĩnh và lời nói của anh cũng không ăn khớp tí nào. Giật, nói thật đi, có phải cậu không có hứng thú với phụ nữ không? Chẳng lẽ cậu thích đàn ông? Nếu thật vậy, ngàn vạn lần xin cậu đừng có yêu mình nhé. Nhưng chắc hẳn mình sẽ làm cho cậu khó quên. Tiết Duệ Uyên trêu đùa. Ừ, có lẽ vậy. Bùi Thần Giật lại liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức cạnh máy tính. Không còn chuyện gì nữa thì mình gác máy đây, cậu không phải có hẹn sao? Tiết Duệ Uyên nhìn màn hình di động thông báo đã kết thúc cuộc gọi, mồ hôi chảy đầy đầu. Này này, đây là ý gì? Là cậu ta không có hứng thú với phụ nữ, hay là cậu ta thật sự thích đàn ông, hay là yêu anh rồi? Tiết Duệ Uyên cảm thấy vẫn là không nên chọc vào Bùi Thần Giật thì tốt hơn. Tránh trường hợp người kia lại viết một chương trình thổ lộ với anh thì toi, thượng đế phù hộ. Lập trình xong phần cuối của chương trình, Bùi Thần Giật tắt máy tính, chân trần dẫm lên sàn nhà gỗ màu nâu nhạt, bước ra khỏi thư phòng. Trên người chỉ mặc có một cái quần lót, toàn bộ thân thể rắn chắc khỏe mạnh đều được phô bày. May mắn là anh sống một mình, nếu không chắc chắn sẽ bị người khác cho là tên điên thích cởi trần. Ở nhà, Bùi Thần Giật có thói quen không mặc quần áo. Anh không thích cảm giác bị quần áo trói buộc. Vì thế, mỗi lần vừa vào cửa, chuyện đầu tiên anh làm là cởi quần áo. Chỉ cần anh không ra ngoài thường xuyên là được. Ngoài trời đang mưa to, hắn mưa đánh vào cửa kính tạo nên âm thanh lộp bộp. Anh không mở đèn, chờ cho đôi mắt thích nghi với bóng tối, liền đi vào phòng bếp rót một ly nước. Bùi Thần Giật vừa uống nước vừa tiện tay mở tủ lạnh. Tiếp theo, anh lập tức phát hiện ra một chuyện vô cùng phiền phức. Bụng thì đang đói mà trong tủ lạnh lại không còn cái gì ăn được. Lấy tay vò vò tóc, đặt ly thủy tinh lại trên bàn bếp, anh đi đến cửa chính nhặt quần áo trên đất mặc vào. Chỉ có những lúc như thế này anh mới tình nguyện đi ra ngoài mà thôi. Gần đây thời tiết làm người ta thấy vô cùng ngột ngạt. Ban ngày nắng oi bức như phòng tắm hơi, buổi tối lại mưa to, nhiệt độ lập tức hạ xuống chênh lệch với ban ngày một trời một vực. Cầm ô trên tay cũng vô dụng, áo trắng của Bùi Thần Giật ướt đẫm dính chặt vào người anh. Thời tiết quỷ quái này, anh mắng nhỏ. Gần đây cái gì cũng không thuận lợi, nhân viên cấp dưới làm nhầm, gây ra rắc rối lớn khiến anh vội vàng bổ sung cũng đã váng đầu hoa mắt. Khi còn đang sứt đầu mẻ chán thì lại có một dự án mới đến tay. Anh không phải là siêu nhân, thật sự không có năng lực dị thường. Tuy trong nghề anh nổi tiếng là thiên tài, nhưng thiên tài cũng cần có thời gian chứ. Đã ở trong nhà liền một tuần nay, ngay cả thời gian mua thức ăn dự trữ cũng không có. Tuy là một trạch nam, không cần thiết thì không ra khỏi nhà, nhưng đây là lần đầu tiên anh ăn sạch mà không còn sót chút gì. Mà ngay lúc trời mưa to như vậy, anh lại cảm thấy đói bụng. Bộ quần áo trên người đang không ngừng nhỏ nước, làm cho sàn nhà bóng loáng sạch sẽ của cửa hàng tiện lợi loang lổ từng vũng nước. Lúc này trong cửa hàng ngoài anh ra thì không có lấy một bóng dáng nào khác. Nhân viên cửa hàng nhìn quần áo anh nhỏ nước, vẻ mặt có chút khó coi. Bùi Thần Giật không nói gì, chỉ im lặng thanh toán tiền xách túi lớn. Mở cái dù cũng có được mà không có cũng được, bước vào giữa cơn mưa to. Hay, rất thê thảm nha. Nếu bây giờ có xuất hiện thêm chuyện gì vớ vẩn phiền phức nữa, anh cũng không cảm thấy bất ngờ. Mưa có dấu hiệu nhỏ lại, Bùi Thần Giật loáng thoáng thấy có người đi ở vỉa hè đối diện. Mưa rất to nên chỉ nhìn thấy lờ mờ hình dáng là một người phụ nữ. Đêm khuya mưa xối xả những chút nước, cô ta không có dù cũng không tìm chỗ trú, cứ như vậy chậm chạp đi trong mưa. Quần áo trên người cô vì ướt đẫm mà dính sát vào người. Bùi Thần Giật không thấy rõ mặt mũi của cô ta, nhưng quần áo ướt càng làm lộ ra hình dáng nóng bỏng của cô. Eo mảnh khảnh, ngực cao mông nở, quần áo nhỏ nhỏ ướt đẫm kia không che được cái gì. Cô ta không sợ gặp phải bọn háo sắc sao? Bùi Thần Giật đánh giá cô ta từ trên xuống dưới một lần, rồi ngay lập tức thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước. Bước chân không có chút hoang mang, cũng không quay lại nhìn người phụ nữ kia nữa. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ tiến lên hỏi cô có cần giúp đỡ gì không để tranh thủ tình cảm của người đẹp. Dù sao cũng có câu, hiểu điệu thục nữ, quân tử hào câu mà. Hôm nay cô gặp phải Bùi Thần Giật xem như xong, anh là trạch nam,
phụ nữ trong mắt anh chỉ là thứ phiền phức lại càng không quan trọng bằng bộ dạng thể thảm lúc này của anh. Anh là Trạch Nam, phụ nữ trong mắt anh chỉ là thứ phiền phức lại càng không quan trọng bằng bộ dạng thê thảm lúc này của mình. Anh cũng không phải là người lạnh lùng, bình thường cũng rất nhiệt tình, từng giúp đỡ người già qua đường, nhận được ví tiền thì trực tiếp nộp cho công an. Nhưng lúc này anh chỉ cảm thấy dạ dày của mình đang biểu tình. Chút nhiệt tình đó đã sớm bị cơn mưa to dập tắt. Hơn nữa, chuyện của bản thân còn chưa giải quyết xong, thật sự không dành để đi làm người tốt. Khi đi qua ngã tư, người phụ nữ hướng về phía Bùi Thần Giật đi tới, hai người họ lướt qua nhau. Bùi Thần Giật cảm thấy thật kỳ lạ, trời mưa to như vậy, đèn đường lại mờ mờ ảo ảo, căn bản không thể nhìn rõ cái gì. Nhưng vẻ mặt của người phụ nữ này lại khắc sâu trong đầu anh. Từ nhỏ đến lớn, anh có chứng hay quên mặt người. Trong mắt anh chỉ toàn cú pháp lập trình, cực kỳ hiếm khi chỉ nhìn một lần mà lập tức nhớ kỹ mặt người. Sửng sốt đứng im tại chỗ, sau đó nhướng chân mày, quay người bước theo sau người phụ nữ kia. Có lẽ anh nên tiễn cô gái mới nhìn qua đã nhớ mặt này một đoạn, ít nhất là cho tới khi cô an toàn về đến nhà. Bùi Thần Giật không có ý kiến lên làm quen, cũng không định thu ngắn khoảng cách. Anh chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng, duy trì khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, giống như chỉ là đưa cô gái này về nhà mà thôi. Lần đầu tiên làm như vậy, tuy tính tình anh tốt, nhưng cho thấy bây giờ cũng không phải là người nhu nhược. Cũng từng có lần đưa con gái về nhà, nhưng đó là do lịch sự mà người đàn ông cần có. Dồn tất cả nhiệt huyết vào công việc lập trình, những chuyện khác anh hoàn toàn không quan tâm. Cho dù hai người bạn gái cũ có mắng, có dốt đến thế nào đi nữa, anh cũng có thể bình tĩnh cùng các cô nói chuyện. Sau đó sao? Không có sau đó, kết quả là đến 28 tuổi, anh vẫn còn độc thân. Người phụ nữ phía trước rẽ vào một con hẻm nhỏ phía bên tay trái. Bùi Thần Giật không tin được nhíu mày. Đêm khuya lại còn mưa to như vậy, cô lại dám đi vào hẻm nhỏ. Thật là khâm phục sự can đảm của cô. Bùi Thần Giật bước nhanh theo cô rẽ vào con hẻm nhỏ. Đúng lúc vừa bước vào thì không biết bị vật gì đập tới trước mặt. Anh nghiêng đầu tránh đi cực nhanh, nhưng bả vai lại không tránh kịp. Lực đánh cũng thật mạnh, nện xuống vai anh đau đến tê dại. Túi nhựa trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Không đợi anh nhặt túi lên, một cây dù lại tiếp tục đánh tới. Bùi Thần Giật không kịp nhặt túi lớn, vừa tránh né vừa lui ra khỏi ngõ nhỏ. Giọng nữ ngọt ngào tinh tế chứa đựng tức giận vang lên. Tiếng mưa rơi rào rào cũng không che được tiếng cô gào thét. Đánh chết cái đồ yêu dâu xanh, đồ biến thái, trộm đồ lót còn chưa đủ, còn dám theo dõi tao. Lúc này thì Nhược Huyên đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay cô mới phát hiện bạn trai mắt cá hai tay. Rõ ràng trên điện thoại nói với cô hôm nay phải tăng ca. Khi đó cô còn dịu dàng dặn anh ta không được thức khuya, phải chú ý sức khỏe. Ai biết được vừa mới xoay người một cái, cô liền thấy cửa phòng khách sạn đang từ từ đóng lại. Bạn trai mình đang ôm một người phụ nữ ngồi trên giường, đưa lưng về phía cửa. Cô thiếu chút nữa là xúc động, xông vào cho đôi nam nữ chó má kia một bạt tai. Hắn muốn cô dịu dàng chăm sóc, cô kiềm chế cá tính trở thành thục nữ. Còn nói không muốn cô thường xuyên gọi điện, lúc nào cũng bám lấy anh ta, cô liền kiên nhẫn chờ điện thoại của anh ta. Thư tình thì Nhược Huyên nhận từ tiểu học đã không đếm hết. Cho tới nay, đàn ông theo đuổi cô nhiều vô kể. Hắn ta đúng là đồ chó mắt mù, lại có thể bắt cá hai tay. Sống 25 năm, cô chưa từng làm việc gì trái lương tâm. Hôm nay sao lại xui xẻo như vậy? Chẳng những phát hiện bạn trai bắt cá hai tay, còn bị một tên cực kỳ biến thái theo dõi. Hai mắt thì Nhược Huyên tức giận, trừng Bùi Thần Giật. Quần áo người đàn ông trước mặt ướt đẫm, dán sát cơ thể, lộ ra cơ thể săn chắc cường tráng. Nhưng chẳng tay bị cô cắn bây giờ vẫn còn dấu vết, đúng là bà điên. Bùi Thần Giật hơi nhếch mép. Cô ấy tên là gì? Tiết Duệ Uyên cười cực kỳ gian trá. Đó là Thì Nhược Huyên. Đã sớm muốn giới thiệu cho cậu ta làm quen, ai mà lúc trước cậu ta cứ ra vẻ không thành thực còn giả bộ khách khí. Điều cô ấy đến cho cậu. Cũng đã đến giờ nghỉ trưa, chỉ thấy Thì Nhược Huyên vội vội vàng vàng cầm lấy điện thoại trên bàn, cầm túi sách lập tức ra khỏi cửa. Bùi Thần Giật chậm rãi đi đến trước cửa văn phòng. Buổi sáng quy định mấy giờ đi làm? 9 giờ. Ừ. Bùi Thần Giật mở cửa đi ra ngoài. Tiết Duệ Uyên thật sự không dám tin vào tai mình. Ý Bùi Thần Giật là muốn đến ngồi ở phòng làm việc ở Thịnh Thế sao? Lúc trước nói muốn giới thiệu cho cậu ta còn lảng sang chuyện khác. Căn phòng được sơn toàn bộ màu đen, trên trần nhà treo đèn chùm mờ ảo, làm cho không khí trở nên mông lung thần bí. Không giống với những ngọn đèn nhỏ ở mỗi bàn, không tối đến mức khiến khách hàng không nhìn rõ, nhưng cũng vẫn giữ được không khí thần bí kia. Cũng bởi vì vậy, gian phòng ăn này được những người trẻ, đặc biệt là những cặp tình nhân đặc biệt yêu thích. Giữa trưa, đúng là thời điểm nhà hàng náo nhiệt, khách vào cửa phần lớn đều có cặp có đôi.
tình cảm nồng nàn thiếu chút nữa làm cho người phục vụ chói mắt. Mà bên kia thì Nhược Uyên đi một mình nên khiến nhiều người chú ý. Cô ngồi đối diện cửa sổ, ban đầu người phục vụ còn cho rằng cô đi cùng bạn trai. Dù sao cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, sao lại không có bạn trai chứ? Người phục vụ nhìn ngực cô rồi lại nhìn chính mình, nước mắt tuôn trào, rõ ràng đều là phụ nữ, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Đối với ánh mắt của người khác thì Nhược Uyên không chút để ý. Từ nhỏ đến lớn đã quen với những ánh mắt chằm chằm đó, những việc nhỏ này cô luôn không đặt vào mắt. Cô đứng đắn ngồi chỗ của mình, cả người toát ra khí chất của một thiên kim tiểu thư, càng thu hút thêm nhiều ánh mắt. Không ai đoán được là cô đang nghe lén đôi tình nhân cách vách nói chuyện. Anh yêu, anh nếm thử món này xem, người ta cảm thấy món này ngon, em nuốt cho anh ăn. À, em yêu, rất ngọt đó. Chớ ăn gấp như vậy, anh xem, cả cằm anh cũng dơ rồi. Anh yêu, đừng có hôn người ta, làm người ta tèm nhem rồi, người ta không chịu đâu. Người ta không chịu đâu. Nghe đến đây, biểu tình của Thi Nhược Huyên trở nên vô cùng hung dữ. Cũng may giữa hai chỗ ngồi có đặt mấy bình hoa tạo thành vách ngăn cách hai bên chỗ ngồi, nếu không chắc chắn đã dọa đến người khác. Được lắm, đồ đàn ông đê tiện, vì có phát hiện hắn mất cả hai tay vẫn còn níu kéo không muốn chia tay. Nói cái gì mà hắn ta chỉ yêu thương cô là do cô gái kia một mực cuốn lấy không rời. Hắn chỉ yêu tha thiết một người là cô, nhưng hiện tại lại cùng kẻ thứ ba kia ngọt ngọt ngào ngào. Còn dám mặc quần áo tình nhân màu xanh thân thiết với nhau giữa ban ngày, thật giống như hai con ếch. Còn bà nó, trước mặt bà mày đây làm thục nữ, hiền lành, mày liền cho rằng bà đây dễ bắt nạt lắm phải không? Chết tiệt! Hai tay thì Nhược Huyên nắm chặt lấy ly thủy tinh, tưởng tượng đây là cổ của tên ếch đực kia, nghiến răng nghiến lợi, nhè răng trợn mắt thấp giọng nói. Cô đột nhiên biến sắc chú ý đến người nãy giờ vẫn đang nhìn mình, ngồi cách không xa là Bùi Thân Giật. Anh đang uống nước, lại bị biểu tình hung dữ và lời nói thô tục của cô dọa một phen. Mới vừa uống ngụm nước, liền ho khan, nhưng cũng không nhịn được ý cười, chỉ là đè thấp âm thanh cúi đầu cười. Thì Nhược Huyên nghe thấy tiếng cười, nhìn đến Bùi Thân Giật, hai mắt cổ chớp chớp, lập tức khôi phục tư thế của một tiểu thư, khụ một tiếng hằng giọng, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiết Duệ Uyên nhìn người trước mắt ý cười không giảm, thậm chí thấy Bùi Thần Giật vẫn không ngưng cười, tò mò hỏi, cười cái gì? Bùi Thần Giật đặt cái ly xuống, nắm tay đặt trước môi, nhịn không được khụ khụ. Anh lắc đầu, mới nãy hình như mình thấy như hoa, ở đâu? Thì Nhược Huyên cũng nghe được lời nói của Bùi Thần Giật, nhanh chóng buông cái ly, hai mắt trừng to nhìn anh như đang uy hiếp, anh dám. Bùi Thần Giật nhận được ánh mắt của cô, lại khụ khụ, cố nén ý cười lắc đầu. Ảo giác. Ồ, Tiết Duệ Uyên cũng không tiếp tục đề tài này, ăn mì thịt bò. Đáp án này không thể làm vừa lòng thì Nhược Huyên. Anh lại nói cô giống như hoa. Người kia dùng ngón tay ngoáy mũi, cười đến bị ổi. Còn cô là một đại mỹ nhân, đâu có giống nhau chứ. Anh yêu, người ta muốn ăn cái kia à? Anh đút cho người ta đi. À, chịu hết nổi rồi. Hai tay thì Nhược Huyên chụp lấy cái bàn đứng dậy. Còn ếch được ở chỗ ngồi cách vách, đang muốn đút miếng thịt bò cho con ếch cái. Miếng thịt bò còn chưa đến miệng ếch cái thì Nhược Huyên đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Tay ếch được run lên để miếng thịt bò đưa vào cái miệng mở đặc biệt nhỏ của ếch cái, chút nữa làm cho ếch cái nghẹn chết. Ếch được nhanh chóng đứng lên, ní ăn cũng không kịp rút lại, lóng ngóng lo lắng đứng lên lắp bắp nói, Huyên Huyên, em cũng ở đây, anh không quen cô ta. Thì Nhược Huyên hoàn toàn xem nhẹ lời giải thích của con ếch được kia, cũng chẳng buồn nhìn đến hắn. Phòng tình quyến rũ, xinh đẹp chạy về phía Bùi Thân Giật. Nha, Honey, thì ra anh đã sớm đến, người ta chờ thật lâu rồi đó nha. Thì Nhược Huyên cố kéo dài giọng, thanh âm nũng nịu, càng biểu lộ ra bộ dáng nữ nhân yểu điệu, cảm tình thân thiết. Tiết Duệ Uyên đưa lưng về phía thì Nhược Huyên chăm chú ăn thịt bò, không biết được âm thanh làm nũng kia là nói với Bùi Thân Giật. Bởi vậy cũng không thu chân lại, cứ như vậy làm cho cô bị trượt chân, cứ như bổ nhào vào lòng Bùi Thân Giật. Bùi Thân Giật nhanh tay đỡ được, bị cổ tay của cô đánh vào lồng ngực, đau đến nghe răng. Thì Nhược Huyên dùng âm thanh ngọt ngào đến phát ngấy nói tiếp. Hơn đây, anh chờ em có lâu không anh? Ôi, người ta thật yêu anh nha. Đôi mắt mềm mại đáng yêu của cô, trừng to tỏ ý nhờ anh phối hợp với cô. Bùi Thần Giật cảm thấy buồn cười, liếc mắt nhìn con ếch đực đang muốn chạy về phía họ một cái. Dựa vào cái gì? Thì Nhược Huyên trừng hai mắt thật lớn nhìn anh, cố làm ra nét mặt hùng ác. Anh vừa mới nói xấu tôi. Bùi Thần Giật khẽ cười nói. À, tôi nói cái gì?
Cô còn đang ở trong lòng Bùi Thần Giật, quay lưng lại về phía Tiết Duệ Uyên, một chút cũng không phát hiện ra vì giám đốc của mình đã sớm dừng ăn. Anh ta đương nhiên nhận ra cô chính là cô thư ký cách nghiệt của mình mà. Anh dùng ánh mắt tỏ vẻ đã hiểu rõ nhìn về phía Bùi Thần Giật, thì ra hai người họ đã quen biết từ lâu. Bùi Thần Giật nhìn thấy ánh mắt của bạn thân, liếc mắt nhìn anh một cái, lại lướt qua cửa. Ý tứ chính là anh có thể cút được rồi. Tiết Duệ Uyên không chút để ý, cười cười với ngón trỏ chỉ phần bít tết của anh. Ý nói hôm nay cậu mời khách, sau đó ngây ngang đi ra cửa lớn nhà hàng. Tuy trong lòng không thật sự muốn đi, nhưng anh vẫn nên một vớ hai phải thì tốt hơn. Chẳng may chọc phải Bùi Thần Giật lần nữa, thì những bà mối của anh lại gặp nguy hiểm rồi. Toàn bộ từ đầu đến cuối thì Nhược Huyên hoàn toàn không phát hiện. Cô không biết vừa rồi trước mặt ông chủ chính mình đã bày ra chuyện mất mặt gì. Còn đánh bạn của ông chủ, cô vẫn đang thở phì phì, rất cẩn thận hạ giọng. Anh có giúp tôi hay không? Kỳ thật vừa rồi, Bùi Thần Giật cũng nghe được lời nói của người đàn ông ngồi cách vách. Cũng đoán được là bạn trai của cô bắt cá hai tay bị phát hiện. Như vậy, lần đầu tiên gặp nhau, cô một mình lẻ loi bước đi dưới trời mưa là vì phát hiện chuyện này khiến cô đau lòng. Sau đó lại đánh anh. Tâm tình Bùi Thần Giật trở nên không được vui. Tôi với cô rất thân sao? Lần đầu gặp thì bị cô đánh, lần thứ hai bị cô cắn, lần này là lần thứ ba cô lại cho tôi một đấm. Vì sao tôi lại phải giúp cô? Thì Nhược Huyên khinh bỉ nhìn anh. Người đàn ông này thật là nhỏ mọn, mấy chuyện nhỏ tí tẹo như vậy cũng so đo. Anh chắc chắn anh không giúp tôi. Anh không giúp tôi thì làm sao theo đuổi được tôi đây? Anh không cần phủ nhận, không đến một tuần chúng ta lại gặp nhau đến ba lần. Nếu như anh không muốn theo đuổi tôi, chẳng lẽ muốn tôi tin là chúng ta có duyên phận ma quỷ như vậy? Bùi Thần Giật rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, tâm tình vui sướng trở lại. Người phụ nữ điên này thật có ý tứ. Anh còn cho rằng cô sẽ uy hiếp mình, hoặc là vẫn giống như ấn tượng của anh về cô, trực tiếp giải quyết bằng bạo lực. Nhưng không ngờ lại đưa ra cái lý do này. Cái này cơ bản chính là suy nghĩ trong lòng cô nha. Không nghĩ tới cô lại nói thẳng ý nghĩ trong lòng ra thật là chưa từng gặp có người nào như vậy. Tâm tình thì Nhược Huyên vốn không tốt, thấy anh cười lại càng không vui, cho là mình đang bị cười nhạo. Cô hừ lạnh nói, không giúp thì thôi vậy. Mất mặt thì mất mặt đi, so với bị anh cười nhạo còn tốt hơn. Nói xong liền quay đầu định đi. Chỉ là thì Nhược Huyên còn chưa kịp đi đã bị Bùi Thần Giật ôm lại. Nghe thấy giọng nói của anh mang theo ý cười, đau lắm phải không? Bảo bối, để anh xoa xoa cho em nha. Thì Nhược Huyên nghe thấy thiếu chút nữa ói ra máu. Xoa xoa, xoa cái đầu anh à? Chỉ là cô còn chưa kịp nói, Ích Đực đã đứng không yên đi đến trước mặt họ. Hai người không biết chính mình thấp giọng nói chuyện, vành tay cùng tóc mai chạm vào nhau trong mắt nhiều người khác có bao nhiêu thân mật. Này, anh là ai? Bùi Thần Giật khóe mắt cũng không thèm nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn Thì Nhược Huyên, thể hiện đúng tiêu chuẩn một bộ dạng tình thâm ý trọng. Thì Nhược Huyên xoay người ôm eo Bùi Thần Giật, giả vờ như cô gái nhỏ đang hạnh phúc hướng về phía Ích Đực cười rạng rỡ. À, anh cũng ở đây hả? Cùng bạn gái ăn cơm. À, quên giới thiệu. Cô nhìn Bùi Thần Giật cười ngọt ngào, anh cũng đắm đuối đưa tình, nhìn lại khẽ mỉm cười. Thì Nhược Huyên đối với biểu hiện của anh cực kỳ vừa ý, nói tiếp. Đây là bạn trai mới của tôi, hôm nay đã theo đuổi tôi thật lâu. Anh ấy thật sự rất yêu tôi, vừa nghe tin tôi với anh chia tay, đó vội thổ lộ với tôi. Anh ấy đẹp trai lại ưu tú như vậy, tôi đương nhiên muốn nắm bắt giữ lấy anh ấy. Không biết Bùi Thần Giật là cố ý hay vô tình, từ trên nhìn xuống Ích Đực nói, cảm ơn anh lúc trước đã chiếu cố bảo bối, làm phiền anh rồi. Thì Nhược Huyên nhìn động tác của Bùi Thần Giật, lại nhìn sắc mặt Ích Đực thay đổi, trong lòng điên cuồng vui vẻ. Cô già vừa nhìn cổ tay trống rỗng, nha, thì ra đã không còn sớm, tôi cùng hớ nay đang vội, chúng tôi đi trước nha. Hoàn toàn không để ý đến con Ích Đực kia, cho tới bây giờ chỉ mới nói được một câu. Thì Nhược Huyên ôm cánh tay Bùi Thần Giật, cười hạnh phúc đi khỏi nhà hàng. Cô phục vụ được xem một vở kịch miễn phí, còn đang mang ánh mắt sùng bái nhìn theo hai người đang bước đi. Thì Nhược Huyên cũng không quên nhắc nhở. Bạn trai trước của tôi thật rất khách khí, anh ta nói bữa ăn này anh ta mời, nha, ha ha. Thanh âm lớn, cố ý muốn để con Ích Đực nghe được, làm cho mặt nó nhất thời biến thành màu gan heo. Anh yêu, sao anh lại giúp bọn họ thanh toán? Sao lại muốn mời khách? Hay là anh còn chưa hết hy vọng với người phụ nữ kia? Người ta không chịu đâu, anh phải nói chị yêu mình em. Âm thanh cùng dáng vẻ kịch cớm của ếch cái là ấn tượng cuối cùng của Thì Nhược Huyên với hai con ếch kia. Vừa ra khỏi nhà hàng, Thì Nhược Huyên lập tức cười ra tiếng, không chút bận tâm đến hình tượng của chính mình.
Bùi Thần Giật nhìn cô đang sang sảng cười, không chào tạm biệt mà vẫn đi theo bên cạnh, thậm chí cũng không nhắc cô buông tay anh ra. Nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Thì Nhược Khuyên, Bùi Thần Giật không hiểu sao tâm tình mình lại trở nên vui sướng, khóe miệng không tự giác khẽ cong lên. Bên cạnh nhà hàng có một công viên nhỏ, là nơi tản bộ tốt nhất sau khi ăn. Hôm nay không biết vì sao, người trong công viên ít đi hẳn. Khi Thì Nhược Khuyên và Bùi Thần Giật lững thững đi vào công viên nhỏ, dọc đường đi tiếng cười không ngừng. Thì Nhược Khuyên buông tay Bùi Thần Giật, bước nhanh lên phía trước. Đến dưới gốc cây cổ thụ thì dừng bước, chống lên thân cây gặp người cười nghiêng ngả. Quá khoa trương rồi, có buồn cười như vậy sao? Bùi Thần Giật hơi hơi nhíu mày. Lúc anh còn chưa kịp phản ứng, Thì Nhược Khuyên đang cười to đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Giữa trưa hè yên tĩnh, trong công viên truyền đến tiếng côn trùng kêu to. Xa xa là một ông lão bỏ mặc cái nắng ngày hè vẫn dắt chó đi dạo. Cũng có âm thanh của mấy đứa trẻ đang chơi đùa, tiếng người mẹ dịu dàng nỉ non. Bùi Thần Giật lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn Thì Nhược Khuyên đang khom người chống tay lên thân cây. Lúc nãy cô còn mở to đôi mắt xinh đẹp chừng anh để uy hiếp, còn làm dáng vẻ hạnh phúc ra oai với bạn trai trước. Vừa rồi còn cười đến sáng lạn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý, hất cằm nhỏ lên. Người phụ nữ này... Bùi Thần Giật tiến lên phía trước, chậm rãi nắm lấy tay cô, xoay người cô dồn trọng tâm vào anh, một tay nắm tay, một tay nắm vai để mà cô vùi vào ngực anh. Thì Nhược Khuyên giống như cô gái nhỏ cực kỳ đau lòng, ở trong lòng anh ra sức khóc, đem tất cả uất ức của mình khóc ra. Bùi Thần Giật không nói gì, nhẹ nhàng vỗ lưng, dùng động tác mềm mại nhẹ nhàng trấn an cô. Tuy hai người mới chỉ gặp nhau 3 lần, không tính là rất quen thuộc, nhưng mỗi lần gặp cô luôn hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi xuất hiện trước mặt anh. Dù tốt đến đâu cũng phải tức giận. Thiếu ngủ nghiêm trọng như vậy mà anh còn không nắm áo Trần Phàm mắng cho một trận đã là tốt bụng lắm rồi. Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ, nhanh chóng về nhà tiếp tục ngủ. Mang theo một bao lớn đồ ăn vặt và một túi gà nướng đi ra khỏi siêu thị. Còn chưa đi được vài bước đã bị một người chạy như điên vào siêu thị đụng phải. Tất cả đồ trên tay đều rơi xuống đất. Cái gì? Tâm trạng đang vô cùng tồi tệ do ngủ không đủ, còn có người dám trêu anh thực sự là muốn chết. Bùi Thần Giật nhìn thấy người đụng vào mình là một cô gái thì cố kiềm chế tức giận bộc phát. Chỉ tức tối trừng mắt nhìn cô gái đụng phải mình bị ngã trên đất, liếc mắt một cái thấy cô vẫn ngồi trên đất không đứng dậy, đầu cúi xuống. Bùi Thần Giật cũng không để ý mặc kệ cô, muốn ngồi trên đất thì cứ ngồi. Anh không nói lời nào, nhặt đống đồ ăn vặt từ trong túi rơi ra. Khi chuẩn bị rời đi, cô gái kia vẫn ngồi tại chỗ. Không thể nào, mới đụng một chút liền bị thương. Bùi Thần Giật nhíu mày, cũng không có dự định tiến tới hỏi cô như thế nào. Dù sao cũng không phải lỗi do anh không mắng cô đã là tốt lắm rồi. Còn muốn anh đi xin lỗi ư? Mặc dù là Trạch Nam ít khi ra ngoài, nhưng mỹ nữ yêu thương nhung nhớ anh cũng không phải chưa gặp bao giờ. Người phụ nữ lần trước ý đồ muốn đến gần anh cũng đã sử dụng chiêu này. Khi đó anh không đặc biệt chú ý, nâng người phụ nữ kia lên lại bị cô ta quấy rầy 3 tháng. Anh làm sao biết được con gái bây giờ còn sử dụng loại mánh khóe này? Bùi Thần Giật không rên một tiếng, xách túi lớn bỏ đi. Này! Âm thanh mềm mại yêu kiều truyền đến, nghe có chút quen thuộc, nhưng anh cũng không muốn ngừng bước để trả lời. Này! Đồ thích khuê hàng! Đụng người khác cũng không thèm đỡ dễ hả? Không đầy 24 giờ mà gặp người con gái này những 2 lần, nếu là có ý định muốn đến gần anh, như vậy cô thành công rồi. Huống hồ lần trước bị cô hung hăng đánh trong một trận, anh cũng không phải người nhu nhược, trước đó chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Bùi Thần Giật không phát hiện ra hiện giờ mình đang giận dỗi như một đứa trẻ. Dựa vào cái gì? Anh xoay người từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt chất vấn. Ai, vẻ mặt anh như vậy là sao hả? Giống như tôi đang cố tình đụng anh vậy. Lúc này trong ánh mắt xinh đẹp của Thì Nhược Huyên tràn đầy lửa giận, nhưng lại càng nổi lên khuôn mặt trắng xanh không khỏe. Mới đây tinh thần còn sáng sủa, bộ dạng đầy sức sống, hiện tại lại như đang rất mệt mỏi. Điều này làm Bùi Thần Giật cảm thấy không được thoải mái. Anh quay lại bước đến trước mặt cô, nhưng cũng không kéo cô dậy, ngược lại tự ngồi xổm xuống nhìn thẳng hỏi. Cô không phải cố ý à? Ý anh là gì? Cho dù tôi muốn tiếp cận cũng sẽ không tìm loại người biến thái thích khoe hàng như anh. Khi đó Nhược Huyên tức giận để vả anh một cái. Bùi Thần Giật không ngờ được cô lại làm như vậy, theo quán tính bị đẩy ngã ngồi về phía sau. À, anh lườm cô một cái, không muốn nói mấy lời vô nghĩa nữa, đứng dậy vỗ vỗ y phục chuẩn bị đi. Anh... Thì Nhược Uyên tức giận quay đi. Thôi anh đi đi, sớm cút đi, miễn trở ngại mắt tôi.
anh cũng theo như lời cô trực tiếp bỏ đi, liếc mắt một cái cũng không có. Ngược lại thì Nhược Huyên thấy anh đi có phần vội vã, nhưng lại không muốn mất mặt gọi anh lại. Đầu xoay sang hướng khác, khóe mắt lại vụng trộm nhìn theo phương hướng anh bỏ đi. Thấy anh thực sự không trở lại, cô tức giận nhỏ giọng than thở: cái đồ keo kiệt. Lúc thì Nhược Huyên cắn môi chuẩn bị tự đứng lên, đột nhiên thấy có người từ phía sau túm lấy cánh tay mình, kéo cô từ mặt đất đứng lên. Anh không phải không muốn đỡ tôi sao? Sao lại trở lại? Cô hừ lạnh, ánh mắt Bùi Thần Giật híp lại, uy hiếp. Cô không đi sao? Nếu cô không đi, tôi đi đây. Thì Nhược Huyên không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ, mặt từ từ ửng hồng. Tôi... Bùi Thần Giật vốn không định để ý, nhưng trong đầu luôn hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trắng xanh không khỏe. Anh nghĩ có lẽ là chân cô thật sự bị thương mới ngồi mãi không đứng dậy được. Cũng không biết có phải bởi vì nhớ được mặt cô hay không, anh lại đi tới kéo cô một cái. Nhưng hiện tại nhìn cô như vậy, anh lại đi tới kéo cô một cái. Nhưng hiện tại nhìn cô như vậy, hẳn là không phải là vì cô muốn tiếp cận anh giống như anh nghĩ. Sáng sớm là lần đầu tiên, hiện tại là lần thứ hai. Trong thời gian ngắn như vậy, đụng cô đến hai lần. Nếu thật sự đúng như anh nghĩ vậy, thì cô quả là kẻ khó lường. Sắc mặt Bùi Thần Giật lạnh lùng, một tay đặt lên vai, muốn đem cô quay lại đối mặt với anh. Thì Nhược Huyên lại kiên quyết không chịu xoay người, giả sức vùng vẫy. Ngay khi sắp thành công đem cô xoay lại, dưới tình huống cấp bách, cô cầm lấy tay anh cắn xuống. Cũng may tính tình Bùi Thần Giật khá tốt nên không đẩy vai cô ra. Anh nhẹ nhàng buông tay, túi lớn trong tay lại rớt xuống đất. Một tay đang giữ lấy vai, tay kia bóp chặt lấy khớp hàm của cô. Không biết làm sao cho cô buông lỏng tay anh ra. Tư thế như vậy làm cho lưng cô cùng ngực anh dán lại cùng một chỗ, khiến cô rơi vào lòng anh. Bùi Thần Giật nhìn tay mình bị cắn đến chảy máu, vừa định nổi giận với cô, tầm mắt lại rơi xuống sàn đá cẩm thạch của công ty Bách Hóa. Trên sàn nhà trắng tinh, nơi cô mới vừa ngồi có một vệt hồng hồng. Thì Nhược Huyên chú ý đến tầm mắt của anh, đôi má lại càng đỏ, môi hơi động đậy, dường như muốn nói cái gì đó nhưng lại không có âm thanh phát ra. Bùi Thần Giật khẽ ôm cô kề sát người mình, muốn chứng thực điều mình đoán. Thì Nhược Huyên như đoán được anh muốn làm cái gì, bắt lấy cánh tay anh, lại dựa sát vào người anh, thẹn thùng nói: không nên nhìn. Được rồi, anh nghĩ là đã chứng thực được rồi. Được, không xem. Bùi Thần Giật thấy mặt cô đỏ đến sắp nhỏ ra máu, anh sờ sờ đầu cô an ủi: phía trước không xa có thang thoát hiểm, trước đi đến bên kia. Thì Nhược Huyên gật đầu, gương mặt cũng không bớt đỏ. Cô ý thức được động tác này của bọn họ có bao nhiêu thân mật, nhưng lại không thể tránh né. Cô vốn tưởng mình sẽ không được tự nhiên, nhưng khi trong khoang mũi tràn đầy hương thơm từ người anh, tâm tình vốn đang bất an cũng bình tĩnh trở lại. Hương vị của anh thật an tĩnh. Cũng may lần này đồ trong túi to không bị rơi ra ngoài. Bùi Thần Giật nhanh nhẹn đem túi lớn vừa rơi trên mặt đất cầm lên, liền mang Nhược Huyên đi về phía trước. Hai người như cặp trẻ song sinh. Trong công ty Bách Hóa trước mặt bao nhiêu người, nữ vẻ mặt xấu hổ, nam biểu tình phức tạp, hướng tới cầu thang thoát hiểm. Xem đi, tôi đã nói là người yêu cãi nhau mà, ông còn không tin. Bây giờ bạn bè gặp nhau, sao lại giống như kẻ thù? Xem cô gái kia vừa nắm vừa cắn, chẳng lẽ cô ta không thấy đau lòng sao? Chỉ cần người đàn ông kia không ghét bỏ là được. Xem cô gái kia bộ dạng xinh đẹp như vậy, cũng chỉ có thể nói chắc là sẽ không chia tay đâu. Cầu thang thoát hiểm không náo nhiệt như bên ngoài. Thì Nhược Huyên ngồi trên bậc thang, vùi đầu vào hai đầu gối. Má ơi, thật là mất mặt chết đi được. Vốn cho ngày hôm qua đã đủ xui xẻo, không nghĩ tới hôm nay lại càng xui. Hơn 3 giờ sáng mới đi ngủ, làm cô dậy không nổi. Lần đầu tiên đi làm trễ, vừa vặn lãnh đạo trực tiếp của cô là tổng giám đốc muốn gặp. Lần đầu tiên đi muộn đã bị bắt, thật rất xui xẻo. Tiếp theo bởi vì tối qua ngủ không đủ giấc, pha cà phê lại quên thêm đường, đi đường thiếu chút nữa vấp ngã. Những chuyện nhỏ này coi như không tính, văn kiện cô đánh cả ngày cũng quên lưu lại, thật là không thể đen hơn. Không dễ dàng kiên nhẫn đến lúc tan tầm, đến công ty Bách Hóa đi dạo, lại đột nhiên cảm thấy giữa hai chân có gì đó chảy ra, bụng cũng đau. Cô mới giật mình nhận ra đại di mộ tới rồi. Hơn nữa, cô cũng không thể không cầu cứu cái người thích khoe hàng kia. Có lẽ trong tiềm thức, cô cũng không hề cảm thấy anh biến thái đi. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn mở miệng gọi anh là biến thái. Thế nhưng anh cũng không bỏ rơi cô lại. Nhớ lại vừa rồi, đầu Nhược Huyên đập vào tường mấy cái ở cầu thang thoát hiểm. Bùi Thần Giật đưa cô đến thang thoát hiểm, xong lại trở về Bách Hóa. Hay, hôm qua không cẩn thận lộ ra quần lót, hiện tại không tồi, quần bò của anh là màu lam sẫm.
nếu không người khác lại nhìn anh với ánh mắt kỳ quái. Bùi Thần Giật vừa đi đến thang thoát hiểm, liền thấy người nào đó đang không ngừng cụm đầu vào tường. Anh hò nhẹ hai tiếng, cố nén không cười, mà cô gái này nghe được âm thanh, lập tức dừng động tác, đầu lại chồn vào giữa hai chân, tư thế thật giống là điều. Anh đem y phục tối màu mới mua run run lấy ra. Này, liếc cô một cái. Dù sao lần trước tôi cũng không chú ý, mới để lộ quần lót, còn như mỗi người một lần, hỏa đi. Thì Nhược Khuyên như bị dẫm lên cái đuôi, lập tức bật dậy nói. Tôi không có thói quen thẹn thùng, chỉ cần là phụ nữ đều có đại di mụ, cái này không có gì mất mặt chứ. Đại di mụ không đến mới mất mặt. Bùi Thần Giật gật đầu thuận theo, đem áo khoác buộc lại bên hông, che đi cái mông của cô. Cái kia... Thì Nhược Khuyên có phần mất tự nhiên, sờ sờ cái mũi, ánh mắt cũng không nhìn về phía Bùi Thần Giật. Cảm ơn nha. Nói xong cô lập tức nghiêng đầu đi, dừng ở bức tường trắng. Cũng không biết từ khi nào, bực bội trong lòng Bùi Thần Giật đã tan mất. Thấy người phụ nữ đối diện khuôn mặt đỏ bừng, tâm trạng anh dường như tốt hơn nhiều. Cho dù lúc trước có tạo ra trò chơi hot nhất trên mạng, cũng không cảm thấy thoải mái như lúc này. Giống như ăn cái gì đó mềm mềm, dai dai, sau đó vị ngọt tràn đầy khoang miệng. Từ khi Trần Phàm trở về, đem nguyên văn lời của Bùi Thần Giật thuật lại cho Tiết Duệ Uyên nghe. Tiết Duệ Uyên liền lo lắng đề phòng cả ngày. Đến ban đêm, Tiết Duệ Uyên tắm rửa xong, mở ra thư mục anh dùng để lưu bảo bối, trống rỗng. Anh vỗ ngực, trong tay nắm chặt cái USB. Hừ hừ, Bùi Thần Giật, ông đây không sợ cậu, ta còn có bản dự chứ. Anh sung sướng cắm USB vào máy, mở thư mục trong USB. Còn chưa kịp kích vào bất kỳ bộ phim nào, màn hình máy tính đột nhiên tối đen. Bên trên dần dần xuất hiện một nhóm câu lệnh bằng tiếng Anh, chạy nhanh liên tục trên màn hình. Anh ôm ngực, miệng lặp đi lặp lại. Không thể nào, không thể nào. Cuối cùng máy tính cũng khôi phục bình thường. USB ban đầu để ép dữ liệu, bây giờ biến thành trống rỗng. Tiết Duệ Uyên kêu lên thảm thiết. Không thể nào, em gái hàng xóm ngây thơ, bé Lolita đáng yêu, y tá, tiếp viên hàng không, bảo bối của tôi. Bùi Thần Giật tắt máy tính, lần đầu tiên trời còn chưa sáng, đã đi đến phòng ngủ. Anh tin chắc rằng đêm nay sẽ ngủ ngon. Từ khi bảo bối quý giá nhiều năm của Tuyết Duy Yên bị Bùi Thần Giật dùng mấy câu lệnh tiếng Anh xóa mất, anh đều rất cẩn thận, không dám trêu chọc Bùi Thần Giật thêm một lần nào nữa. Nhưng trò chơi mới trên mạng sắp tiến vào giai đoạn thử nghiệm, anh cũng không có biện pháp, chỉ có thể bất chấp tất cả mời Bùi Thần Giật trở lại văn phòng. Buổi sáng hơn 11 giờ, đối với công nhân viên bình thường mà nói thì đã là quá trễ, cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa. Nhưng đối với loài vật hoạt động về đêm như Bùi Thần Giật mà nói thì rõ ràng không phải. Có trời mới biết, đã bao lâu anh không rời giường trước 12 giờ trưa rồi. Bùi Thần Giật nhắm mắt ngồi trên sofa bằng da màu đen, tay đặt trên đầu gối, ngón trỏ gõ từng nhịp như đang gõ theo nhạc. Tiết Duệ Uyên ký xong một phần văn kiện, đi tới ngồi đối diện với Bùi Thần Giật. Tối qua lại thức khuya lập trình. Ừ. Ngón trỏ đang gõ đột nhiên dừng lại mở mắt, biểu cảm lười biếng biến mất, thay vào đó là thái độ nghiêm túc như con báo đang lấy sức chờ thời cơ. Đã điều tra xong. Tuy câu nói không đầu không đuôi, nhưng Tiết Duệ Uyên biết Bùi Thần Giật đã nói đến nguyên nhân lỗ hổng liên tục xuất hiện khi công khai thử nghiệm trò chơi trên mạng. Anh nếu không điều tra rõ ràng, làm sao dám mời Bùi đại thiếu gia rời giường. Tiết Duệ Uyên gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Lão già này không nhịn được, đến thủ đoạn này mà cũng dùng tới. Nói xong lại hướng Bùi Thần Giật chắp tay xin lỗi. Thật có lỗi, đã đem cậu kéo xuống nước rồi. Bùi Thần Giật nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu ý bảo cậu ta không cần để ý. Nhà Đoan Mộc gần đây đang đứng trước nguy cơ, nên tìm nhà cậu đập phá, cũng khó trách ông ta không nhịn được. Bùi Thần Giật nhếch khóe môi, mang chút trêu đùa hỏi ngắn gọn. Định làm thế nào? Tiết Duệ Uyên nhẹ nhàng cười. Tiếp tục chờ. Sau đó giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi đến cửa trước bên cạnh kéo ra khe hở, nhìn bản công tác của thư ký bên ngoài cửa kính. Tiết Duệ Uyên vẫy tay gọi Bùi Thần Giật, cười xấu xa như người bên ngoài nói. Thư ký của mình, cay không? Bùi Thần Giật nhìn theo ngón tay đang kéo ra khe hở trên cửa sổ. Người ngoài cửa sổ buộc tóc cao, lộ ra chiếc cằm nhọn hoắt cùng với cái cổ duyên dáng. Vành tay mượt mà đeo chiếc khuyên hình tròn, khuôn mặt đang chăm chỉ làm việc tràn đầy tự tin. Làn da trắng nõn làm cô giống như búp bê bằng sứ. Ngón tay rực rỡ màu sắc đang không ngừng múa trên bàn phím, xem qua giống như một đại tiểu thư được chiều chuộng quanh năm không dính giọt nước. Nhưng anh đã cảm nhận được sâu sắc cô có bao nhiêu nhanh nhẹn dũng mãnh. Ít nhất là lúc đánh anh không có chút nương tay,
chiếc quần trắng đã ướt đẫm của anh ta lại không che được quần lót màu đỏ bắt mắt bên trong. Cô hiểu lầm rồi, tôi không có theo dõi cô. Bùi Thuần Giật không ngừng tránh né tấn công, vừa nói vừa thở gấp, nhưng trong giọng nói không hề có chút sợ hãi nào, âm thanh điềm đạm làm cho người nghe có cảm giác bình tĩnh. Cũng may anh từng bị một người bạn đam mê võ thuật kéo đi học một lớp Aikido, né tránh loại tấn công không theo quy tắc này cũng không phải vấn đề lớn. Mày nghĩ tao là đồ ngốc sao? Từ ngã tư đã bắt đầu theo tao. Mày đừng có nói với tao là nhà ở hướng này. Tao nhớ rõ lúc nãy mày đang muốn qua đường. Đánh tới đánh lui cũng đánh không trúng anh, nhưng thì Nhược Huyên cũng không bỏ ý định tiếp tục tấn công. Cô dù đang chật vật như thế nào cũng không thể tha cho cái đồ thích cởi đồ này. Nhưng không ngờ người đàn ông này quá đê tiện, chẳng những thích cởi đồ mà còn theo dõi cô, sợ người khác không biết mình biến thái sao. Đối với vấn đề này, Bùi Thần Giật cũng không biết nên giải thích thế nào. Anh chỉ là muốn đưa cô về nhà mà thôi, cũng không có ý xấu gì. Trong lòng thì tuy thầm nghĩ như thế, nhưng nếu là cô thì anh cũng không thể tin được. Nếu như sợ người khác theo mình, cô không nên đi trên đường trễ như thế này. Nói xong anh còn thêm một câu, lại ăn mặc hở hang như vậy. Thì Nhược Huyên giận sôi lên, cây dù đánh tới tấp về phía anh. Tao đi trên đường trễ thì sao? Ăn mặc ít một chút thì nhất định phải bị mấy tên biến thái theo dõi sao? Vậy mấy thằng thích cởi đồ như mày có phải cũng rất đáng bị tao đánh, có phải hay không? Bùi Thuần Giật ngừng nói chuyện vài giây, một bên né tránh cô tấn công, một bên suy nghĩ lời cô nói. Sau khi hiểu ra, lông mi anh run lẩy bẩy, cuối cùng cũng rõ tại sao nhân viên cửa hàng tiện lợi lại nhìn mình với ánh mắt phức tạp như vậy. Khó trách người khác coi anh như tên biến thái. Không biết có phải do đèn đường quá mờ, thì Nhược Huyên không thấy được trên mặt Bùi Thuần Giật có chút xấu hổ. Vẻ mặt không thay đổi cùng bộ dáng bình tĩnh càng làm cho thì Nhược Huyên cảm thấy anh là đồ biến thái nhất trong những tên biến thái. Vừa vặn hôm nay cô vô cùng buồn bực, lại đang không tìm được người để chút giận. Cô dùng tất cả sức lực để đánh Bùi Thuần Giật, tuy có học qua một lớp Aikido nhưng vẫn không chống đỡ được mấy cú đấm với đá của thì Nhược Huyên. Cánh tay bị trúng vài cú chắc cũng đã bị bầm tím. Lại đánh tới lần nữa, anh nhanh chóng nắm lấy cán dù không chịu buông. Tôi thật sự không muốn theo dõi cô, tôi không có hứng thú với cô. Đã quá trễ, tôi giúp cô gọi taxi, cô nhanh về nhà đi. Tính tình của anh không phải tốt bình thường, nhưng thì Nhược Huyên mặc kệ như thế nào, cô đã tức điên rồi. Cái gì gọi là anh không có hứng thú với cô? Nhân duyên với đàn ông cô chưa bao giờ thiếu, nhưng hôm nay cô lại thất bại hai lần. Mắt thẩm mỹ của đàn ông hiện đại bị làm sao vậy? Mắt mù hết rồi sao? Dáng người cô đẹp, âm thanh nhỏ nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp, chính là người vợ tiêu chuẩn, và được phòng khách, xuống được phòng bếp, lại lên giường được. Anh không có hứng thú mới là người không có năng lực. Tao có về hay không liên quan đến mày à? Mày là ai tao cũng không biết, sao mày dám quản tao có về nhà hay không? Thì Nhược Huyên kéo dù về không được, dứt khoát buông tay. Cô xông lên trước, nhắm vào đúng quần Bùi Thần Giật đá một cái. Lúc thấy cô tới gần, Bùi Thần Giật muốn thấy rõ mặt mũi của cô. Không nghĩ đến cô lại thật sự ra chiều thuần thục như vậy. Cô không đá bụng của anh, nhưng lại đá cẳng chân của anh một cái. Thời điểm anh nhịn đau muốn giữ lại, cô đã nhanh chóng bỏ trốn, không thấy bóng dáng, lại cả gan để lại một câu. Đồ biến thái chết tiệt, không sợ chết thì cứ tiếp tục theo tao. Bùi Thần Giật cau mày cười cười, có chút đau nhưng không đến nỗi không chịu được. Anh không thể tưởng tượng ra cái dáng người nhỏ bé như vậy lại vô cùng đánh đá thổ lỗ. Vừa rồi lúc cô đến gần, anh đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô, thật sự là đẹp không gì sánh bằng. Cằm nhọn, mi thanh, đôi mắt xinh đẹp hướng lên trên, lông mày giống như cánh quạt nhỏ cong cong. Lúc đầu còn tưởng cô kẻ viên mắt, nhưng thật ra lại là khuôn mặt mộc. Còn người mà hổ phách làm cho người ta không tự giác đắm chìm vào đó, mí mắt nửa buông xuống làm cho đôi mắt toát lên vẻ dịu dàng. Khi tầm mắt cô lướt qua, làm cho tim anh đập sai một nhịp, môi căng mọng phớt hồng, làm cho người ta không kiềm lòng được muốn âu yếm. Tóc cô đã ướt đẫm, dán trên mặt làm khuôn mặt càng thêm nhỏ nhắn. Giọt nước theo gò má trượt xuống, cho dù đèn đường mờ ảo không rõ ràng, nhưng anh vẫn nhìn ra được cô có làn da rất đẹp. Phụ nữ xinh đẹp anh gặp không ít, nhưng chưa từng có ai như cô cả. Khuôn mặt, khóe môi làm cho người ta chỉ cần liếc nhìn một cái là trong đầu lập tức hình dung ra dáng vẻ xinh đẹp của cô. Hơn nữa, cô còn là người xinh đẹp mà không tầm thường, quyến rũ mà không lẳng lơ, là người trong số cực kỳ hiếm mà anh mới gặp lần đầu đã nhớ kỹ. Bùi Thần Giật khẽ mỉm cười lắc đầu, nhịn đau chậm chạp đi về phía thì Nhược Huyên mới vừa bỏ đi. Anh không quên ý muốn ban đầu của mình, muốn đưa cô về nhà an toàn. Cũng không hiểu nổi tại sao mình lại muốn làm người tốt như vậy. Bị cô tàn nhẫn đánh một trận còn muốn đưa về nhà. Anh không muốn biết đến tột cùng là vì sao mình làm như vậy.
chỉ là bây giờ anh đã biết điều hơn, đi cách cô xa một chút, không để cô phát hiện ra mình. Chỗ ở của cô cách ngõ nhỏ không xa, mưa vẫn rất lớn, một chút cũng không ngớt. Nhìn đồng hồ đeo tay, khoảng 3 giờ, anh đội mưa xối xả về nhà, quên mất nguyên nhân vì sao phải ra ngoài. Quần áo màu trắng để lại cho người khác ấn tượng sạch sẽ, thuần khiết. Rất nhiều người lấy màu trắng làm màu sắc chính để trang trí phòng ngủ, nhưng rất ít người trong phòng trừ giường ra không có thứ gì khác. Mà phòng ngủ của Bùi Thần Giật chính là như vậy. Diện tích phòng ngủ gần 20 m², chỉ thấy một cái giường king size cùng với một chiếc rèm cửa sổ màu đen. Các vật dụng khác như tủ đầu giường, tủ quần áo, tivi, đèn bàn, cái gì cũng không có. Bùi Thần Giật không cảm thấy phòng ngủ như vậy có gì là không đúng. Anh chỉ biết phòng ngủ của mình ngoài cái giường thì không cần thêm cái gì khác. Laptop để dưới đất là được rồi, còn máy tính bàn để ở phòng sách, tivi ở phòng khách. Và phòng ngủ là để ngủ, không ngủ được thì không vào phòng ngủ. Cho nên anh không cần đèn bàn và tủ quần áo. Quần áo cứ để trực tiếp trên sàn, muốn ra ngoài thì nhặt lên mặc vào, không ra ngoài thì cần gì phải mặc. Sau khi Bùi Thần Giật chuyển đến chung cư này, mấy người hàng xóm luôn im lặng quan sát người đàn ông anh Tuấn này. Thật ra trước khi anh chuyển vào, mấy người hàng xóm đã rất tò mò về người lúc trước mua sàn chung cư này. Nhưng sau khi chủ nhân căn hộ đến, hàng xóm càng tò mò hơn, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng thấy có người khách nào tới nhà anh cả. Là đàn ông sống độc thân, thường có bạn bè đến nhà uống bia xem bóng đá, nếu không thì ban đêm ra ngoài đi bar. Nhưng Bùi Thần Giật chính là một ngoại lệ. Hàng xóm thậm chí để ý thấy hàng đêm phòng của anh chưa bao giờ bật đèn, cũng chưa từng thấy anh ra ngoài. Nói cách khác, anh thường xuyên nhốt mình trong phòng, buổi tối cũng không bật đèn, dù như thế nào đi chăng nữa cũng thấy thật quỷ dị. Nhưng hàng xóm hoàn toàn không biết việc nhà duy nhất anh biết làm chính là lau nhà. Sàn nhà đá cẩm thạch bị anh lau đến có thể làm gương soi. Mỗi khi viết chương trình gặp phải có chút khó khăn, anh sẽ yên lặng chạy đến phòng tắm, lấy khăn lau nhà và thùng nước, quỳ gối từ cửa bắt đầu lau sàn. Khi lau xong một lần thật tỉ mỉ, khó khăn liền được giải quyết. Vì thế nên anh cũng một đường thành thói quen, khi gặp chuyện không nghĩ ra hoặc lúc tâm trạng buồn bực liền đi lau sàn, cũng như có người tâm trạng không tốt thì đi chải lông cho ngựa. Nhưng chuyện nhà lập trình thiên tài đi lau sàn, anh không muốn người khác biết, không phải sự ảnh hưởng đến hình tượng bản thân, mà do hiểu được thói quen này có phần yểu điệu. Nhưng lúc khó chịu, nếu không lau sàn, anh liền cảm thấy không được thoải mái. Vốn không muốn ai phát hiện bí mật này, nên anh chưa từng mời khách đến nhà. Tất cả bạn bè đều biết, anh không muốn cho ai đến nhà, kể cả bạn gái cũ. Dần dần thành thói quen, không cho người khác tới nhà. Nếu có chuyện muốn gặp trực tiếp, anh lựa chọn hẹn gặp đối phương ở một địa điểm bên ngoài. Hiện tại, người muốn hẹn gặp mặt với Bùi Thần Giật đang liều mạng gọi vào điện thoại di động dùng trong công việc của anh, mà cái điện thoại kia lại bị vứt trên sàn nhà, hơn nữa còn bị chỉnh sang chế độ rung. Bùi Thần Giật nằm trên giường lớn trắng tinh, xoay người tiếp tục ngủ. Tấm rèm trong phòng ngủ bị kéo lại, cho dù ánh sáng mặt trời có đẹp như thế nào, thậm chí sáng đến chói mắt, bên trong phòng vẫn là mờ ảo u ám. Điện thoại di động bị anh tùy tiện vứt trên sàn, đang rung lên từng đợt. Trong không gian yên tĩnh, vang lên tiếng điện thoại rung rè rè. Âm thanh này làm cho người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Bùi Thần Giật không thèm mở mắt, chính xác cầm điện thoại di động lên. Tiết Duệ Uyên vất vất tay cho nhân viên trước mặt ra khỏi phòng. Trần Phàm vô cùng hiểu ý rời khỏi văn phòng của Tiết Duệ Uyên, hơn nữa còn giúp anh đóng cửa. Cậu đang ở đâu? Âm thanh Bùi Thần Giật không lười biếng như người mới tỉnh ngủ, hơn nữa còn đặc biệt thành tỉnh rõ ràng nói. Chết rồi. Sau đó lập tức cúp máy. Tiết Duệ Uyên không cần nghĩ cũng biết, lúc này Bùi Thần Giật vẫn chưa rời giường, hơn nữa là đang ngủ. Con người này đem công việc bỏ lại, không biết sáng nay anh đã phải giải quyết biết bao nhiêu việc, vậy mà người này vẫn còn đang ngủ. Tiết Duệ Uyên tức giận, suýt bóp nát điện thoại đang hiển thị đã kết thúc cuộc gọi. Nhưng anh vẫn tiếp tục gọi một lần nữa. Điện thoại vừa nối không cho Bùi Thần Giật có cơ hội nói chuyện. Anh nói nhanh. Trần Phàm đang chờ cậu, cậu nếu không ra ngoài, mình sẽ đem địa chỉ nhà cậu nói cho anh ta biết, để cho anh ta đến nhà cậu nhấn chung cửa, để cho anh ta thường xuyên đưa thức ăn khuya đến cho cậu, đến nhà cậu uống trà. Tên khốn Tiết Duệ Uyên này giỏi lắm, dám uy hiếp anh. Nửa giờ. Cuộc gọi bị cắt đứt. Lần này toàn thân Tiết Duệ Uyên thật khoan khoái, nhưng một giây sau anh bắt đầu hoảng hốt. Bình thường tính tình Bùi Thần Giật luôn an tĩnh, nhưng nếu anh bị ép buộc phải dậy khi mà chưa được ngủ đủ thì sẽ biến thành cực kỳ dữ dội. Hiện tại chỉ cầu nguyện cho giận dữ của Bùi Thần Giật trút cả vào người Trần Phàm đi,
cầu nguyện cho cậu ta quên mất người hôm nay gọi điện là ai. Xoẹt một tiếng, rèm cửa được kéo ra. Bùi Thuần Giật híp mắt làm quen với ánh sáng. Mặt trời rực rỡ như vậy, có lẽ là đã giữa trưa rồi. Hôm nay đến 5 giờ sáng anh mới đi ngủ, mà còn là ngủ khi đang đói bụng. Còn chưa ngủ no đã bị người khác đánh thức. Tâm trạng đương nhiên sẽ cực kỳ tồi tệ, sắc mặt âm u, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao găm. Bả vai và cánh tay có chút đau, anh cúi đầu nhìn một chút hai chỗ bị bầm tím. Người phụ nữ điên. Bùi Thần Giật vừa đi đến phòng tắm, vừa đi thào tự nói, nhưng giọng nói không nghe ra chút tức giận nào, mà ngược lại giống như chỉ là hơi oán trách. Như đang nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt sắc bén dần mềm xuống. Trên sàn phòng tắm có một bộ quần áo trắng cùng với quần lót màu đỏ vẫn còn ướt sũng. Tối qua sau khi anh trở về, không cởi y phục trực tiếp ném trên sàn như mọi khi mà ném vào phòng tắm. Bùi Thần Giật dùng chân đá đá đống quần áo màu trắng, giống như muốn trực tiếp đem quần áo vứt đi. Nhưng không biết vì sao, như bị ma xui quỷ khiến, anh lại nhặt chúng lên ném vào máy giặt. Nửa giờ sau, Bùi Thần Giật xuất hiện đúng như đã hẹn tại tiệm cà phê trong công ty Bách Hóa. Trần Phàm đứng lên cười lấy lòng Bùi Thần Giật, còn chưa kịp A-Zo nịnh hót, anh đã quăng ra câu đầu tiên. Trở về nói với Tiết Duệ Uyên, cẩn thận bảo bối của cậu ta đấy. Nói xong, tay thì ném xuống túi hồ sơ màu vàng rồi xoay người bỏ đi luôn. Tất cả quá trình chưa tới 10 giây. Trần Phàm sững sờ nhìn theo bóng lưng Bùi Thần Giật, thậm chí anh còn cảm thấy bản thân thật muốn khóc. Ông chủ Trạch Nam của anh nhất định không nhận ra anh là thư ký của anh ấy. Anh ủ rũ đáp lại, vâng, cho dù anh biết Bùi Thần Giật đã đi ra đến cửa quán cà phê và sẽ không nghe thấy. Người đi dạo trong công ty Bách Hóa ngày càng nhiều hơn, thời điểm này là giờ tan làm của hầu hết mọi người. Bùi Thần Giật rẽ vào siêu thị, mặc áo sơ mi màu đen đơn giản, lại tào nhã, phối hợp với quần bò màu xanh đen, dẫn đến anh được không ít người ghé mắt nhìn. Dáng người cao hơn 1m8, khuôn mặt đẹp trai, tuy rằng chỉ thích ở nhà, nhưng cái này không có nghĩa là anh lười vận động. Cánh tay và bắp đùi cường tráng được quần áo bao bọc, tràn ngập những đường cong nam tính, 10 phần cảm giác đàn ông. Làn da màu đồng cổ, môi mỏng, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, đường cong khuôn mặt tràn đầy cương nghị anh tuấn. Cho dù hiện tại trên tay đang ôm một túi lớn đồ ăn vặt, còn xách thêm một túi gà nướng, cũng không ai cảm thấy anh giống mấy bà mấy chị. Mấy bà nội trợ đi bên cạnh đều bị vẻ ngoài của anh hấp dẫn, tìm nhảy dựng lên, nhưng lại bị vẻ mặt u ám dọa không dám đến gần. Bùi Thần Giật mím môi, chân mày lạnh lùng, liên tục 2 ngày thức đêm, không dễ dàng mới ngủ được mấy tiếng. Sáng sớm bởi vì quá đói bụng chị không được phải mò dậy, anh tùy tiện cầm bộ quần áo Larry lôi thôi mặc vào, vọt xuống lầu mua mấy cái bánh bao. Trước mặt ông chủ tiệm bánh ăn ngấu ăn nghiến, giống như bị bỏ đói lâu ngày, dọa cho ông chủ sợ hãi. Sau khi ăn no xong, anh quay về nhà tiếp tục ngủ. Vừa mới ngủ không bao lâu lại bị Tiết Duệ Uyên kêu dậy. Tính tình cho